Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 10. Từ Yến Kinh đến Phụng Thiên chỉ tốn chưa đến 2 giờ bay là đến. Diệp Lâm dần theo Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm, một hàng ba người ngồi máy bay đi Phụng Thiên. Đây là lần đầu tiên Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm gặp nhau. Hai người giới thiệu lẫn nhau rồi nhanh chóng quen thuộc. Một người là đồ đệ, một người là cấp dưới. Hai người như trở thành cánh tay trái phải của Diệp Lâm, lúc nào cũng đi theo hai bên Diệp Lâm. Sư phụ, lần này chúng ta đi Phụng Thiên, là đi cứu công khai hay bí mật? Trên máy bay, Hoa Quốc Đống tò mò hỏi. Đi công khai là sao? Đi bí mật là thế nào? Diệp Lâm không hiểu hỏi lại. Nếu đi công khai thì chúng ta sẽ lấy danh nghĩa Phủ Thuận Thiên, đi thẳng đến Phủ Phụng Thiên, bảo bọn họ tiếp đãi chúng ta. Sau đó, mỗi khi chúng ta làm việc, cứ bảo người của Phủ Phụng Thiên dốc sức phối hợp là được. Hoa Quốc Đống nghĩ ra hai phương án. Còn nếu đi bí mật thì chúng ta sẽ không gây ầm ĩ, cứ đi thẳng tới chỗ là được. Sư phụ muốn tìm nhà họ Trương nhà giàu. Số 1 tính sổ đúng không? Vậy thì chúng ta vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến nhà họ Trương. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, chúng ta không phải đi du lịch Phụng Thiên, không cần gióng trống khua chiêng, cũng không cần ai đón tiếp hoặc là phối hợp. Vậy thì đi bí mật đi, chờ xuống máy bay, chúng ta cứ đi thẳng đến nhà họ Trương là được. Diệp Lâm thích cách làm dứt khoát lưu loát, đánh nhanh thắng nhanh. Một khi dính đến Phủ Phụng Thiên thì không biết sẽ lôi kéo ra bao nhiêu mối quan hệ và phiền phức nữa. Có điều, Hoàng Tiềm lại có suy nghĩ khác, nếu Phủ Phụng Thiên có thế phối hợp thì không cần phải lo lắng thế lực của Tọa Sơn Điêu xen vào. Bởi vì cái loại thế lực ngầm như Tọa Sơn Điêu là sẽ không trở mặt ở bên ngoài với Phủ Phụng Thiên. Hoàng Tiềm không sợ nhà giàu số 1 nhà họ Trương, mà chỉ sợ Tọa Sơn Điêu và thế lực núi Trường Bạch Cố Võ sau lưng anh ta nhúng tay vào chuyện này. Đúng là đánh nhanh thắng nhanh cũng tốt, nhưng mà cần phải đảm bảo không xảy ra sơ suất. Ý của anh là mượn thế lực của Phủ Phụng Thiên? Diệp Lâm hỏi lại. Đúng vậy, tuy rằng Hoàng Tiềm thấy được Diệp Lâm có vẻ không vui, nhưng mà anh ta vẫn căng ra đầu nói tiếp, dù sao thì rồng mạnh khó áp rắn địa phương. Dù là nhà giàu sổ một nhà họ Trương hay là Tọa Sơn Điêu, thì nếu chỉ dựa vào ba người chúng ta là rất khó đối phó. Nếu có thể mượn thế lực của Phủ Phụng Thiên thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Tiềm cảm thấy đã có sẵn quan hệ thì cứ dùng đi thỏi. Cha tôi và thống đốc Phủ Phụng Thiên qua lại ngang hàng. Phủ Thuận Thiên và Phủ Phụng Thiên cùng từng hợp tác tra án. Lúc này, Hoa Quốc Đống nói, nếu sư phụ muốn mượn binh của Phủ Phụng Thiên, thì chỉ cần cha tôi gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Phủ Phụng Thiên chắc chắn sẽ cho người phối hợp với chúng ta. Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu, không cần làm âm ý thế đáo. Hơn nữa, tôi không muốn nợ ân tình của người ta. Không tính là ân tình, Hoa Quốc Đống vội vàng giải thích, tôi làm đồ đệ, tôi sẵn lòng giúp đỡ sư phụ một chút chuyện nhỏ. Không cần phải cành mẹ đẻ cành con, Diệp Lâm cũng có suy nghĩ của mình, thay vì gửi hy vọng lên người khác, tôi càng thích nắm giữ mọi thứ trong tay mình hơn. Đây là chuyện của tôi sẽ tự mình đi giải quyết. Thấy Diệp Lâm đã nói vậy, Hoa Quốc Đống cũng gật đầu nói theo, vậy làm theo ý của sư phụ đi. Chúng ta cứ bí mật mà đi. Đi thẳng đến nhà họ Trương. Hoàng Tiềm bất đắc dĩ cười cười, nhỏ giọng nói, chỉ mong không gặp người của Tọa Sơn Điêu. Thấy Hoàng Tiềm cứ mãi kiêng kỵ Tọa Sơn Điêu, Diệp Lâm bị khơi dậy sự tò mò và ý chí chiến đấu, anh lại nói vậy nữa, tôi nghe mà muốn tự mình đi gặp Tọa Sơn Điêu trong truyền thuyết một lần. Máy bay thuận lợi đáp xuống sán bay. Một hàng ba người Diệp Lâm vừa ra khỏi sân bay, đi được một đoạn thì chợt cảm thấy không khí xung quanh là lạ. Lạ thật. Sao tôi cứ cảm thấy xung quanh ít người? Hoa Quốc Đống vò đầu nói. Rốt cuộc thì đây chính là sân bay quốc tế. Người qua người lại nối liền không dứt. Mới vừa rồi sân bay vẫn còn rất đông người, sao lại đột nhiên ít người đi vậy chứ? Sương mù, Hoàng Tiềm giật nảy mình, nhìn một vòng xung quanh, chợt phát hiện mọi người xung quanh dường như lập tức biến mất, ở đây chỉ có ba người bọn họ thôi. Trong sương mù dày đặc quỷ dị, ba người giống như bị quỷ đánh tường. Hoàn toàn mất đi phương hướng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoa Quốc Đống sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Anh ta thầm nghĩ chẳng lẽ ban ngày ban mặt cũng gặp quỷ nữa hả? Phụng Thiên huyền huyễn thế sao? Ô, Diệp Lâm thấy vậy cũng hơi nhíu mày. Lúc này, sương mù càng lúc càng dày đặc. Diệp Lâm quay đầu lại nhìn, phát hiện hai người Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm ở bên cạnh mình đều đã biến mất. Trong thiên địa mênh mang, chỉ còn lại một mình anh. Là ảo cảnh hả?
Diệp Lâm nhìn thấu mọi thứ trước mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Một làn gió chợt thổi qua. Bên trong không khí tràn đầy mùi tanh tưởi. Phía trước và phía trên mình bắt đầu xuất hiện từng khuôn mặt cáo. Nó bay lơ lửng trên không, càng lúc càng nhiều, cực kỳ quỷ dị. Nếu là người khác nhìn thấy cái cảnh khủng bố lại quái dị này, thì chắc là sẽ bị dọa đến mức chảy nước tiểu. Có thể tưởng tượng ra được Hoa Quốc Đống bị nhốt ở một nơi khác, đang ngồi xuống ôm đầu không dám nhìn xung quanh. Hừ, ai dám giả thần giả quỷ ngay đây vậy? Diệp Lâm cực kỳ khinh thường mà tiếp tục đi lên phía trước. Những khuôn mặt cáo ở xung quanh giống như là quỷ hồn, đi theo sát phía sau Diệp Lâm. Tên họ Diệp kia. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa đúng không? Lúc này, trên không trung xuất hiện một khuôn mặt nửa bên là cáo nửa bên là người. Nhìn khuôn mặt kia, Diệp Lâm mơ hồ có thể đoán ra ông ta là Hồ Đại Tiên gia chủ nhà họ Hồ, một trong năm đại gia tộc thần bí Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi. Ngày ấy, Diệp Lâm đánh phục ba nhà Hoàng, Bạch, Liễu, chỉ có nhà họ Hồ là nhân lúc loạn bỏ trốn. Không ngờ hôm nay mình vừa xuống máy bay là gặp được nhà họ Hồ đến trả thù. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày xông vào. Không ngờ mày lại dám đến Phụng Thiên chịu chết, tao đây sẽ làm cho mày có đi mà không có về. Lúc ông ta nói chuyện, xung quanh tràn đầy yêu khí, gió độc thổi từng cơn. Những khuôn mặt cáo tụ tập ở xung quanh Diệp Lâm, bỗng nhiên mở to miệng ra đập về phía Diệp Lâm. Hồ Đại Tiên tự cho rằng ở bên trong ảo cảnh của mình là một sự tồn tại giống như thần. Có thế một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Bởi vì ở trong ảo cảnh có thể khơi gợi những thứ đáng sợ nhất trong lòng người. Ví dụ như nếu bạn sợ quỷ, thì ở trong ảo cảnh, mọi thứ xung quanh bạn đều sẽ biến thành dáng vẻ quỷ quái mà bạn sợ nhất. Còn nếu bạn sợ rắn, thì ở trong ảo cảnh, mọi thứ xung quanh bạn đều sẽ biến thành các loại rắn độc, quấn quanh trên người bạn, thuận thế cắn nuốt bạn. Thậm chí nếu bạn sợ người nào đó, hoặc là bóng ma tâm lý lúc nhỏ, đều sẽ xuất hiện với đủ loại phương thức. Cứ như vậy, bên trong ảo cảnh sẽ bày ra một cách hoàn mỹ nỗi sợ sâu nhất trong lòng người. Lúc này, hai người Hoa Quốc Đống và Hoàng Thiềm, một người thấy được giáo viên gây ra bóng ma tâm lý lúc nhỏ của mình, một người thấy được Tọa Sơn Điêu. Hai người đều sợ tới mức hồn vía lên mây, đánh không lại, trốn không thoát, cuối cùng dứt khoát giống như đà điểu mà ôm đầu ngồi xuống chờ chết. Đối với Diệp Lâm mà nói, một chút ảo thuật này hoàn toàn không có hiệu quả. Ở trong mắt anh, tất cả đều là ảo giác, không phải là thật, còn có thể thấy rõ ràng bản thế của Hồ Đại Tiên. Về phần những bóng ma mặt cáo, nó giống như là không khí, không đáng phải nhắc tới. Đương nhiên, Hồ Đại Tiên không biết Diệp Lâm đã thấy những gì. Ông ta tưởng rằng Diệp Lâm đang rơi vào trong cơn sợ hãi giống như hai người khác. Ông ta không thể nào ngờ được Diệp Lâm đã nhìn thấu mọi thứ. Ngay lúc mặt cáo xung quanh há to miệng muốn cắn nuốt Diệp Lâm. Diệp Lâm phất nhẹ tay lên, tất cả ảo giác xung quanh đều tan biến, giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Tại sao lại như vậy? Hồ Đại Tiên thấy vậy thì rất chấn động. Đây là một kết quả hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ ảo cảnh của mình lại bị Diệp Lâm phá giải một cách dễ. Dàng như thế. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hồ Đại Tiên lại sử dụng năng lực bày ra nhiều ảo giác hơn, cho nó tụ tập xung quanh Diệp Lâm, dương nanh múa vuốt, định phá hủy lòng tin của Diệp Lâm, đánh thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Có điều, Diệp Lâm vẫn tiếp tục đi về phía trước, phất tay lên lần nữa. Ảo giác xung quanh giống như là bong bóng bị kim đâm. Vỡ ra rồi tan biến liên tục. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Nhìn Diệp Lâm đi từng bước về phía mình, Hồ Đại Tiên bắt đầu luống cuống. Ông ta định chạy trốn như lần trước, vừa thấy tình thế không ổn liền tranh thủ bỏ chạy. Chỉ là lần này, Diệp Lâm sẽ không cho ông ta cơ hội chạy trốn. Lần trước đế ông chạy trốn, xem như là ông may mắn. Có điều, tôi không ngờ là ông còn dám đến đây tìm chết. Vậy thì tôi chỉ có thể làm ông có đi mà. Không có về thôi. Lúc nói chuyện, Diệp Lâm gọi ba thanh kiếm ngắn ra, vung tay lên, ba thanh kiếm ngắn bay vút ra như là sao băng. Hồ Đại Tiên nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là kiếm của Diệp Lâm nhanh hơn. Vèo vèo vèo. Ba thanh kiếm trước sau xỏ xuyên qua ngực Hồ Đại Tiên. Bịch một tiếng, Hồ Đại Tiên ngã quỵ xuống đất, run rẩy vài giây thì mất mạng. Theo cái chết của Hồ Đại Tiên, ảo cảnh xung quanh lập tức tan biến như khói bụi.
dòng người qua lại trong sân bay cũng hiện lên trong tầm mắt của Diệp Lâm. Lúc này, phía trước có một đám người đang tụ tập quanh Hồ Đại Tiên ngã lăn trên đất, bàn tán sôi nổi, rất là hoảng hốt. Ông ta bị sao vậy? Đã chết rồi hả? Các người mau xem, nửa bên mặt của ông ta đều là lông xù, ông ta còn là người không vậy? Ông ta trông kỳ lạ thật đấy, nhìn đáng sợ quá đi, trên mặt trên tay đều là lông xù, phản tổ hả? Hồ Đại Tiên vì có ngoại hình quái dị nên gây ra một trận hỗn loạn. Mọi người không biết rốt cuộc thì ông ta là con người hay là yêu quái. Diệp Lâm mặc kệ cảnh rối loạn bên kia. Anh đi ngược về phía hai người Hoa Quốc Đồng và Hoàng Tiềm đang ôm đầu ngồi xổm. Bốp! Anh đánh mỗi người một cái, đánh cho hai người tỉnh lại. Quỷ! Sư phụ! Có quỷ! Tuy rằng Hoa Quốc Đống đã tỉnh táo lại từ trong ảo cảnh, nhưng mà nỗi sợ trong lòng anh ta vẫn còn chưa tan đi. Thấy sư phụ đang ở trước mắt mình, anh ta lập tức đi lên nắm cánh tay sư phụ, giống như là cô vợ bé nhỏ bị dọa sợ phá gan, chui chui vào trong lòng ngực sư phụ. Diệp Lâm bất đắc dĩ cười khổ, dùng một tay đẩy anh ta ra, mở to hai mắt ra nhìn đi, đây là sân bay, ban ngày ban mặt đâu có quỷ, tôi thấy là trong lòng anh có quỷ thì đúng hơn. Cả buổi sau, Hoa Quốc Đồng mới hoàn toàn tỉnh táo từ trong bóng ma tâm lý lúc nhỏ. Có điều, anh ta vẫn dựa vào người Diệp Lâm để tìm kiếm cảm giác an toàn. Long Vương, chuyện vừa rồi là sao vậy? Hoàng Tiềm cũng là dáng vẻ nỗi sợ chưa? Tan! Lúc nãy trong ảo cảnh thấy được tọa sơn điêu khiến anh ta cực kỳ sợ hãi. Gặp được đối thủ cũ, Diệp Lâm lạnh nhạt nói, có điều đã không sao rồi. Tôi đã giải quyết xong rồi. Lúc đi ngang đám đông tụ tập, hai người nhìn thoáng qua bên trong, thấy Hồ Đại Tiên dáng chết kỳ lạ, liền hiếu ra mọi thứ đều do người kia âm thầm dở trò quỷ. Vẫn là Long Vương đại nhân lợi hại, Hoàng Tiềm nghĩ lại mà sợ. Sau khi ra khỏi sân bay, ba người gọi taxi đi nhà họ Trương. Bác Tài, đi nhà giàu số một địa phương các anh đi. Sau khi lên xe, Diệp Lâm nói. Cái gì, nhà giàu số một hả? Bác Tài vừa nghe vậy liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, hỏi, anh nói là nhà giàu số một nhà họ Trương hả? Ha ha, ở Phụng Thiên các anh có mấy nhà giàu số một? Diệp Lâm cười nói. Không đi, sau khi được câu trả lời, bác Tài không nói gì nhiều, trực tiếp đuổi ba người Diệp Lâm xuống xe. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm không hiểu ra. Sao? Tôi cũng không biết nữa. Tuy rằng Hoàng Tiềm quanh năm ở Phụng Thiên, nhưng mà anh ta chưa từng đi taxi, cũng chưa từng đi nhà họ Trương, đương nhiên cũng mới lần đầu gặp loại tình huống này. Chẳng lẽ là do thiếu tiền nhà họ Trương? Hoa Quốc Đống nói xong, tiếp tục vẫy tay gọi một chiếc taxi. Kết quả khi nghe nói là đi nhà họ Trương, bác Tài liền không nói một lời, đạp ga chạy đi, bỏ xa ba người. Lúc này, cả ba người đều cảm thấy có chút không đúng. Đi nhà họ Trương chứ đâu phải đi pháp trường, có cần đến mức như vậy không? Bác Tài, lái xe đi, đi đâu cũng được. Sau khi lên chiếc taxi thứ ba, Diệp Lâm trực tiếp ném tờ 100 đô cho bác Tài, nói, chúng tôi mới đến đây, chở chúng tôi đi dạo đi, nhân tiện hỏi thăm anh vài chuyện. Bác Tài thấy bọn họ là người vùng ngoài, còn ra tay rộng rãi thì lập tức vui vẻ ra mặt. Ba anh xem như tìm đúng người, lên đúng xe rồi. Ba đời nhà tôi đều ở đây, tôi từ nhỏ đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ở Phụng Thiên không? Có nơi nào mà tôi chưa đi, không có chuyện nào mà tôi không biết. Các anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi, bác Tài bày ra vẻ tôi chính là thám tử rồi vỗ ngực đảm bảo. Ô, thế hả? Diệp Lâm rất có hứng thú mà hỏi. Vậy có một chỗ, không biết anh có từng đi chưa? Chỗ nào? Bác Tài hỏi. Dinh thự nhà họ Trương, nhà giàu số một địa phương các anh. Diệp Lâm hỏi, anh từng đi chưa? Cái gì? Nghe vậy, bác Tài lập tức thay đổi sắc mặt, thắng gấp, xe ngừng lại. Các anh hỏi thăm nhà họ Trương làm gì? Tôi chỉ là tò mò thôi. Diệp Lâm nói thẳng, vì sao lúc nãy tôi gọi vài chiếc taxi? Cứ vừa nói muốn đi nhà họ Trương là bọn họ đều sợ hãi bỏ chạy. Cái gì, các người muốn đi nhà họ Trương hả? Bác Tài giật mình hỏi, các người không muốn sống nữa hả? Nghe vậy, cả ba người đều sửng sốt. Nhà họ Trương không phải đầm rồng hang hổ, sao còn dính dáng đến sống chết nữa vậy? Ý anh là sao? Diệp Lâm tò mò hỏi, đi nhà họ Trương, nhiều lắm là không cho chúng tôi đi vào, chứ chẳng lẽ còn muốn mạng chúng tôi nữa? Ai ra? Các người quả nhiên là người vùng ngoài. Bác Tài lắc đầu, muốn nói lại thôi. Tôi chính là người địa phương. Hoàng Tiềm nói,
nhưng sao tôi không biết nhà họ Trương có chỗ nào đáng sợ. Vậy là anh ở cũng như không ở rồi. Bác Tài lắc đầu. Bác Tài vào Nam ra Bắc, nghe được rất nhiều tin tức. Diệp Lâm cũng cảm thấy loại người như Bác Tài có thể cảm nhận được nguy hiểm mà loại người như Hoàng Tiềm không thể cảm nhận được. Vậy nên Diệp Lâm lại lấy ra tờ 100 đô, cười nói, anh cứ lái xe đi, chúng ta trò chuyện linh tinh thôi, không phải bảo anh đưa bọn tôi đi nhà họ Trương, đừng căng thẳng. Nhờ tác dụng của tiền tài, sắc mặt Bác Tài dễ nhìn hơn một chút. Anh ta đạp ga, tiếp tục chạy xe, còn không quên lấm bấm, dù các anh bảo tôi đưa đi thì tôi cũng không dám đưa đi. Cho anh 1.000 tệ, anh có đi hay không? Hoa Quốc Đống cười hỏi. Không đi, Bác Tài không chút do dự mà từ chối. 10.000 tệ thì sao? Hoa Quốc Đồng lại nói. 10.000 tệ tương đương với doanh thu một tháng của tài xế bình thường. Lần này, Bác Tài hơi do dự, nhưng nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu, kiên quyết nói, không đi. Bao nhiêu tiền cũng không đi, tôi sợ có mạng đi lại không có mạng về để tiêu tiền. Diệp Lâm tò mò hỏi, rốt cuộc nhà họ Trương có cái gì mà khiến cho các anh sợ đến mức như vậy? Ai ra, các anh đừng hỏi nữa. Bác Tài thở dài, vẻ mặt sợ hãi. Tóm lại là các anh cũng đừng đi. Lúc này, Diệp Lâm lại móc ra tờ 100 đô, sau đó cười cười, dứt khoát gom đủ 1.000 đô xòe ra trước mặt Bác Tài. Nói thử xem. Nói hết những chuyện anh biết về nhà họ Trương, số tiền này sẽ là của anh. Chúng tôi mới đến đây, chỉ tò mò thôi chứ không có ý gì khác, cũng sẽ không nói với người khác những gì anh nói. Nhìn 1.000 đô, Bác Tài do dự vài giây, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng cắn răng một cái. Quay đầu xe, chạy tới một khu phố ít người, thả chậm tốc độ lại, từ từ nói ra tình hình thực tế. Hiện giờ không thể đi nhà họ Trương được, bên kia quỷ dị lắm. Vốn dĩ người không liên quan không được phép đến gần dinh thự nhà họ Trương. Xung quanh dinh thự đều có người hầu và thị vệ tuần tra. Nếu lỡ đi nhầm vào thế nào cũng bị mắng một trận, có khi còn bị đánh tơi tả. Có điều, sau này nhà họ Trương trở thành vùng cấm. Cứ hễ là xe hoặc người đi gần đó đều bị mất tích một cách bí ẩn. Chỉ riêng công ty chúng tôi thôi, đã có mười mấy tài xế bị mất tích bên đó rồi. Vậy nên công ty chúng tôi ra lệnh là không cho bất cứ tài xế nào lái xe chở khách qua bên kia, nếu không thì phải tự mình gánh lấy hậu quả. Nghe Bác Tài kế xong, ba người đều cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ nhà họ Trương lại trở thành vùng cấm trong thế giới bình thường. Không cho phép ai đi gần, nếu đi liền sẽ mất tích. Có nhiều người mất tích vậy mà không có ai quản sao? Hoa Quốc Đống không nhịn được hỏi, Phủ Phụng Thiên đâu? Các anh không đi báo án hả? Bác Tài thở dài, cười khố nói, có phải anh là sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa từng bị xã hội dạy dỗ hay không? Ai quản hả? Người ta có tiền có thế, dùng tiền đuổi người là xong rồi, có ai quản cơ chứ? Phụng Thiên là nơi xa trời xa hoàng đế, nhà họ Trương lại một tay che trời ở địa phương. Đừng nói là chỉ có vài người mất tích ở gần nhà bọn họ, cho dù là bọn họ giết người trên đường cái thì cũng không ai dám quản. Buồn cười, Hoa Quốc Đống nghe vậy thì tức điên lên, nhà họ Trương đúng là coi trời bằng vung mà. Nếu chỗ các người không ai quản thì để bọn tôi tới quản. Nghe lời nói mạnh miệng của Hoa Quốc Đống, Bác Tài sợ tới mức cắt ngang lời nói của anh ta, anh này, ăn nói cho cẩn thận. Có một số lời nói không thể nói bậy được, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ai ra, nghe giọng nói của các anh, đúng là người vùng ngoài rồi. Tôi không quan tâm các anh đến đây để làm gì, hãy nghe lời khuyên của tôi đi, tuyệt đối đừng đi nhà họ Trương, các anh chọc không nối đâu. Diệp Lâm thấy không thể hỏi thêm tin tức hữu dụng gì từ chỗ Bác Tài nữa, liền bảo Bác Tài dừng xe lại rồi đi xuống xe. Không ngờ nhà họ Trương lại kiêu ngạo như thế. Hoa Quốc Đống tức giận bất bình nói, sư phụ, lần này anh nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận ra trò. Để trả lại lẽ phải cho người dân Phụng Thiên. Ừ, Diệp Lâm gật đầu, sau đó hỏi Hoàng Tiềm, anh có xe địa phương không? Có điều đã lái đi Yến Kinh rồi. Hoàng Tiềm bất đắc dĩ cười nói, hay là tôi gọi điện thoại cho người đưa chúng ta một chiếc xe. Hoàng Tiềm gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau, đàn em của anh ta lái một chiếc xe thương vụ tới đây. Đi thôi, lên xe. Diệp Lâm mở cửa xe, đi nhà họ Trương. Để xem chúng ta có bị mất tích một cách bí ẩn hay khôn quy. Nhà họ Trương. Gia chủ Trương Văn Viễn đang trái ôm phải ấp trong bữa tiệc ăn mừng. Ha ha, thằng nhãi ỉ họ Diệp kia không biết tự lượng sức mình, dám đến địa bàn của tôi. Lần này tôi phái ông Hồ đi lập công chuộc tội,
chỉ mong ông ta đừng làm tôi thất vọng. Hóa ra ngay lúc Diệp Lâm lên máy bay, nhà họ Trương ở Phụng Thiên đã hay tin và nhanh chóng đưa ra cách xử lý. Đây chính là uy lực của tiền tài, có thể nắm giữ được mọi tin tức hữu dụng. Lần này anh Hồ tự mình đi, thế nào cũng làm cậu ta trở tay không kịp, nhất định sẽ thắng lợi trở về. Hoàng Tam gia làm phản lần nữa, không người hầu hạ, nói những lời nịnh hót không đâu vào đâu. Thật ra thì theo đánh giá của ông ta về thực lực của Diệp Lâm, ông ta cho rằng lần này Hồ Đại Tiên lành ít dữ nhiều. Có điều, gia chủ nhà họ Trương không cho rằng như vậy, và Hồ Đại Tiên cũng nóng lòng lập. Công chuộc tội, nên chủ động xin ra trận. Hừ, trong năm đại gia tộc các người, chỉ có nhà họ Hồ là đáng tin cậy khi xảy ra chuyện. Sắc mặt Trương Văn Viễn trở nên âm trầm. Nuôi một đám vô dụng các người, chỉ đẹp chứ không xài được. Sau này, bốn nhà các người đều phải nghe theo lệnh của nhà họ Hồ, cũng đừng có tự xưng năm đại gia tộc nữa, có một đại gia tộc họ Hồ là đủ rồi. Bốn đại gia tộc các người đều bị xóa tên. Nghe vậy, Hoàng Tam gia cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý, không dám tỏ vẻ oán hận một chút nào. Rốt cuộc thì người ở dưới mái hiên, không thế không cúi đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Văn Viễn đố chuông. Ông ta nhìn số gọi rồi cười nói, là bên phía sân bay gọi đến. Xem ra là ông Hồ thành công rồi. Dứt lời, Trương Văn Viễn bấm nghe máy, chỉ là tươi cười trên mặt dần cứng lại. Hoàng Tam gia ở bên cạnh xem mặt đoán ý, mơ hồ đoán được đáp án, thầm đau buồn vài giây thay ông Hồ. Bộp! Ngay sau đó, Trương Văn Viễn đập mạnh điện thoại xuống bàn, màn hình điện thoại vỡ nát. Ông Trương, có chuyện gì vậy? Hoàng Tam gia biết rõ còn cố tình hỏi. Ông Hồ chết rồi, sắc mặt Trương Văn Viễn càng thêm âm trầm, bên phía sân bay nói ông Hồ chết đột ngột, không thấy ai ra tay. Còn đám người Diệp Lâm thì đã ra khỏi sân bay, chắc là đang đi về phía tôi. Cái gì? Nghe vậy, Hoàng Tam gia giật nảy mình. Tuy rằng ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe thấy Diệp Lâm đang đi đến đây thì vẫn có chút hoảng loạn. Một người không thế hầu hai chủ. Chờ lát nữa gặp mặt, ông ta nên giải thích như thế nào đây? Rốt cuộc là mình phục tùng Diệp Lâm, hay là nghe theo lệnh của nhà họ Trương? Hừ! Trương Văn Viễn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, nếu cậu ta muốn chết thì cứ tới đây đi. Dứt lời, Trương Văn Viễn khom người nói với ông cụ bên cạnh vẫn luôn im lặng nãy giờ, Đoan. Mộc tiên sinh, lát nữa phải nhờ tiên sinh ra tay rồi. Ông cụ họ Đoan Mộc vừa uống rượu vừa gật đầu, nói bằng giọng điệu khàn khàn, cứ giao cho tôi. Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài có người đi vào báo tin. Gia chủ đại nhân. Bên ngoài có ba người tới, một người tự xưng là Diệp Lâm, nói là muốn gặp ngài. Nghe vậy, Trương Văn Viễn cười lạnh nói, tới đúng lúc lắm, bảo bọn họ vào đi. Ông cụ họ Đoan Mộc chợt dừng uống rượu, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hoàng Tam gia cũng hoảng sợ mà nhìn lên bên ngoài. Một lát sau, đám người Diệp Lâm cất bước đi đến. Hoàng Tam gia thấy vậy thì vội vàng trốn ra sau lưng Trương Văn Viễn, không dám gặp mặt Diệp Lâm. Rốt cuộc thì hiện nay nhà họ Bạch và nhà họ Liễu đều đang bị nhốt vì tội phản bội nhà họ Trương. Chỉ có nhà họ Hoàng của Hoàng Tam gia dẫn đầu phản chiến mới giành lại tư cách hầu hạ nhà họ Trương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, trên người Hoàng Tam gia vẫn còn huyết chú do Diệp Lâm gieo lên. Một bên là nhà họ Trương hùng mạnh, một bên là Diệp Lâm có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Hoàng Tam gia kẹp ở giữa hai bên, nói dễ nghe một chút là thuận lợi mọi bề, còn sự thật thì là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không thể làm hài lòng bên nào cả. Cậu chính là Diệp Lâm hả? Nhìn thấy kẻ thù giết con trai, đôi mắt Trương Văn Viễn đỏ ngầu. Ông ta tên là Trương Văn Viễn, là gia chủ hiện nay của nhà họ Trương. Hoàng Tiềm nhỏ giọng giới thiệu bên tai Diệp Lâm. Đồng thời, Hoàng Tiềm đánh giá hiện trường, có chút yên tâm khi không nhìn thấy tọa sơn điêu. Đương nhiên, trong lòng anh ta cũng biết rằng với thân phận hiển hách của mình, tọa sơn điêu sẽ không dễ dàng tham gia loại tiệc tùng nhỏ thế này. Chỉ cần không có tọa sơn điêu là vẫn có thể đánh nhanh thắng nhanh. Gia chủ nhà họ Trương đúng không? Diệp Lâm không coi ai ra gì mà ngồi xuống đối diện ông ta, mở miệng hỏi, nói nghe xem, ông mới phái người đi gây chuyện với tôi nữa, ông định làm gì đây? Rồi tính bồi thường thế nào cho tôi? Bồi thường. Nghe vậy, Trương Văn Viễn lập tức vỗ bàn đứng dậy, nối giận nói, mày giết con trai tao, còn hỏi tao muốn làm gì hả? Tao đương nhiên là phải báo thù cho con trai tao rồi.
ý ông là thằng nhãi tranh giành linh chi nghìn năm với tôi trong hội đấu giá ở Lê Viên đấy hả? Diệp Lâm cười khẽ. Anh ta bị con rắn khổng lồ do người nhà các ông nuôi dưỡng nuốt trọn. Sao đến cuối cùng lại đố lên đầu tôi? Trương Văn Viễn giận dữ, không phải là con rắn kia nghe lời mày hay sao? Mày còn ngụy biện nữa hả? Nghe lệnh tôi, lúc này, Diệp Lâm nhìn về phía Hoàng Tam gia đang núp phía sau, cười nói, khi ấy Hoàng Tam gia cũng nói là nghe lệnh tôi. Sao bây giờ gặp mặt, ông lại không chào hỏi một cáu nào vậy? Còn chưa nói xong, Diệp Lâm đã đánh thức. Huyết chú. Hoàng Tam gia vốn đang suy nghĩ nên nói như thế nào thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lồng ngực đau đớn. Cảm giác khó thở và bất lực tràn ngập trong lòng, dường như là đang cận kề với cái chết. Diệp tiên sinh, tha mạng đi. Tôi chỉ đang ép giả cầu toàn thôi. Tôi trung thành với Diệp tiên sinh. Hoàng Tam gia vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Diệp Lâm, đau khổ cầu xin tha mạng quy. Hoàng Tam gia vừa ôm vết thương, vừa ôm đùi Diệp Lâm cầu xin. Nhưng Diệp Lâm chỉ chậm rãi rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi hỏi, nhiệm vụ tôi giao cho ông làm đến đâu rồi? Có phải ông xem lời của tôi như gió thoảng mây bay nên vừa trở về đã thay lòng rồi, đúng không? Tôi bảo ba nhà các ông liên thủ tấn công nhà họ Trương, tại sao các ông lại về phe nhà họ Trương vậy? Hoàng Tam gia sợ đến mức vội vàng giải thích, tôi không dám thay lòng. Lúc trở về, đúng là bọn tôi có ra tay. Nhưng nhà họ Trương cũng không phải dạng vừa, xung quanh có cao thủ trợ giúp, có thế hạ gục bọn tôi trong chớp mắt. Bây giờ nhà họ Liễu và nhà họ Bạch đều đang bị giam lỏng, chỉ có tôi là phải cam chịu gian khổ, chờ đợi thời cơ. Lời này đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Trương. Nhưng Hoàng Tam gia cũng rất bất lực, giờ đây mạng sống của ông ta đã nằm trong tay đối phương, trái tim ông ta có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào nên đành phải nhượng bộ. Trương Văn Viễn ở bên cạnh trông vẻ mặt rất khó coi. Trong lòng thầm nghĩ, khi nào xong chuyện, mình sẽ là tiêu diệt nhà họ Hoàng ba phải này đầu tiên. Là cao thủ phương nào mà trong nháy mắt đã hạ gục các ông? Diệp Lâm lại hỏi. Nghe vậy, Hoàng Tam gia dừng lại, lén liếc nhìn ông Đoan Mộc đang ngồi đó. Là tôi đây, Đoan Mộc Kỳ nghiêm túc nói. Thật ra, Diệp Lâm không cần hỏi cũng có thể biết, ông già này là người duy nhất có mặt không để lộ sức mạnh. Thoạt nhìn đã biết là một cao thủ. Ha ha, nhìn thấy ông Đoan Mộc lên tiếng, Trương Văn Viễn như thế được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin tăng lên gấp đôi, Diệp Lâm. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Bên cạnh tôi có ông Đoan Mộc, cậu có thể làm gì tôi chứ? Nếu biết điều thì mau quỳ xuống xin tỏi tha thứ đi, nể tình cậu còn trẻ, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Diệp Lâm không trả lời, chỉ búng ngón tay một cái. Một giọt rượu tràn ra khỏi cốc nhanh chóng bắn ra. Chỉ nghe thấy choang một tiếng. Ly rượu trước mặt Trương Văn Viễn bỗng nhiên nổ tung, khiến rượu nhuộm đỏ chiếc áo trên người ông ta. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Bởi vì tốc độ của Diệp Lâm quá nhanh, không kịp cảnh giác. Đoan Mộc Kỳ dù ở bên cạnh nhưng cũng không thể ngăn cản được. Tôi không làm gì được ông sao? Diệp Lâm ra tay khiến mọi người ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh nói. Đừng nói bên cạnh ông chỉ có một lão già hấp hối không thể bảo vệ nổi ông. Cho dù có thêm 18 người nữa, nếu tôi muốn lấy mạng ông cũng dễ như ăn kẹo thôi, không ai có thể ngăn cản. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Trương Văn Viễn cả kinh, còn Đoan Mộc Kỳ thì tức giận. Đòn vừa rồi của Diệp Lâm thật sự đã khiến Trương Văn Viễn sợ hãi. Nhìn ly rượu trước mặt, ông ta thầm nghĩ, nếu đối lại là cơ thể bị trúng đòn, có thể ông ta đã ngã xuống vũng máu rồi. Ở trước mặt Đoan Mộc Kỳ, làm vỡ ly rượu của Trương Văn Viễn chỉ trong vài giây, điều này giống như đánh thẳng vào mặt Đoan Mộc Kỳ, coi ông ta như không khí vậy. Dầm. Đoan Mộc Kỳ đập bàn, đứng phắt dậy, tức giận nói, cậu cho rằng tôi chỉ là vật trang trí thôi sao? Nào, đến đây, để tôi được lĩnh giáo vài chiêu của cậu. Đoan Mộc Kỳ không chịu chấp nhận, muốn tự mình chiến đấu với Diệp Lâm. Ông không phải đối thủ của tôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tôi khuyên ông nên về quê dưỡng lão đi. Nghe vậy, Đoan Mộc Kỳ càng tức giận hơn, miệng phì phò, trừng mắt nhìn Diệp Lâm. Điều khiến ông ta tức giận nhất trong đời là có người nói ông ta đã già. Chính vì có người cho rằng ông ta đã già nên ông ta đành phải đến nhà họ Trương làm khách, nhưng trong thâm tâm, ông thực sự không muốn đến đây. Ở đây có gì khác gì viện dưỡng lão đâu chứ. Bây giờ, Diệp Lâm trước mặt cáu trước ông. Già. Câu sau ông già,
mỗi cáu như một cái gai, kích thích thần kinh nhạy cảm của Đoan Mộc Kỳ. Vậy nên, ông ta quyết tâm phải đấu với Diệp Lâm để giải tỏa cơn tức giận trong lồng ngực. Thấy Đoan Mộc Kỳ nổi giận, định ra tay. Trương Văn Viễn ngồi bên cạnh cười tâu toét, tràn đầy tự tin. Thằng nhãi này, cho dù cậu là ai, nếu dám chọc giận ông Đoan Mộc thì cậu chết chắc rồi. Cậu có biết ông Đoan Mộc là người như thế nào không? Không đợi đối phương trả lời, Trương Văn Viễn đã tự mình nói tiếp, ông Đoan Mộc từng là một trong ba đại kim cương dưới sự chỉ huy của Tọa Sơn Điêu. Bây giờ, tuổi tác đã cao nên đã nghỉ hưu và đến chỗ tôi, nhưng thực lực thì vẫn không kém gì so với trước kia đâu. Cái gì? Ngay khi những lời này nói ra, Hoàng Tiềm đã bị sốc. Đúng là lo sợ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Tuy rằng trước mắt không có Tọa Sơn Điêu, nhưng lại có một cao thủ từng là thuộc hạ của Tọa Sơn Điêu. Hơn nữa còn là một trong ba đại kim cương. Chẳng trách nhà họ Trương lại tự tin đến thế. Có một cao thủ mạnh mẽ như vậy bảo vệ, cộng thêm mối quan hệ với Tọa Sơn Điêu, ai có thể đánh bại họ cơ chứ? Ha ha, đám người người ngoại bang các cậu, cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chắc hẳn là đã nghe nói tới danh tiếng của Tọa Sơn Điêu, đúng không? Trương Văn Viễn kiêu ngạo nói, đó là nhân vật mạnh số một của Phụng Thiên bọn tôi. Nhắc đến Tọa Sơn Điêu, khuôn mặt Trương Văn Viễn càng trở nên kiêu hãnh hơn. Nhà họ Trương, với tư cách là người giàu nhất Phụng Thiên, hàng năm chắc hẳn thu phục được rất nhiều người quyền lực như Tọa Sơn Điêu. Nếu không thì sao ngay cả ba đại kim cương đã nghỉ hưu cũng có thể được cử đến nhà họ Trương để bảo vệ cơ chứ? Mối quan hệ giữa hai bên đã quá rõ ràng. Nếu như nhà họ Trương gặp khó khăn, Tọa Sơn Điêu làm sao có thể ngồi yên được? Hừ, Đoan Mộc Kỳ hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vì tuổi già nên ông ta đã rút lui khỏi hàng ngũ kim cương, được phái đến đáy. Nhưng thật ra ông ta vẫn không cam lòng. Cho rằng mình vẫn mạnh mẽ như ngày nào, không kém gì kim cương mới được bổ nhiệm. Hôm nay, tôi sẽ tự tay giết chết cậu, cho cậu biết năng lực của tôi. Dứt lời, một luồng khí lạnh tụ lại trong lòng bàn tay Đoan Mộc Kỳ, khiến không khí xung quanh đột nhiên đóng băng và nhiệt độ giảm mạnh. Là Hàn Băng Trưởng, thấy vậy. Trên mặt Trương Văn Viễn lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, vội vàng bước sang một bên, ông Đoan Mộc, cuối cùng ông cũng nghiêm túc, vừa vào trận đã sử dụng tuyệt chiêu Hàn Băng Trưởng rồi. Cái gì, Hàn Băng Trưởng? Nhìn thấy Đoan Mộc Kỳ thi triển tuyệt kỹ độc đáo, Hoàng Tiềm ở bên cạnh cũng kinh hãi thốt lên, chẳng lẽ? Ông chính là băng kim cương dưới sự chỉ huy của Tọa Sơn Điêu. Theo truyền thuyết, có một cao thủ dưới quyền Tọa Sơn Điêu đã ấn giật trong núi tuyết 10 năm với cơ thể trần trụi và phát triển ra chiêu Hàn Băng Trưởng, bất khả chiến bại ở Phụng Thiên. Kẻ nào bị lòng bàn tay đánh chúng sẽ giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, toàn thân sẽ lạnh cóng mà chết. Sau đó, ông ta gia nhập quân đội Tọa Sơn Điêu, trở thành một trong ba kim cương vĩ đại và được mệnh danh là Băng Kim Cương. Hoàng Tiềm đi quanh Phụng Thiên một vòng, tất nhiên cũng nghe nói tới danh tiếng đáng sợ của Băng Kim Cương. Hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Ha ha, thì ra vẫn có người nhớ danh hiệu của tôi. Đoan Mộc Kỳ mỉm cười, toàn thân phát ra khí lạnh, đúng vậy, tôi chính là Đoan Mộc Kỳ, từng là băng kim cương dưới sự chỉ huy của Tọa Sơn Điêu. Lúc này, trên làn da lộ ra ngoài của Đoan Mộc Kỳ xuất hiện một lớp tỉnh thể băng mờ nhạt, toàn thân tản ra khí lạnh. Cả người dường như hóa thành một khối băng ngàn năm, khiến người ta không dám đến gần. Chẳng trách Trương Văn Viễn lại lập tức trốn ra thật xa. Hoàng Tam gia không khỏi rùng mình, cơn đau ở ngực thậm chí cũng trở nên yếu đi một chút vì lạnh. Lạnh quá! Hoa Quốc Đống cũng run rẩy. Trong nhóm ba người, Hoa Quốc Đống là người yếu nhất, lại ăn mặc mỏng manh như vậy, làm sao có thể chịu được thời tiết lạnh giá này. Hoàng Tiềm thấy vậy, vội vàng kéo Hoa Quốc Đống đứng dậy lùi lại, sau đó lui ra khỏi cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Cùng lúc đó, Hoàng Tiềm nhỏ giọng nói với Diệp Lâm, Long Vương. Hay là chúng ta rút trước nhé? Hoàng Tiềm định sẽ rút lui. Một mặt, đối thủ là một cao thủ hàng đầu đã nổi tiếng từ lâu ở Phụng Thiên nên có lẽ không dễ đối phó. Mặt khác, cho dù có thể đánh bại đối thủ thì thẳng cũng vô ích, ngược lại sẽ khiêu khích Tọa Sơn Điêu đứng sau ông ta. Muốn chạy? Nghe vậy, Đoan Mộc Kỳ cười nhạo, bây giờ mới muốn rời đi. Đã quá muộn rồi. Vừa nói. Đoan Mộc Kỳ vừa nhẹ nhàng phất tay, ly rượu và chai rượu trước mặt đều đông cứng thành một bức tượng bằng băng. Thật đáng ngạc nhiên. Nếu sức mạnh như vậy chạm vào cơ thể con người thì có thể tưởng tượng sẽ ra sao? Hoàng Tiềm thấy vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, vội vàng nhắc nhở Diệp Lâm,
đừng để băng trưởng của ông ta đánh chúng, cũng đừng đỡ trực tiếp. Tuy nhiên, năm đấm không có mắt, một khi giao chiến, ai có thể đảm bảo sẽ không bị dính vào cơ chứ? Huống chi, đối với cao thủ hàng đầu như vậy, hiển nhiên là không thể tránh khỏi mọi đòn tấn công được. Đoan Mộc Kỳ cũng cười nhạo, có chúng hay không, chỉ sợ không do các người quyết định. Vừa nói, Đoan Mộc Kỳ dùng lòng bàn tay trái đánh ra, như tạo ra một đợt sóng lạnh bay thẳng về phía Diệp Lâm. Ha ha, nhìn thấy Đoan Mộc Kỳ cuối cùng ra tay, Trương Văn Viễn đứng từ xa đứng quan sát trận chiến, vui mừng nhảy nhót, lên đi. Ông Đoan Mộc, giết tên nhóc kia, cho bọn chúng biết ông mạnh cỡ nào đi. Hoàng Tam gia thấy vậy, cho rằng nhà họ Trương chiếm thế thượng phong, bèn bò trên mặt đất, đến trước mặt Trương Văn Viễn, khóc lóc, Trương đại nhân. Cứu tôi với, tôi vẫn trung thành với nhà họ Trương mà. Cút ra. Trương Văn Viễn nói, đá Hoàng Tam gia ra, đồng thời cảnh cáo, sau khi đánh chết tên nhóc họ Diệp kia, tôi sẽ xử lý ông sau. Ngay sau đó, hàn băng trưởng của Đoan Mộc Kỳ đánh thẳng vào Diệp Lâm. Không khí xung quanh tràn ngập hơi lạnh. Sư phụ, cẩn thận. Long Vương, nhanh trốn đi. Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm trở nên rất lo lắng khi thấy Diệp Lâm không hề tránh đi. Ha ha, đã từ bỏ việc phản kháng rồi à? Đoan Mộc Kỳ nhìn thấy cảnh này, cho rằng Diệp Lâm đã cam chịu số mệnh, nên không khỏi bật cười đắc ý. Vậy tôi sẽ cậu được toại nguyện. Cảm giác được hơi lạnh ở phía trước, cuối cùng Diệp Lâm cũng chậm rãi đứng dậy. Chỉ là hàn băng trưởng mà thôi, có gì đáng sợ cơ chứ? Lửa có thể làm tan băng, vậy hãy để tôi cho ông xem hỏa long quyền của tôi. Vừa nói, Diệp Lâm tạo tư thế, một luồng nhiệt nóng khủng khiếp dường như bao trùm khắp cơ thể anh. Ngay sau đó, Diệp Lâm nói với Hoàng Tiềm, anh có biết bí mật cao nhất của long quyền là gì không? Long quyền cửu thức, nghe vậy, Hoàng Tiềm hơi giật mình, cảm thấy khó hiểu. Dù trong mỗi người trong số họ chỉ học được một chiêu mà thôi. Người không học được hết 9 chiêu thức như anh ta, đương nhiên không hiểu được bí mật cao nhất của long quyền. Vậy anh nên nhìn cho rõ. Diệp Lâm nghiêm túc nói, đây mới là long quyền chân chính. Lời còn chưa dứt, Diệp Lâm đã đấm ra, đối đầu trực diện với hàn băng trưởng của đối phương. Ha ha, hay lắm, nhìn thấy điều này, Đoan Mộc Kỳ vui vẻ cười lớn. Ông ta không sợ đối đầu trực diện với bất kỳ ai, chỉ sợ đối phương sẽ trốn tránh, không chịu chiến đấu. Giờ đây, ông ta lại nhìn thấy Diệp Lâm dám dùng nắm đấm phòng thủ, đối đầu trực tiếp với mình. Với băng trưởng của ông ta, tiếp theo đây, Diệp Lâm sẽ chết cóng ngay tại chỗ. Long Viêm. Cú đấm của Diệp Lâm giống như một con rồng khổng lồ, há miệng phun ra ngọn lửa vô tận, thiêu rụi mọi thứ. Khoảnh khắc nắm đấm và lòng bàn tay chạm vào nhau. Nắm đấm của Diệp Lâm không những không bị đông cứng. Ngược lại, lòng bàn tay của Đoan Mộc Kỳ lại có cảm giác như được đặt trong một chiếc chảo rán, khắp người đều có những cảm giác nhức nhối và nóng rát. A, nóng quá! Đoan Mộc Kỳ kinh hãi, vội vàng rút lòng bàn tay lại thì phát hiện nó đã cháy thành than hoàn toàn và bốc lên khói đen. Toàn bộ lòng bàn tay cũng mất đi cảm giác. Đoan Mộc Kỳ nhìn thấy cảnh này, càng thêm sửng sốt, không thể tin được lòng bàn tay của mình đã xảy ra chuyện gì. Tuy chỉ chạm nhẹ vào nắm đấm của đối phương nhưng ngay lập tức có cảm giác như bị bỏng, toàn bộ cánh tay gần như bị phá hủy. Đoan Mộc Kỳ ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Lâm, trong lòng thầm nghĩ, đây là loại quyền pháp gì vậy? Mang theo lửa ư? Tuy nhiên, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù Đoan Mộc Kỳ đã kịp thời rút lòng bàn tay lại. Nhưng nắm đấm của Diệp Lâm đã tạo ra một làn sóng nhiệt khủng khiếp, ngay lập tức nuốt chửng Đoan Mộc Kỳ. A! Kèm theo đó là một tiếng hét chói tai, Đoan Mộc Kỳ lập tức ngã xuống. Lúc này, ông ta giống như bị mắc kẹt trong một ngọn núi lửa đang phun trào, toàn thân bị sóng nhiệt cuốn đi, lập tức chìm xuống, không thể trốn thoát. Khi sóng nhiệt quét qua, trên người, tay, chân và mặt của Đoan Mộc Kỳ có rất nhiều vết bỏng nghiêm trọng. Ai không biết còn tưởng ông ta vừa bị chôn trong biển lửa. Toàn thân Đoan Mộc Kỳ bị bao phủ bởi khí lạnh dày đặc. Nhưng ông ta vẫn không thể chống lại được cơn sóng nhiệt khủng khiếp kia. Sao, sao có thể như vậy được? Đoan Mộc Kỳ ngã xuống đất, hơi thở khó khăn, liếc nhìn bàn tay và cánh tay của mình. Nhìn đâu cũng thấy bê bết, không còn một tấc da nguyên vẹn. Những mảng da cháy xém, bị xé toạc và bị thương cực kỳ nặng. Vết thương bên ngoài thực ra không thành vấn đề. Điều khiến Đoan Mộc Kỳ thực sự sợ hãi chính là thứ bên trong cơ thể mình lúc này. Khoảnh khắc làn sóng nhiệt ập đến,
máu trong cơ thể ông ta lập tức cuộn lên như nước nóng đang sôi vậy. Đồng thời, các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương nặng nề ở nhiều mức độ khác nhau. Thậm chí, ông ta còn có thể cảm nhận được trái tim mình đang bị nấu lên. Mỗi lần nó đập đều giống như một quả táo chín, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. Điều này rốt cuộc là sao? Đoan Mộc Kỳ không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn nghi ngờ chuyện đang xảy ra trước mắt có phải là mơ hay không. Lần đầu tiên trong đời, hàn băng trưởng của ông ta bị ngọn lửa kinh hoàng như vậy phá vỡ. Điều đáng sợ hơn nữa là chỉ với một nắm đấm, đối phương vừa khiến ông ta bị thương nặng đến mức này. Vừa rồi ông ta vốn muốn cho đối phương đông cứng thành que kem, nhưng không ngờ chính ông ta lại là người bị thiêu đến mức bị bỏng cấp 10. Doãn Mộc Kỳ vừa cảm thấy sợ hãi, vừa có phần ai oán. Hóa ra, chính ông ta mới là người không biết lượng sức mình. Lúc này, toàn bộ đại sảnh không còn lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là một luồng nhiệt ập vào mặt, khiến người ta đổ mồ hôi hột. Tuy nhiên, những người trong nhà họ Trương đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mọi thứ rơi vào im lặng. Khi Đoan Mộc Kỳ đột nhiên ngã xuống đất, ngoài tiếng thở gấp gáp của mọi người tại hiện trường ra thì chỉ có vài tiếng kêu gào và rên rỉ của Đoan Mộc Kỳ. Mọi người đều choáng váng, không nói nên lời, bởi vừa rồi không ai ngờ rằng Diệp Lâm có thể dễ dàng hạ gục Đoan Mộc Kỳ. Chưa kể mọi người trong nhà họ Trương đều tràn đầy tự tin, chờ đợi Đoan Mộc Kỳ giành được chiến thắng. Ngay cả Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm cũng lo lắng cho Diệp Lâm, cho rằng đây là một trận chiến khốc liệt. Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ với một cú đấm, Diệp Lâm có thể dễ dàng đè bẹp Đoan Mộc Kỳ, người được mệnh danh là băng kim cương, đến mức ngã rúi rụi xuống đất. Cái này, điên thật rồi. Trương Văn Viễn hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, đột nhiên hít vào một hơi lạnh. Ông ta không bao giờ ngờ rằng ông Đoan Mộc, người mà ông ta dựa vào lại bị đối thủ hạ gục chỉ bằng một chiêu. Tên nhóc họ Diệp này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quái vật sao? Long Quyền, thì ra đây mới chính là Long Quyền. Hoàng Tiềm đột nhiên phản ứng lại, không khỏi sững sờ. Sức mạnh này, ngay cả Long Quyền mà Lão Long Vương thi triển cũng không có sức mạnh đáng sợ như vậy. Thấy Long Vương đã tu luyện Long Quyền đến mức khó lường như vậy, Hoàng Tiềm càng thêm kính trọng anh hơn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hoàng Tiềm, Diệp Lâm đã sắp ngang hàng với Lão Long Vương rồi. Sư phụ, tuyệt vời quái, Hoa Quốc Đống lau mồ hôi trên trán. Cái lạnh vừa bao trùm cơ thể đã hoàn toàn bị xóa bỏ, như thể mùa hè vừa đến, ngay lập tức bị bao vây bởi cái nóng. Trước đây, Hoa Quốc Đống chỉ nhìn thấy y thuật vô song của Diệp Lâm qua việc cứu người chết, nối xương. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy võ công của Diệp Lâm cũng đáng ngạc nhiên và đáng sợ không kém. Hoa Quốc Đống cảm thấy may mắn vì đây là sư phụ chứ không phải kẻ thù của mình. Nếu trở thành kẻ thù của sư phụ thì lúc này sẽ tuyệt vọng biết bao. Giống như nhà họ Trương trước mặt họ vậy. Cậu Diệp tuyệt quái. Tôi biết cậu sẽ thắng mà, cậu Diệp. Lúc này, Hoàng Tam gia lại lăn người như một con quay, đến bên cạnh Diệp Lâm. Cậu Diệp, hãy nghe tôi giải thích đã. Vừa rồi, tôi đến bên cạnh nhà họ Trương để ngăn chặn việc họ âm thầm bản tên hãm hại cậu. Ngay cả Diệp Lâm cũng không khỏi bật cười khi chứng kiến khả năng lật lọng của Hoàng Tam gia. Hoàng Tam gia, ông lại bị Hoàng Bì Tử chiếm hữu rồi sao? Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp ông, không phải rất cứng rắn sao? Nghe vậy, Hoàng Tam gia cười tâu toét, cậu Diệp thật sáng suốt, đúng là không thể giấu cậu điều gì. Lão Hoàng Tam gia này quá ngu ngốc, tôi đã cho nhân cách của ông ta ngủ rồi. Giờ đây, cơ thể này là do Hoàng Bì Đại Tiên tôi kiểm soát. Đương nhiên rồi, hì hì, cũng là để tôi có thể tiếp tục giúp sức cho cậu, cậu Diệp. Diệp Lâm không thèm để ý tới lời nịnh nọt của người Hoàng Bì Tử. Sau đó, anh tiếp tục đi về phía Đoan Mộc Kỳ và Trương Văn Viễn. Tôi đã nói là ông nên về quê dưỡng lão rồi mà ông nhất quyết không nghe, giờ phải nhận kết cục như thế này đây. Diệp Lâm nhìn tình trạng thê thảm của Đoan Mộc Kỳ, khế lắc đầu. Hừ, tôi thua, tôi thừa nhận, muốn chém muốn giết thì cứ làm đi. Dù bị thương nặng nhưng Đoan Mộc Kỳ vẫn cứng rắn nói, dáng vẻ coi thường cái chết. Giết ông, Diệp Lâm cười nhạo, giết ông dễ như giết lợn, tôi không vội. Diệp Lâm chuyển ánh mắt về phía Trương Văn Viễn đang trốn ở bên cạnh, bây giờ, đến lượt ông. Nhìn Diệp Lâm đang đi về phía mình, gia chủ nhà họ Trương là Trương Văn Viễn sợ tới mức mất hồn mất vía. Bởi vì có cao thủ như Đoan Mộc Kỳ ở đây, cho nên Trương Văn Viễn không để vệ sĩ lại.
Bây giờ ông ta phải tự mình đối mặt với Diệp Lâm, mới cảm thấy sợ hãi hoảng loạn. Cậu muốn sao hả? Trương Văn Viễn hoảng sợ hỏi. Ông lại phái người đi gây chuyện với tôi. Diệp Lâm lạnh lùng nói, tôi mới là người phải hỏi ông muốn sao đấy. Trương Văn Viễn lập tức nghẹn lời. Kẻ thua cuộc không có tư cách lên tiếng. Bây giờ ông ta rơi vào trong tay Diệp Lâm, ông ta chẳng có gì để nói. Trước đây là tôi không đúng, tôi trịnh trọng xin lỗi cậu. Trương Văn Viễn cúi thấp cái đầu kiêu ngạo để xin lỗi Diệp Lâm. Có điều, Diệp Lâm không nhận lời xin lỗi của ông ta. Nếu xin lỗi hữu dụng thì tôi chẳng cần tự mình tới đây. Nghe vậy, Trương Văn Viễn sợ tới mức thay đổi sắc mặt, nói, cậu còn muốn sao nữa? Ở trong mắt Trương Văn Viễn, con trai mình đã chết, mình còn phải đi xin lỗi và bỏ qua chuyện cũ, vậy còn chưa đủ hay sao? Tôi cho ông hai lựa chọn. Diệp Lâm nói, nghe nói nhà họ Trương các ông rất có tiền. Vậy thì dùng một nửa gia nghiệp nhà họ Trương bồi thường cho tôi đi. Cái gì? Hay cho một cái giá trên trời? Nghe vậy, Trương Văn Viễn rất là chấn động. Muốn đoạt một nửa gia nghiệp nhà họ Trương bọn họ hả? Nằm mơ đi thôi. Không thể được, Trương Văn Viễn kiên quyết từ chối, tuyệt đối không thể được. Tôi chọn lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai? Diệp Lâm lạnh lùng nói, là đi tìm chết. Cái gì? Nghe vậy, Trương Văn Viễn lập tức trợn mắt há mồm. Mẹ nó vậy là chỉ có một lựa chọn để chọn thôi. Ai đầu óc ngâm nước đi chọn tìm chết? Diệp Lâm không nói gì nữa, cũng không làm gì nữa, chỉ là trong không khí xung quanh tràn đầy sát khí. Đối với Diệp Lâm mà nói, giết loại cao thủ như Đoan Mộc Kỳ chẳng khác gì giết heo giết chó, huống chỉ là muốn đối phó với loại người tay không tấc sắt như Trương Văn Viễn, anh thậm chí chỉ cần thở ra hơi thôi cũng có thể muốn mạng ông ta. Lúc này, Hoàng Tam gia ở bên cạnh cũng phụ họa theo, tên họ Trương kia, ông muốn mạng hay muốn tiền? Diệp tiên sinh, đừng mà, Trương Văn Viễn giật nảy mình, vội vàng cầu xin, tôi không muốn chết. Diệp Lâm rất có hứng thú mà hỏi, vậy là ông chọn lựa chọn thứ nhất? Chọn lựa chọn thứ nhất hả? Hoàng Tam gia ở bên cạnh nói theo như là vẹt học nói, vậy mau lấy tiền đi. Phân gia sản ngay tại chỗ. Trương Văn Viễn thầm mắng Hoàng Tam gia cáo mượn oai hùm 180 lần, nghĩ rằng sau khi mình thoát thân, mình sẽ làm thịt ông ta đầu tiên. Tôi không có quyền quyết định về tiền bạc của nhà họ Trương. Trương Văn Viễn khóc lóc kể lể, tuy rằng tôi là gia chủ, nhưng mà trong cả gia tộc dây mơ dễ má, một mình tôi nói là không tính. Huống chỉ. Nói đến đây, Trương Văn Viễn hơi khựng lại rồi nói tiếp, nhà họ Trương có một phần là của Tọa Sơn Điêu, không có anh ta gật đầu thì ai dám phân một nửa nhà họ Trương. Nói trắng ra thì tôi chỉ là gia chủ mặt ngoài thôi, còn chủ thật sự của nhà họ Trương chính là Tọa Sơn Điêu. Trương Văn Viễn nói rồi dứt khoát đẩy hết mọi thứ lên người Tọa Sơn Điêu. Có anh ta làm chỗ dựa thì còn ai dám động đến nhà họ Trương. Tuy rằng ông ta nói hơi quá lên, nhưng mà đúng là nhà họ Trương phụ thuộc vào Tọa Sơn Điêu, phải thường xuyên tặng lễ để đổi lấy sự che chở của Tọa Sơn Điêu. Vừa nghe vậy, Hoàng Tam gia lập tức sợ tới mức lùi ra sau vài bước. Dường như chỉ cần nghe đến ba chữ Tọa Sơn Điêu là đủ để ông ta sợ tới mức hồn vía lên mây rồi. Hoàng Tiềm nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt lo lắng. Anh ta vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Lâm, nhỏ giọng thì thầm, Long Vương, hay là chúng ta dạy dỗ ông ta một trận, rồi lấy một số tiền nữa là thôi đi. Nếu nhà họ Trương có liên quan đến Tọa Sơn Điêu thì chúng ta cũng đừng buộc nhà họ Trương nữa. Ở trong mắt Hoàng Tiềm, đánh tơi bời một tên cấp dưới của Tọa Sơn Điêu đã là một chuyện rất nguy hiểm rồi. Nếu còn dẫn Tọa Sơn Điêu tới đây nữa thì sẽ phiền phức lắm. Trương Văn Viễn nghe vậy thì cười nói, đúng vậy, tôi đã nói xin lỗi rồi, cậu cũng đánh người rồi, coi như là hết giận đi. Tôi xế sai người chuẩn bị 100 triệu tệ, xem như là một chút tấm lòng của nhà họ Trương chúng tôi. Tuy rằng tôi không thể phân một nửa gia nghiệp cho cậu, nhưng mà tôi vẫn có thể lấy danh nghĩa của tôi ra nổi số tiền ấy. Sau này hai nhà chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, mỉm cười hóa giải mọi ân thù, được không? Trương Văn Viễn thấy chuyện có bước chuyển thì thầm nghĩ tên tuổi của Tọa Sơn Điêu dùng rất tốt. Vậy nên, ông ta đĩnh đạc mà sắp xếp ổn thỏa các mặt. Nhưng ở trong lòng, ông ta lại tính toán chỉ cần mình vừa thoát thân, thì sẽ lập tức đi tìm Tọa Sơn Điêu xin giúp đỡ, giết sạch bọn họ trước khi bọn họ ra khỏi Phụng Thiên, để tránh có phiền phức trong tương lai. 100 triệu coi như là tiền tiễn bọn họ lên đường. Diệp tiên sinh, hay là cứ làm vậy đi. Hoàng Tam gia cũng đổi thái độ, khuyên nhủ. Chúng ta lấy 100 triệu, ta
tát ông ta vài cái để xả giận rồi bỏ qua đi. Nghe vậy, Trương Văn Viễn cảm thấy mặt đau, thầm nói, mày dám đánh tao thử xem L, chờ khi tao thoát thân, tao xẻo sống mày cho xem. Đối mặt với sự uy hiếp đến từ Tọa Sơn Điêu, người xung quanh Diệp Lâm đều có ý định rút lui. Có điều, Diệp Lâm lại không tỏ ý kiến, chỉ cười nói, dọc theo đường đi, tôi. Nghe cái tên Tọa Sơn Điêu, nghe nhiều đến mức chai lỗ tai luôn rồi. Người đứng đầu Phụng Thiên đúng không? Anh ta là chỗ dựa của nhà họ Trương các ông. Vậy ông bảo anh ta tới gặp tôi đi. Tôi muốn nhìn xem Tọa Sơn Điêu trong truyền thuyết là người thế nào. Ôi nghe vậy, mọi người xung quanh đều ồ lên. Bọn họ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, thậm chí là cảm thấy mình vừa nghe lầm rồi. Long Vương, anh muốn gặp Tọa Sơn Điêu hả? Hoàng Tiềm hoảng sợ hỏi. Còn thất thần làm gì? Ông, đúng vậy, Diệp Lâm nói với Trương Văn Viễn, đừng tưởng rằng dùng tên tuổi Tọa Sơn Điêu là tôi sẽ sợ hãi rồi tha cho ông. Ông nói Tọa Sơn Điêu là chỗ dựa của nhà họ Trương các ông hả? Vậy thì gọi anh ta tới đây gặp tôi. Bị Chi Hoàng Tam gia ở bên cạnh nghe vậy thì sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Ông ta tuyệt đối không ngờ Diệp Lâm lại điên cuồng đến mức gọi Tọa Sơn Điêu đến đây. Cậu ta không muốn sống nữa sao? Một khi loại đại lão cấp bậc tâm cỡ Tọa Sơn Điêu xuất hiện thì đám người bọn họ làm gì còn đường sống. Nói không chừng cả đám bọn họ đều bị bắt đi cho người ta luyện công. Hoàng Tam gia biết rõ Tọa Sơn Điêu đang luyện tà công, cần phải dùng người sống, mà những vùng gần nhà họ Trương thường xuyên có người dân mất tích, khiến vài dặm quanh nhà họ Trương đều trở thành vùng cấm, không ai dám lại gần. Hoàng Tam gia lùi ra sau liên tục, dường như là muốn tránh xa Diệp Lâm đang nổi điên. Đồng thời, ông ta nhìn về phía Trương Văn Viễn, thầm nghĩ bây giờ đầu nhập lại nhà họ Trương còn kịp hay không. Đoan Mộc Kỳ đang bị thương nặng cũng không ngờ Diệp Lâm lại kiêu ngạo. Đến mức dám khiêu chiến Tọa Sơn Điêu. Ai cho thằng nhãi kia lá gan vậy? Thật sự cho rằng đánh thắng mình là có thể đánh thắng luôn cả Tọa Sơn Điêu hay sao? Cậu ta nào biết thực lực khủng bố của Tọa Sơn Điêu, cho dù là 10 người như mình cũng không phải là đối thủ. Người khác có lẽ không biết. Nhưng mà Đoan Mộc Kỳ biết Tọa Sơn Điêu chính là đệ tử ngoại môn của núi Trường Bạch Cổ Võ. Tuy rằng Tọa Sơn Điêu chỉ là đệ tử ngoại môn, đóng quân ở thế giới bình thường, nhưng mà cậu ta đã học được bản lĩnh, thực lực chẳng hề kém đệ tử nội. Môn, đạt tới tu vi tông sư nhị phẩm, nổi tiếng khắp cả Phụng Thiên. Một người trẻ tuổi mới ra đời làm sao dám đi khiêu chiến cái loại cao thủ như thế. Đoan Mộc Kỳ thừa nhận Diệp Lâm rất mạnh, nhất là một đôi quyền của Diệp Lâm rất là quỷ dị. Nhưng chỉ dựa vào bao nhiêu đó mà đòi đi khiêu chiến Tọa Sơn Điêu thành danh đã lâu, thực lực vô song. Đúng là điên rồi, Đoan Mộc Kỳ lắc đầu cười lạnh. Được thôi, lúc này, Trương Văn Viễn chợt phản ứng lại đây, trong lòng mừng như điên. Là tự mày tìm đường chết, vậy thì tao tiết kiệm được 100 triệu rồi. Ha hét, Trương Văn Viễn vốn định đợi mình thoát khỏi đám người Diệp Lâm thì sẽ lập tức liên lạc với Tọa Sơn Điêu xin giúp đỡ đuổi giết đám người Diệp Lâm. Nào ngờ Diệp Lâm thế mà lại chủ động muốn gọi Tọa Sơn Điêu tới đây. Chẳng phải là ông trời cũng đang giúp mình hay sao? Quả nhiên, ông trời muốn giết người nào thì sẽ làm người đó điên cuồng trước. Tôi gọi ngay đây, xin đợi một lát. Trương Văn Viễn kích động lấy điện thoại ra, gọi tới số điện thoại đã lâu không gọi, cung kính chào hỏi, Tam gia. Cùng lúc đó, tại phủ Phụng Thiên. Cha, có tin tức mới. Bên nhà họ Trương đánh nhau rồi. Một anh thanh niên trẻ tuổi phấn khích đi vào trong đại sảnh, báo cáo tình hình mới nhất với cha mình. Ồ, tình hình chiến đấu thế nào? Trước bàn, một người đàn ông trung niên đang lật xem công văn ngẩng đầu lên hỏi với vẻ hứng thú. Hai cha con này chính là Giang Hải Đào thống đốc phủ Phụng Thiên và con trai ông ta Giang Lãng. Thanh niên họ Diệp tên Phong đến từ Yến Kinh đã đánh thắng người mạnh nhất bên cạnh Trương Văn Viễn là Đoan Mộc Kỳ, thậm chí còn tuyên bố muốn một nửa gia sản nhà họ Trương. Giang Lãng cười nói, không hổ là người đến từ Yến Kinh, đúng là ghê gớm mà. Giang Hải Đào vuốt nhẹ chòm râu, khen ngợi, nhà họ Trương làm sao? Bị buộc phải chia gia sản hả? Nếu nhà họ Trương dễ dàng sụp đổ như vậy thì đã không phải là nhà họ Trương rồi. Giang Lãng nói, nghe nói nhà họ Trương đã mời chỗ dựa của mình là Tọa Sơn Điêu đến giúp đỡ. Cái gì? Nghe đến cái tên Tọa Sơn Điêu, dù là thống đốc phủ Phụng Thiên, thì cũng phải giật mình đứng bật dậy. Tọa Sơn Điêu sắp vào phủ Phụng Thiên. Trong lòng Giang Hải Đào lập tức hiện lên vô số suy nghĩ, vô số cách xử lý các tình huống đột phát.
Rốt cuộc thì một khi cái loại nhân vật nguy hiểm kia bước vào khu chủ thành là cần phải theo dõi sát sao, lỡ như sơ sẩy thì sẽ hại biết bao nhiêu tính mạng vô tội. Sau đó, Giang Hải Đào hỏi, tên họ Diệp kia bị dọa chạy rồi hả? Hoàn toàn ngược lại, Giang Lãng lắc đầu, cười thần bí, theo nguồn tin đáng tin cậy, là chính Diệp Lâm chủ động gọi Tọa Sơn Điêu xuất hiện. Chắc là không bao lâu nữa hai người họ sẽ đánh nhau tại nhà họ Trương. Ô, Giang Hải Đào giật mình, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Ông ta không ngờ rằng Diệp Lâm dám khiêu chiến kẻ mạnh nhất Phụng Thiên bọn họ là Tọa Sơn Điêu. Sau đó, Giang Hải Đào đi vòng vòng trong đại sảnh, nhíu mày, tự hỏi. Cha ơi! Giang Lãng vừa lên tiếng gọi thì thấy Giang Hải Đào đột nhiên nở nụ cười. Đánh đi, cứ để cho bọn họ đánh đi thôi. Nếu thật sự có thể mượn tay thằng nhãi kia giết Tọa Sơn Điêu thì hay lắm rồi. Nuôi hổ là một chuyện nguy hiểm. Cái loại cường đạo như Tọa Sơn Điêu đã trở thành tai họa ngầm của toàn bộ Phụng Thiên từ lâu rồi. Nếu có thể nhân cơ hội xử lý Tọa Sơn Điêu thì xem như là giúp đỡ phủ Phụng Thiên một chuyện lớn. Con hãy lập tức dẫn người, thay đồ thường, đi mai phục gần nhà họ Trương. Con cứ coi mà làm việc, Giang Hải Đào sắp xếp. Giang Lãng hiểu ý của cha mình, nhưng mà vẫn còn một vấn đề, nghe nói hiện trường còn có Hoa Quốc đống Phủ Ứng Thiên nữa. Anh ta đi cùng Diệp Lâm tới đây. Phủ Ứng Thiên cũng xen vào nữa hả? Giang Hải Đào nhíu mày, không cần để ý đến tên ăn chơi trác táng kia. Cậu ta chẳng làm nên trò trống gì đâu. Còn nữa, Giang Lãng nói thêm, theo tin tức thì chiến khu Doanh Châu dường như đang định triển khai hành động diệt cướp. Nghe nói là lần này bọn họ hợp tác với Thanh Châu để hành động. Chiến thần Doanh Châu hả? Giang Hải Đào sửng sốt, rốt cuộc thì bọn họ cũng chịu ra tay với Tọa Sơn Điêu rồi hả? Bọn họ không sợ thế lực cổ võ sau lưng Tọa Sơn Điêu hay sao? Nếu không phải vì kiêng kỵ thế lực cổ võ đứng sau Tọa Sơn Điêu, thì Phủ Phụng Thiên hoặc là chiến khu Doanh Châu đã xử lý Tọa Sơn Điêu từ lâu rồi. Hiện giờ, các thế lực ở khắp nơi đều tụ tập về Phụng Thiên. Giang Hải Đào là thống đốc Phủ Phụng Thiên, phải gánh trên mình áp lực cực kỳ lớn. Muốn xử lý các mối quan hệ như thế nào, còn phải xem bản lĩnh của ông ta. Con nhớ cho kỹ, Giang Hải Đào dặn dò lần cuối, trong trận chiến này, Phủ Phụng Thiên chúng ta không đặt cược ai cả, người nào thắng thì giúp người đó thôi. Sau một lát kiên nhẫn chờ đợi, ba đại kim cương dưới trướng Tọa Sơn Điêu đều xuất hiện tại nhà họ Trương. Người đầu tiên đi vào trong đại sảnh là một người đàn ông vạm vỡ, thân cao 2 mét, làn da ngăm đen, thẳng tắp như một cây cột sắt màu đen. Gã đứng ở đó, rất có cảm giác ngột ngạt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiết Kim Cương. Trương Văn Viễn thấy gã thì vội vàng đi lên chào hỏi. Gã chính là Kim Cương số 1 dưới trướng Tọa Sơn Điêu. Nghe đồn gã ra đồng xương sắt, cực kỳ mạnh mẽ, là cao thủ chỉ thua kém Tọa Sơn Điêu. Thiết Kim Cương ngẩng đầu ừ một tiếng xem như chào hỏi. Ngay sau đó, có tiếng cười ma mị vang lên, một người xinh đẹp lại quyến rũ giống như quỷ hồn lướt vào trong đại sảnh. Trên mặt trang điểm đậm, tà áo thướt tha, mê hoặc mọi người, trong nhất thời không nhìn ra được là nam hay nữ. Mị Kim Cương, Trương Văn Viễn đi lên chào hỏi liên tục. Hắn chính là Kim Cương số 2 dưới trướng Tọa Sơn Điêu. Người ta gọi hắn là Mị Kim Cương. Trương Văn Viễn chỉ từng thấy hắn 3 lần, lần nào hắn cũng trang điểm đậm như hát tuồng, khó có thể phân biệt giới tính, khiến người ta cảm thấy âm trầm lại thần bí. Trương Văn Viễn tuy chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng nếu hắn có thể trở thành Kim Cương thứ 2 dưới trướng Tọa Sơn Điêu, thì phần nào cũng có thể thấy được thực lực của hắn. Ha 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 ha! Ngay sau đó là tiếng cười sang sảng. Người còn chưa vào thì tiếng cười đã vang lên, theo sát đó là lời nói châm chọc, Đoan Mộc Kỳ, cái đồ vô dụng nhà ông, ngay cả chút việc nhỏ này cũng giải quyết không xong, còn bảo Tam gia tự mình tới nữa, giữ ông có tác dụng gì chứ? Tôi từng bảo ông già rồi, không còn dùng được nữa, để tôi thay vị trí của ông đi. Vậy mà ông không phục. Bây giờ ông phục chưa? Ông đúng là làm đám kim cương chúng ta mất mặt mày. Lúc nói chuyện, lại có một người đàn ông vạm vỡ, khí thế như hổ, nhanh chân đi vào. Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt mang vẻ hài hước lên người Đoan Mộc Kỳ đã từng là băng kim cương. Thấy Đoan Mộc Kỳ bị thương nặng, anh ta càng thêm đắc ý, không nhịn được cười ha ha. Lôi Kim Cương, mày cười sớm quá rồi. Đoan Mộc Kỳ không phục nói. Đổi lại làm mày, mày cũng chưa chắc là đối thủ của thằng nhãi kia. Hừi, quả nhiên, ở trong mắt đồ vô dụng, tất cả mọi người đều là vô dụng. Lôi Kim Cương cười lạnh nói,
đừng nói là ông cho rằng ngay cả Tam gia cũng không phải là đối thủ của thằng nhãi kia. Nhắc tới Tọa Sơn Điêu, Đoan Mộc Kỳ ăn nói cẩn thận hơn nhiều, Tam gia muốn đối phó thằng nhãi kia, tất nhiên là sẽ dễ như trở bàn tay rồi. Ông ta đứng dậy, tự mình đi ra đón Tọa Sơn Điêu. Ha ha, Lôi Kim Cương cười nói, cái loại trường hợp nhỏ này cần gì phải mời Tam gia đến. Chỉ cần có ba đại kim cương bọn tao thì ai mà không giải quyết được. Mày cho rằng ai cũng vô dụng giống mày hả? Mày đánh không lại người ta, đến cùng phải dựa vào bọn tao dọn dẹp tàn cuộc. Mày, Đoan Mộc Kỳ tức giận đến mức suýt nữa thì hộc máu. Nếu không phải vì đang bị thương nặng, thì ông ta thế nào cũng đi lên đánh nhau với Lôi Kim Cương. Trước đây, Đoan Mộc Kỳ không hề phục khi thằng nhãi này thay vị trí của mình lúc rời khỏi vị trí ba đại kim cương. Nhưng vì có mặt Tọa Sơn Điêu nên ông ta không dám nhiều lời. Rốt cuộc thì không ai có thể làm trái ý của Tọa Sơn Điêu. Nếu ông ta dám phản đối thì đừng nói là phải đánh nhau với Lôi Kim Cương. Để chứng minh chính mình, mà lỡ như xui xẻo, có khi còn bị Tọa Sơn Điêu tự mình phế bỏ ông ta. Đừng nói nhảm nữa. Lúc này, Thiết Kim Cương mở miệng hỏi, ông Trương, thằng nhãi mà ông nói đang ở đâu? Bỏ chạy rồi hả? Trương Văn Viễn vội vàng nói. Không có, là thằng nhãi kia kìa. Ông ta vừa nói vừa chỉ thẳng về phía Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm đang bình tĩnh quan sát ba người mới đến, không có lo lắng gì nhiều. Lúc này, anh cảm nhận được có vài đám người xa lạ đã âm thầm bao vây nhà họ Trương. Đám người đến từ các hướng khác nhau, hiển nhiên là không phải cùng một phe, mà là nhiều phe. Trong nhất thời, Diệp Lâm cũng không rõ các đám người bên ngoài tới đây để làm gì và tới đây là vì ai. Hai người Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm nhìn thấy ba đại kim cương dưới trướng Tọa Sơn Điêu đều đến đây thì rất bất ngờ. Không hổ là ba người mạnh nhất dưới trướng Tọa Sơn Điêu, người này trông mạnh hơn người kia. Hoàng Tiềm hồn vía lên mây. Bọn họ đều là cấp dưới của người ta, nhưng nếu Long Vương phái mình đi đánh ba người kia, thì chắc là mình không đánh lại một người nào. Còn Hoa Quốc Đống, tuy rằng anh ta không biết thực lực của đám người kia thế nào, nhưng chỉ cần nhìn khí thế của bọn họ thôi. Cũng đã đoán được bọn họ không hề yếu chút nào. Trong nhất thời, Hoa Quốc Đống cảm thấy bồn chồn, không biết sư phụ Diệp Lâm có thể đánh nổi ba người kia hay không. Lỡ như đánh không lại thì phải làm sao đây? Vậy nên, anh ta âm thầm lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại nhờ cha giúp đỡ, xem có thể điều binh từ phủ Phụng Thiên hay không. Nếu không thì hôm nay bọn họ khó có thể chạy thoát khỏi tay ba đại kim cương. Đúng vậy, cậu ta chính là Diệp Lâm. Sau khi nhìn thấy ba đại kim cương, Hoàng Tam gia vì muốn sống sót, lại mặt dày mà đảo về phía nhà họ Trương, liên tục sáp lại gần Trương Văn Viễn. Ông Trương, ông xem tôi lúc nãy phối hợp với ông dùng phép khích tướng, để cho thằng nhãi kia khinh địch, kịp thời gọi giúp đỡ. Ây ra! Ông ta còn chưa giải thích xong thì đã bị Trương Văn Viễn dùng một chân đá lăn ra đất. Ba vị, chờ lát nữa giết thằng nhãi kia xong, hãy nhân tiện rửa sạch thế lực giúp tôi, làm chết tên họ Hoàng kia giúp tôi. Trương Văn Viễn nói với giọng điệu tàn nhẫn. Giết loại con kiến như thế chỉ làm bẩn tay bọn tôi thôi. Lôi Kim Cương khinh thường cười nói, hay là để cho lão già Đoan Mộc đi làm đi. Thấy Lôi Kim Cương lại khiêu khích mình, Đoan Mộc Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trầm giọng nói, chờ tao lành thương, thế nào tao cũng đánh với mày một trận. Ha ha, cứ việc tự nhiên. Lôi Kim Cương hoàn toàn không coi trọng lời khiêu chiến đến từ Đoan Mộc Kỳ đã từ từ già đi. Huống chỉ. Dù Đoan Mộc Kỳ có lành thương, thì có ai biết ông ta có thể khôi phục mấy phần thực lực của ngày xưa, vậy nên không cần phải lo lắng. Tên già Đoan Mộc, mày mở mắt ra xem cho kỹ. Dứt lời, Lôi Kim Cương nhìn về phía Diệp Lâm, xem tao đánh thắng đối thủ mà mày đánh không lại thế nào. Tuy rằng ba đại Kim Cương đã đến đông đủ, nhưng mà khi thấy Diệp Lâm chỉ có một mình, cả người trông có vẻ bình thường, tất nhiên là khinh thường cùng ra tay. Lão Tam, cẩn thận một chút, đừng khinh địch. Thiết Kim Cương đứng bên cạnh nhắc nhở, kẻ có thể thắng được Đoan Mộc Kỳ, ít nhiều gì cũng có chút năng lực. Ha ha, lão đại yên tâm đi, Lôi Kim Cương nói, ba chiêu, tôi chỉ cần ba chiêu thôi, nếu tôi không làm chết được thằng nhãi kia, thì anh cứ làm chết tôi là được. Nghe vậy, Mị Kim Cương chỉ cười mà không nói, còn Thiết Kim Cương cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng cả ba người đều là chiến tướng dưới trướng Tọa Sơn Điêu, nhưng mà mối quan hệ giữa ba người chỉ giới hạn trong ở mức đồng nghiệp, thậm chí còn ngầm tranh chấp không ít. Thiết Kim Cương có thể nhắc nhở một câu là đã đủ tình cảm. Về phần Lôi Kim Cương có nghe hay không, sống hay chết, đều không liên quan đến gã.
Ngay sau đó, Lôi Kim Cương nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống lặng lẽ gọi điện thoại, muốn nhờ cha gọi người giúp đỡ. Có điều, anh ta ngạc nhiên phát hiện rằng tín hiệu nơi này bị chặn rồi. Hoàng Tiềm cũng vẻ mặt nặng nề, nhỏ giọng nói, Long Vương, hay là chúng a cùng nhau lên. Còn nếu Diệp Lâm định rút lui, thì Hoàng Tiềm định sẽ bất chấp tất cả cản lại phía sau, để Diệp Lâm có thể an toàn bỏ đi. Không cần, Diệp Lâm lắc đầu, lúc nãy tôi dạy cho anh bí quyết của Long Quyền, anh có hiểu chưa? Cái gì? Hoàng Tiềm sửng sốt, rồi cảm thấy căng thẳng, thầm nghĩ đây là lúc nào rồi mà nhắc đến chuyện chiến đấu lúc nãy. Huống chi, đối thủ của hiện giờ không phải là đối thủ lúc nãy có thể so sánh. Thấy Hoàng Tiềm vẻ mặt thất thần, Diệp Lâm lắc đầu, biết là anh ta nhớ cũng không nhớ, huống chỉ là hiểu. Bí quyết của Long Quyền là chuyển động theo ý mình, hiệu quả cụ thể tương đương với phương pháp ngũ hành. Diệp Lâm lạnh nhạt nói, tôi mệnh hỏa, vậy nên sẽ ra hỏa Long Quyền. Tôi vốn định chỉ dạy anh một vài điều, để anh đi đánh với tên kia. Có điều, bây giờ xem ra vẫn là tôi tự mình lên đi. Hoàng Tiềm sửng sốt, thầm nghĩ với chút thực lực của mình. Dù có ôn bài ngay tại chỗ cũng không kịp, thì lấy cái gì mà đi đánh với đối phương chứ? Nào ngờ anh ta lại vì vậy mà bỏ lỡ một cơ hội tăng lên thực lực. Bọn mày lại nhảy cái gì thế? Đừng sốt ruột, sẽ không có tên nào chạy thoát được đâu. Dứt lời, Lôi Kim Cương lại nhìn về phía Diệp Lâm. Nhãi danh, mày muốn tự đi chết hay là muốn tao làm chết mày? Trong mắt Lôi Kim Cương tràn đầy vẻ khinh thường và tàn nhẫn, giống như là đồ tể chuẩn bị giết con mồi. Ba chiêu là nhiều lắm, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Cái gì, Lôi Kim Cương không hiểu ý của Diệp Lâm. Anh ta thầm nghĩ chẳng lẽ thằng nhãi này còn có chút tự hiểu lấy mình, biết mình ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Tôi nói là đối phó với anh cần gì ba chiêu, một chiêu là đủ rồi. Nói xong, Diệp Lâm vỗ bàn nhảy dựng lên. Theo tiếng hổ gầm rồng ngâm, một quyền của Diệp Lâm lao thẳng về phía Lôi Kim Cương. Hay lắm, thấy vậy, Lôi Kim Cương chẳng hề để ý mà cười cười. Tao sẽ cho mày xem 36 đường phích lịch thủ của tao. Lôi Kim Cương dùng chữ lôi đặt tên cho mình là vì tuyệt học của anh ta là phích lịch thủ, mỗi khi sử dụng tuyệt học liền sẽ như sấm sét ầm ầm. Lúc này, Lôi Kim Cương giống như một vị thần điều khiển sấm sét, đôi tay phát ra tiếng tanh tách của sấm sét. Mọi người xung quanh thấy vậy đều cảm thấy cả người tê dại, giật mình lùi ra sau liên tục. Không hổ là ba đại Kim Cương dưới trướng tọa Sơn Điêu, vừa ra tay là thấy cực kỳ mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi cảm thấy cả người tê dại như bị điện giật, thảo nào người ta gọi là Lôi Kim Cương. Thằng nhãi họ Diệp chết chắc rồi, hỏa long quyền của anh ta có mạnh, thì cũng không mạnh bằng sấm sét đâu nhỉ. Đoan Mộc Kỳ thật vậy cũng giật nảy mình, thầm nghĩ tôi cũng không mạnh bằng. Thảo nào Tam gia bảo cậu ta thay thế vị trí băng kim cương của mình. Thực lực tầm cỡ cậu ta, dù là mình của lúc mạnh nhất, cũng không bằng cậu ta. Sư phụ, cẩn thận. Hoa Quốc Đống theo Hoàng Tiềm lùi ra sau vài bước để tránh mũi nhọn, rồi lo lắng mà nhìn về phía Diệp Lâm. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Lúc mọi người đang chấn động với hiệu ứng sấm sét mà đôi tay sấm sét kia mang đến, không ai phát hiện rằng nhiệt độ không khí xung quanh đang lên cao. Toàn bộ đại sảnh giống như là miệng núi lửa đang sắp phun trào, khiến người ta cảm thấy bất an. Thiết Kim Cương và Mị Kim Cương ngạc nhiên mà nhìn nhau, dường như là đã nhận ra gì đó. Có điều đã muộn rồi. Ngay sau đó, quyền kình của Diệp Lâm giống như là một con rồng lửa khổng lồ, lao nhanh về phía Lôi Kim Cương với cái thế mạnh không thể chặn. Còn Lôi Kim Cương thì tinh thần phấn chấn, dùng một đôi tay sấm sét để đỡ chiêu, xung quanh dường như bày ra thiên la địa võng, giấu giếm sát khí. Bịch, quyền trưởng va chạm, một tiếng bịch vang lên. Lôi Kim Cương lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình như bị chóc ra chóc thịt. Ngay sau đó, hai tay anh ta đã không còn chi giác. Hít hà, Lôi Kim Cương hít hà một hơi, thầm nghĩ không ổn rồi. Anh ta muốn tránh né, nhưng không kịp nữa rồi. Am, một tiếng nổ vang lên. Tuy rằng quyền của Diệp Lâm cách Lôi Kim Cương còn khoảng 3 thước, nhưng mà quyền mang theo sóng nhiệt đã bao phủ cả người Lôi Kim Cương. Lôi Kim Cương lập tức hét thảm thiết một tiếng, cả người có loại cảm giác đau đớn bỏng rát như bị ném vào trong chảo dầu. Ngay sau đó, mái tóc anh ta dựng đứng, đỉnh đầu bốc khói. Trong miệng phả ra khí đen, cả người cháy đen như là bị sấm sét đánh trúng, đôi mắt nham lại, ngã ra phía sau, không biết là còn sống hay đã chết. Hít hà. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không nhịn được hít hà một hơi.
Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ, mọi người dường như đã mất hết tiếng nói. Lại là đánh gục trong chớp mắt. Chắc là không ai ngờ được lúc đối mặt với cao thủ thật sự tầm cỡ ba đại kim cương, Diệp Lâm vẫn có thể không tốn nhiều sức mà đánh gục đối thủ trong chớp mắt. Đoan Mộc Kỳ ngây ngẩn cả người. Ông ta vừa mới cho rằng mình xem nhẹ Lôi Kim Cương, bây giờ xem ra là ông A xem nhẹ người trẻ tuổi tên là Diệp Lâm mới đúng. Đám cấp dưới của anh rất yếu, dù có cùng nhau xông lên thì tôi cũng chỉ cần một bàn tay là đánh được. Lúc này, Diệp Lâm chắp tay mà đứng, lớn giọng nói, Tọa Sơn Điêu, anh đã tới rồi thì xuất hiện đi. Cái gì? Đại lão Tọa Sơn Điêu cũng đã tới rồi sao? Nghe lời nói của Diệp Lâm, mọi người đều rất ngạc nhiên. Bọn họ nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Tọa Sơn Điêu. Rốt cuộc thì Tam gia có tới hay không? Lúc này, Trương Văn Viễn hoàn toàn luống cuống. Thấy Lôi Kim Cương trong ba đại Kim Cương cũng thua trận, và tên họ Diệp kia đã đến mức là chỉ thắng không thua, ông ta không biết nên làm gì nữa. Theo ông ta, có lẽ chỉ có Tọa Sơn Điêu tự mình đến mới có thể đánh thắng thằng nhãi kia. Long Vương, lợi hại quá đi. Hoàng Tiềm chấn động đến mức cả buổi không nói nên lời. Xem ra là mình coi nhẹ Tân Long Vương rồi. Đều là Long Quyền, nhưng khi dùng trong tay Long Vương, lại có loại khí thế vượt qua tất cả. Sư phụ, mạnh quá đi, tôi biết ngay là anh sẽ không thua mà. Hoa Quốc, đống thở nhẹ ra, đồng thời kích động mà thầm nghĩ, có lẽ Tọa Sơn Điêu mạnh nhất Phụng Thiên cũng không phải là đối thủ của sư phụ mình. Diệp tiên sinh giỏi quá đi. Ha ha, Diệp tiên sinh. Tôi biết là cậu sẽ thắng mà. Lúc này, Hoàng Tam gia mặt dày mày dạn mà đi tới bên cạnh Diệp Lâm, cười nịnh nọt nói, tôi vốn định đi nhà họ Trương nằm vùng thêm lần nữa, để chia sẻ bớt với Diệp tiên sinh. Nhưng thấy Diệp tiên sinh bày ra thực lực hơn người, đánh thắng vài người liên tiếp, tôi liền cảm thấy không cần phải đi nằm vùng. Khụ khụ, hai tên kim cương ở đối diện nghe đây, không muốn chết thì mau bỏ vũ khí đầu hàng, quỳ xuống đất xin tha. Hoàng Tam gia lại cáo mượn oai hùng. Nói với Thiết Kim Cương và Mị Kim Cương bằng giọng điệu khiêu khích. Giờ phút này, Thiết Kim Cương và Mị Kim Cương đã mất đi vẻ bình tĩnh, mặt mày dần trở nên xanh mét. Bọn họ cho rằng mình đã đủ coi trọng đối thủ là Diệp Lâm rồi. Rốt cuộc thì anh ta có thể đánh thắng đồng bạn cũ của bọn họ là Đoan Mộc Kỳ, thực lực vốn dĩ không bình thường. Bọn họ thậm chí còn nhắc nhở Lôi Kim Cương đừng khinh địch. Nào ngờ đối phương lại mạnh đến mức như thế. Xem ra lời nhắc nhở với Lôi Kim Cương lúc nấy là dư thừa. Bởi vì dù Lôi Kim Cương có coi khinh hay coi trọng kẻ địch thì anh ta đều sẽ thua thê thảm. Đồ con kiến khó ưa kia, dám nói sằng nói bậy với tao hả, tao đây sẽ làm chết mày trước. Diệp Lâm mạnh thì mạnh đi, bây giờ ngay cả người bên cạnh Diệp Lâm cũng dám láo xược với mình nữa hả. Hoàng Tam gia kiêu căng đã chọc giận Thiết Kim Cương, gã trừng mắt một cái, Hoàng Tam gia liền sợ tới mức tè ra quần. Diệp tiên sinh, cứu mạng. Dứt lời, Hoàng Tam gia chạy nhanh ra phía sau lưng Diệp Lâm. Nhãi danh, mày đúng là rất mạnh, Thiết Kim Cương thừa nhận, nhưng chỉ dựa vào đôi quyền mà muốn khiêu chiến Tam gia chúng ta là chưa đủ. Dứt lời, Thiết Kim Cương hét to lên, lão nhị, ra tay đi. Hai đại Kim Cương sắp hợp tác với nhau để đi đánh Diệp Lâm. Ụ, tuân lệnh. Mị Kim Cương đáp lại bằng giọng điệu hát tuồng, thân hình mơ hồ giống như quỷ mị. Xuất hiện bên cạnh Diệp Lâm. Hắn giơ tay lên, thổi nhẹ lòng bàn tay, một mùi hương thơm mát phả vào mặt. Quanh Diệp Lâm có người bị ảnh hưởng, lập tức trở nên mê man, giống như là rơi vào trong ảo giác, không thể tự thoát ra được. Dù là Hoàng Tam gia sở trường cổ thuật tà pháp thì cũng bị trúng chiêu, đắm chìm trong biển ảo giác, quên hết tất cả. Ngủ đi, giọng nói của Mị Kim Cương giống như ác ma thì thầm bên tai. Đáng tiếc. Hắn có thể mê hoặc người khác, lại không thể phá hủy được đạo tâm của Diệp Lâm. Một chút tài mọn cũng muốn mê hoặc ta hả? Diệp Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, trở tay đánh một chưởng ra ngoài. D2. Thấy vậy, Mị Kim Cương giật mình, không ngờ thiên tiên tán của mình lại không hề có tác dụng với Diệp Lâm. Phải biết rằng ngay cả Tọa Sơn Điêu cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tiên tán. Vậy mà Diệp Lâm lại có tinh thần vững chắc, không bị ảnh hưởng một chút nào. Quyền kình của Diệp Lâm cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, đấm cho Mị Kim Cương máu mũi chảy ròng, khuôn mặt biến dạng. Đáng giận, Mị Kim Cương lau máu mũi, lớp trang điểm nhòe đi, khiến hắn cực kỳ tức giận. Có điều, một quyền vừa rồi của Diệp Lâm là giả, như là muốn đuổi ruồi bọ bay loạn đi. Sát chiêu thật sự còn nằm ở phía sau. Lêm long vật dụng.
Diệp Lâm lại dùng chiêu tiềm long vật dụng bên trong long quyền chính thức. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm vang lên xung quanh, mọi người đang chìm trong mê hoặc giống như là bị người ta đánh tỉnh, đều sôi nổi hồi hồn, ai cũng rất ngạc nhiên, không biết lúc nấy đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lâm lại đánh ra một quyền, thanh thế rung trời. Mị Kim Cương cảm thấy một luồng sóng nhiệt ập vào trước mặt. Hắn giật mình tới mức mặt mày nhăn nhó. Hắn sở trường đánh nghỉ binh rồi xuống tay, giống như là thích khách trong bóng đêm. Bảo hắn đi đối đầu với thế công rộng rãi, hắn không có sức mà đỡ chiêu. Lão đại, cứu tôi, Mị Kim Cương cầu cứu Thiết Kim Cương, sau đó dốc mọi sức lực để đánh trả. Chỉ là lúc trốn tránh, hắn vẫn chết trong biển lửa, lớp trang điểm dần hòa tan, có tiếng chói tai lại đau đớn vang lên. Không, mặt của tôi. Dưới sự đốt cháy của hỏa long quyền, Mị Kim Cương để lộ ra khuôn mặt thật, là một khuôn mặt đã bị hủy dung. Theo đợt oanh tạc lần này, khuôn mặt càng lúc càng biến dạng, đến cuối cùng không còn nhìn ra gì nữa. Họ Diệp, chết đi. Đúng lúc này, Thiết Kim Cương không biết lấy từ đâu ra một chiếc rìu chém núi khổng lồ, mạnh mẽ mà chém xuống đầu Diệp Lâm. Cẩn thận. Thấy vậy, Hoàng Tiềm vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lắm miệng, Thiết Kim Cương trở tay đánh một chưởng. Trưởng phá không đánh cho Hoàng Tiềm ở xa lùi ra vài bước. Phụt, Hoàng Tiềm vừa mở miệng liền hộc máu, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thực lực giữa hai người họ chênh lệch nhiều như thế, có thể thấy được là thực lực của Diệp Lâm đã mạnh đến mức vượt qua người thường. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Một quyền của Diệp Lâm trực tiếp phá hủy khuôn mặt của Mị Kim Cương. Thế của Long Quyền, không gì ngăn cản được. Thiết Kim Cương bắt được cơ hội lướt qua trong nháy mắt. Chém một rìu nhanh như chớp về phía Diệp Lâm. Thiết Kim Cương tin rằng một rìu này có thể chém đứt cả một ngọn núi. Đi tìm chết đi. Thiết Kim Cương cắn răng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đối mặt với một rìu kề sát bên mình, Diệp Lâm không chút hoang mang, không tránh không né, nhẹ nhàng gọi, kiếm đâu. Ngay sau đó, hộp kiếm chợt mở ra, phát ra vài tia sáng, bay vút lên cao. Một thanh kiếm khổng lồ cổ xưa tang thương nằm trong tay Diệp Lâm. Đó là, cự khuyết kiếm. Hả? Nhìn thấy cái cảnh thanh kiếm chợt hiện ra, Thiết Kim Cương giật nảy mình. Và thanh kiếm khổng lồ kia đã bị Diệp Lâm nắm lấy, quay người đỡ chiếc rìu của Thiết Kim Cương. Một tiếng keng lớn vang lên. Khoảnh khắc kiếm và rìu va chạm nhau, rìu giống như là bị chém đầu, chỉ còn lại cán rìu, còn đầu rìu đã bị kiếm đập nát. Cán rìu trong tay Thiết Kim Cương thuận thế chém xuống, chém hụt không khí. Sao? Sao có thế chứ? Nhìn vũ khí trong tay mình từ rìu biến thành gậy, Thiết Kim Cương trợn mắt há mồm, dáng vẻ thất thố. Gã có nằm mơ cũng không ngờ rằng đối phương lại dùng phương thức kia nhẹ nhàng hóa. Giải thế công của mình. Ở trước mặt kiếm, rìu dường như trở thành thủy tinh dễ vỡ. Kiếm của mày là kiếm gì vậy? Trên mặt Thiết Kim Cương lộ ra vẻ khó có thể tin, trong lòng nảy sinh ý định đoạt kiếm. Gã thầm nghĩ, nếu thanh kiếm kia rơi vào trong tay mình thì chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Người ta có câu mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Tuy rằng hiện giờ chiếc rìu thuận tay của mình bị đánh nát, nhưng nếu vì vậy mà có thể đoạt được thanh kiếm kia, thì chính là nhờ họa được phúc. Nhãi danh, đưa kiếm đây. Thiết Kim Cương phấn chấn tinh thần, vung hai tay lên, lao về phía Diệp Lâm giống như là một con voi khổng lồ. Bàn tay to xòe ra giống như là một tấm lưới răng ra trước mặt. Muốn chết hả, Diệp Lâm lại chém ra một kiếm. Thiết Kim Cương không chút để ý, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt đắc ý. Tao luyện thể đã lâu, đao thương đều chém không đứt, cảnh giới nhập hóa, thực lực tương đương tông sư tâm phẩm, sao mày có thể làm tao bị thương được? Lúc nói chuyện, Thiết Kim Cương đã dùng hai tay của mình đi chụp cự khuyết kiếm. Xoẹt! Ánh sáng sắc lạnh chợt lóe lên, tay giơ cao kiếm buông xuống. Đôi tay của Thiết Kim Cương nắm chặt mũi kiếm, dường như là định đoạt kiếm. Có điều, giây tiếp theo. Rắc, có tiếng nứt gãy vang lên, hai tay của Thiết Kim Cương bị một kiếm chặt đứt. A, à, Thiết Kim Cương nhìn hai tay rơi xuống đất và hai cánh tay cụt trên người, lập tức đau đớn hét thảm thiết. Một thân luyện thể mà gã tự hào lại bị đối phương dùng một kiếm là phá vỡ. A, à, không thể nào. Thiết Kim Cương lùi ra sau một bước, sau đó cắn răng một cái, lao nhanh về phía Diệp Lâm. Dùng thế của đầu sắt đánh một đòn. Vèo. Diệp Lâm sẽ không cho gã bất cứ một cơ hội đánh trả nào. Anh lại chém ra một kiếm, tuy rằng cách nhau vài thước, nhưng mà một kiếm của anh lại tung bay kiếm khí, giống như một sợi xích dài,
trực tiếp xé rách ngực của Thiết Kim Cương, để lộ xương cốt và nội tạng bên trong. A, à, Thiết Kim Cương lại kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó, gã ngã ra sau, rơi vào trong vũng máu. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Diệp Lâm dùng quyền đánh Mị Kim Cương, dùng kiếm chém Thiết Kim Cương, cả quá trình chỉ tốn hơn 10 phút. Thấy Diệp Lâm trước sau chém giết cả ba đại Kim Cương giống như là chém dưa sắt rau, mọi người xung quanh đều sợ ngáy người. Ơ, thật là khó tin mà. Người nhà họ Trương xem mà ngây ngấn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có ai dám tin rằng ba đại tướng dưới trướng tọa Sơn Điêu, hoành hành Phụng Thiên vài chục năm, lại bị người chém giết trong cùng một lúc. Hơn nữa, bọn họ gần như là bị nghiền áp, không hề có sức phản kháng. Lúc mọi người ở hiện trường rơi vào trong cơn chấn động. Diệp Lâm vẫn chưa dừng tay. Ba thanh kiếm ngắn ở trong hộp kiếm đã trước sau bay lên cao, bay thẳng về phía trần nhà trong đại sảnh. Một tiếng âm lớn vang lên. Xà nhà trên trần nhà trong đại sảnh rộng lớn bị đâm ra một lỗ thủng. Ba thanh kiếm vòng ở xung quanh, dường như hình thành một lưới kiếm kín kẽ, bao vây một bóng dáng đang ấn nút. Tọa Sơn Điêu. Diệp Lâm hét lên. Nếu tới rồi thì cần gì phải lén lút ở trên đó. Cút xuống dưới cho tao. Anh còn chưa nói xong, một tiếng âm lại vang lên. Dưới sự ép buộc của ba thanh kiếm, một bóng dáng vạm vỡ giống như hắc thạch từ trên trời rơi xuống, nện mạnh xuống chính giữa đại sảnh. Một bóng đen rơi xuống từ trên trời. Lúc rơi xuống mặt đất, bóng đen lập tức nện ra một cái hố sâu, giống như là thiên thạch rơi xuống. Bóng đen kia có vóc dáng vạm vỡ. Người mặc áo lông chồn, nhìn qua giống như là thú dữ, ánh mắt sắc bén, sắc mặt âm trầm. Hay lắm nhãi danh, thế mà lại có thể nắm giữ tung tích của tao. Anh ta nói chuyện bằng giọng điệu khàn khàn. Tay vung lên, một đôi dao lưỡi liềm nhẹ nhàng đấy ba thanh kiếm ngắn ra. Bùm! Chỉ trong nháy mắt, xung quanh anh ta tỏa ra một luồng khí thế cuồng bạo quét ngang toàn bộ, giống như là gió bão thổi đến, khiến mọi người sôi nổi tránh né. Tọa Sơn Điêu! Lúc thấy rõ khuôn mặt của anh ta, những người từng may mắn gặp mặt Tọa Sơn Điêu đều sợ hãi hô lên. Anh ta là Tọa Sơn Điêu hả? Trông đáng sợ quá đi. Là Tọa Sơn Điêu, người tàn nhẫn nhất Phụng Thiên đấy hả? Mọi người nhìn chằm chằm Tọa Sơn Điêu, trên mặt đều là vẻ sợ hãi lại tò mò. Tam gia. Trương Văn Viễn thấy Tọa Sơn Điêu thật sự tới thì vừa kích động vừa sợ hãi, quỳ dạp xuống đất, khóc lóc kể lể, Tam gia cần phải báo thù cho bọn tôi. Đoan Mộc Kỳ thấy vậy cũng vội vàng đi lên, quỳ một gối xuống đất hành lễ, gọi Tam gia. Tam gia là một cách gọi khác của Tọa Sơn Điêu, bởi vì những năm anh ta vào rừng làm cướp, anh ta có một đám anh em kết nghĩa, anh ta đứng thứ ba, nên gọi là Tam gia. Tuy rằng sau này Tọa Sơn Điêu nổi tiếng Phụng Thiên, đám anh em từng kết nghĩa người thì chết, người còn sống thì trở thành cấp dưới của anh ta. Và cách gọi Tam gia cũng truyền đến ngày nay. Pháp khí. Lúc này Diệp Lâm nhận ra một đôi dao lưỡi liềm trên tay Tọa Sơn Điêu không phải là vũ khí bình thường, mà là pháp khí. Thảo nào nó vừa ra liền đẩy ba thanh kiếm. Của mình đi. Hừ. Tọa Sơn Điêu nhìn xung quanh, thấy ba đại kim cương dưới trướng của mình, người chết người bị thương nặng liền giận tím mặt. Một đám rác rưởi vô dụng, ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, giữ bọn mày lại để làm gì nữa. Dứt lời, Tọa Sơn Điêu giơ tay lên. Lòng bàn tay dường như có một sức hút mạnh mẽ, hút Thiết Kim Cương và Mị Kim Cương nằm trên đất lại rồi bóp chặt cổ họng bọn họ. Ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Hai người kia phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, bởi vì cổ họng bị bóp lại, cho nên không vang lên được một tiếng nào. Có điều, cái vẻ mặt khổ sở tuyệt vọng của bọn họ lại khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Chỉ trong chốc lát, hai người kia giống như là cá tím phơi xương, bị Tọa Sơn Điêu hút thành hai xác khô. Hít. Thấy vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại, không nhịn được hít hà một hơi. Hai người kia, bị sao vậy? Hình như là, bị đào rỗng. Tọa Sơn Điêu đúng là đáng sợ, thế mà lại hút hai người sống thành xác khô. Trương Văn Viễn thấy vậy liền thay đổi sắc mặt. Tuy rằng ông ta biết rõ Tọa Sơn Điêu tu luyện tà công, cần phải hút tinh huyết của người sống để tu luyện, vậy nên nhà họ Trương bọn họ mới đưa người sống cho Tọa Sơn Điêu. Bình thường chỉ nghe nói thôi, đây mới là lần đầu tiên Trương Văn Viễn tận mắt nhìn thấy một màn khiến người ta sợ hãi, cũng khiến ông ta lạnh toát cả người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ngay sau đó, Tọa Sơn Điêu lên tiếng cười lạnh, chép chép miệng, khen, không hổ là tinh huyết của cao thủ,
một cao thủ có thể so với 100 người thường. Tiếc là cao thủ như vậy quá ít, không đủ để tôi dùng. Nếu không phải vì thấy hai người bị thương nặng khó chữa, dù có chữa cũng không thể khôi phục thực lực của ngày xưa, Tọa Sơn Điêu là có chút không nỡ hy sinh hai đại chiến tướng của mình. Hai người. Sau đó, Tọa Sơn Điêu nhìn về phía Lôi Kim Cương và Băng Kim Cương, còn có chút chưa đã thèm. Không, Tam gia, tha mạng, thấy vậy, Băng Kim Cương sợ tới mức liên tục lùi ra sau, cả người phát run. Tọa Sơn Điêu lại giơ tay lên, hút hai người kia về phía mình, một tay bóp cổ một người, giống như là xách hai con gà vịt chờ làm thịt vậy. Không phải hai người thường xuyên muốn so cao thấp hay sao? Vậy bây giờ xem ai chịu được lâu hơn thì sẽ có tư cách ngồi lên vị trí thứ ba trong ba đại kim cương. Dứt lời, Tọa Sơn Điêu dùng sức hút tinh huyết của hai người họ, tinh huyết chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể mình. A, à, hai người giãy giụa, đau khổ nức nở, cho đến khi trợn trắng mắt. Chỉ một lát sau, Lôi Kim Cương tắt thở trước, rốt cuộc thì lúc nãy đánh với Diệp Lâm, anh ta đã bị thương nặng, bây giờ còn bị hút tinh huyết, thì làm sao có thể chịu nổi. Ngược lại là Đoan Mộc Kỳ, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đã chịu được tới cuối cùng. Sau khi nghe Tọa Sơn Điêu nói câu ông thắng, Đoan Mộc Kỳ mới nghiêng đầu, tắt thở mà. Chết! Phù! Tọa Sơn Điêu mới vừa hút xong tinh huyết của bốn cao thủ, thở ra một ngụm khí bẩn. Sau đó, trong cơ thể anh ta bùng nổ một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cả đại sảnh rung động, giống như là bị động đất. Mọi người xung quanh thấy vậy đều rất sợ hãi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm! Tọa Sơn Điêu nói ra ba từ hay lắm liên tiếp, cực kỳ vừa lòng với lần dung hợp này. Anh ta có loại cảm giác dùng mãi cũng không hết lực lượng và thực lực đã nâng cao một bước. Trương gia chủ, lúc này, Tọa Sơn Điêu đột nhiên hỏi, ông đã chuẩn bị người xong hết chưa? Nghe vậy, Trương Văn Viễn sợ tới mức giật mình, vội vàng khom người nói, thưa. Thưa Tam gia, ngài muốn 10 đồng nam đồng nữ, chuyện này có chút khó làm. Có điều, tôi đã chuẩn bị sẵn 10 người sống để cho ngài dùng. Diệp Lâm nghe vậy thì nhíu mày. Không ngờ nhà họ Diệp lại đi bắt người sống đưa cho Tọa Sơn Điêu. Cái loại hành vi này là đáng chết. Thảo nào lúc tới đây, không ai dám đến gần đây. Hoa Quốc Đống lập tức hiểu ra vấn đề, mặt mày lộ vẻ giận dữ, hóa ra các vụ án mất tích bên này đều do bọn họ làm. Ban ngày ban mặt mà dám làm ra loại chuyện cầm thú là bắt người. Chẳng lẽ Phủ Phụng Thiên không quan tâm tới sao? Tuy rằng Hoa Quốc Đống đã cố ý nói nhỏ tiếng, nhưng câu nói vừa rồi vẫn truyền vào trong tai Tọa Sơn Điêu. Ha ha, nhãi danh, mày thế mà cũng có tinh thần trọng nghĩa nữa hả? Lúc nói chuyện, Tọa Sơn Điêu đã rời mục tiêu sang Hoa Quốc Đống. Hay là mày đi tìm chết thay bọn họ đi? Dứt lời, Tọa Sơn Điêu lại giơ tay về phía Hoa Quốc Đống. Một sức hút khổng lồ, giống như là cơn lốc lôi kéo Hoa Quốc Đống vô thức bay lên phía trước. A! À, Hoa Quốc Đống hét lên một tiếng. Toàn thân bị hút vào như một chiếc lá rơi. Sư phụ, cứu tôi với. Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này. Một tay vươn ra nắm lấy cố chân Hoa Quốc Đống. Dùng lực kéo anh ta lại. Nhưng lực hút đáng sợ đó dường như đã khóa chặt Hoa Quốc Đống. Dù Diệp Lâm chặn ở phía sau, nhưng vẫn có một sức kéo bao quanh người Hoa Quốc Đống. Trong nháy mắt, da và tóc của Hoa Quốc Đống đã sắp bị xé toạc, ngay cả ngũ quan trên khuôn mặt cũng bị lực hút làm cho biến dạng. Hửm, cũng thú vị đấy. Diệp Lâm không ngờ rằng Tọa Sơn Điêu còn có chiêu thức này, ly hồn đoạt mạng. Lực hút đáng sợ này nếu được người ở cấp độ cao hơn sử dụng, thậm chí có thể rút linh hồn của một người trong giây lát. Nhưng Tọa Sơn Điêu chỉ mới trong giai đoạn hút tinh huyết mà thôi. Lập tức, Diệp Lâm lại dùng tay chặt xuống, giống như chặt đứt một sợi xích, khiến lực hút cực lớn này bị cắt đứt, đồng thời giải cứu Hoa Quốc Đống. Hộc, 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 ôi mẹ ơi! Hoa Quốc Đống nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác vừa rồi hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng. Tọa Sơn Điêu lại cau mày, đôi mắt đại bàng sắc bén lại nhắm về phía Diệp Lâm. Không ngờ tên nhóc này lại có thể cắt đứt sức mạnh của ông ta chỉ bằng một đòn. Thủ pháp dứt khoát và gọn gàng như vậy thực sự đáng ngạc nhiên. Chẳng trách ba đại kim cương dưới sự chỉ huy của ông ta đều bị đánh bại. Xem ra, họ thua cũng là đúng. Hút tinh huyết của người bình thường thì có ích lợi gì? Diệp Lâm bình tĩnh nói, muốn hút của tôi không? Cái gì? Nghe được lời này, Tọa Sơn Điêu giật mình, ông ta chưa từng nghe qua yêu cầu nào như vậy. Điều này có khác gì đâm đầu vào chỗ chết?
Đâu, cậu muốn dùng cách này để khiến tôi tha cho người của cậu, đúng không? Tọa Sơn Điêu ngay lập tức hiểu lầm rằng Diệp Lâm muốn hy sinh bản thân để đổi lấy mạng sống của người khác. Được, chỉ cần cậu để cho tôi hút hết tinh huyết của cậu, tôi có thể tha cho những người xung quanh cậu, để bọn họ an toàn trở về Yến Kinh. Trong mắt Tọa Sơn Điêu, huyết khí của một cao thủ như Diệp Lâm có thể so sánh với hàng nghìn người bình thường. Lần trao đổi này rất có lợi. Sư phụ, không được. Nghe được lời này, Hoa Quốc Đống sửng sốt, không ngờ sư phụ lại hy sinh bản thân mình. Long Vương, không cần phải như vậy. Hoàng Tiềm cũng nói, để tôi chặn đường, đưa hai người ra khỏi thành. Hoàng Tiềm cũng hiểu lầm rằng với sự xuất hiện đột ngột của Tọa Sơn Điêu, họ sẽ khó có thể thoát khỏi đây bình an vô sự. Nhưng anh ta không thể để Long Vương hy sinh được, nếu không anh ta sẽ không còn mặt. Mũi nào quay trở về. Ha ha. Diệp Lâm thản nhiên bật cười. Muốn tinh huyết của tôi, chỉ sợ dạ dày của ông không đủ lớn mà thôi. Nghe vậy, Tọa Sơn Điêu đột nhiên trở nên hưng phấn, nhếch miệng cười. Tên nhóc, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Vậy để tôi xem cậu có bao nhiêu tinh huyết cho tôi hút nào. Nói xong, Tọa Sơn Điêu lại giơ tay lên, hướng lực hút về phía Diệp Lâm. Đột nhiên, xung quanh có một cơn gió mạnh. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một lực hút cực lớn hướng về phía mình. Lực hút này kéo cả cơ thể anh về phía Tọa Sơn Điêu. Thấy vậy, Diệp Lâm cũng không phản kháng mà lợi dụng tình thế, tung hai bàn tay hướng về phía Tọa Sơn Điêu. Bùm! Trong nháy mắt, lòng bàn tay của Diệp Lâm đã chạm vào lòng bàn tay của Tọa Sơn Điêu. Hai ngón tay đan vào nhau như không muốn người kia rời ra. Khà khà, Tọa Sơn Điêu nở một nụ cười tàn nhẫn, như thể Diệp Lâm đã trở thành bữa ăn của ông ta vậy. Tuy nhiên, Diệp Lâm không quan tâm, để mặc hai lòng bàn tay đan vào nhau, không tách rời. Long Vương. Thấy vậy, Hoàng Tiềm nhầm tưởng rằng Diệp Lâm đang bị đối phương hút vào và không thể trốn thoát. Vì vậy, Hoàng Tiềm giơ long quyền lên, liều mạng tấn công Tọa Sơn Điêu. Buông Long Vương ra. Tiềm long vật dụng. Tuy long quyền của Hoàng Tiềm có sức mạnh phi thường. Nhưng trong mắt Tọa Sơn Điêu, nó chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Ông ta thậm chí còn không cử động. Ánh sáng mạnh mẽ bùng phát khắp cơ thể ông ta đã đủ để đánh bay Hoàng Tiềm rồi. Bùm! Hoàng Tiềm ngã ra xa hơn chục mét, lại. Muốn đứng dậy chiến đấu lần nữa. Hoàng Long, lúc này Diệp Lâm mới lên tiếng, không cần lo cho tôi. Anh cứ bảo vệ đô đệ của tôi cho tốt là được, còn lại để tôi tự mình xử lý. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Long Vương, Hoàng Tiềm biết mình không phải đối thủ của Tọa Sơn Điêu nên tạm thời chỉ có thể bỏ cuộc. Tên nhóc! Cậu đã sẵn sàng chưa? Còn chưa nói xong, Tọa Sơn Điêu đã lần nữa phát động công lực, dùng lòng bàn tay làm phương tiện hấp thu tinh huyết trong cơ thể Diệp Lâm. Cậu đã giết chết bốn đại kim cương dưới trướng của tôi sẽ lấy mạng cậu để bồi thường. Nghe vậy, Diệp Lâm có phần bất lực, thầm nghĩ, chẳng phải bốn người đó đều chết dưới tay ông và bị biến thành xác ướp sao? Nhưng anh còn chưa kịp nói thêm gì thì sức lực trong cơ thể anh đã bị Tọa Sơn Điêu hút đi. Hút! Tọa Sơn Điêu hít một hơi thật sâu, ngạc nhiên khen ngợi, tinh huyết này nồng đậm thật. Tên nhóc, thể chất của cậu quả nhiên không tầm. Thường. Ha ha, hay lắm, vậy thì tôi không khách sáo đâu. Tọa Sơn Điêu bay lên, giống như một kẻ phàm ăn, liên tục hút hết sức mạnh tinh huyết trong quy cơ thể Diệp Lâm. Lúc này, hiện trường im lặng như tờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người họ. Chỉ thấy Tọa Sơn Điêu giống như một kẻ phàm ăn, không ngừng hút hết tinh huyết của Diệp Lâm. Mọi người đều sững sờ. Lần này, tên nhóc họ Diệp chết chắc rồi. Chỉ lát nữa thôi cậu ta cũng sẽ trở thành xác ướp giống như bốn người đó thôi nhỉ. Coi như cậu ta thông minh, thấy Tọa Sơn Điêu xuất hiện, lập tức hy sinh bản thân để cứu những người xung quanh. Nếu không, ba người họ đều sẽ chết ở đây. Hai, tôi còn tưởng rằng tên nhóc kia đấu vài chiêu với Tọa Sơn Điêu nữa chứ, không ngờ lại tự tìm cái chết. Đúng là vừa đáng thương, vừa đáng tiếc. Mọi người đều cảm thán. Long Vương, hai mắt Hoàng Tiềm đỏ ngầu, muốn tiến lên cứu Diệp Lâm lần nữa, nhưng nhớ tới mệnh lệnh cuối cùng của Long Vương, anh ta cũng không dám phụ sự hy sinh của Long Vương. Lúc này, do khí thế kinh khủng của Tọa Sơn, Điêu nên tín hiệu bị chặn đã được tạm thời khôi phục. Cuối cùng Hoa Quốc Đống cũng gọi được điện thoại cho cha mình. Mặc dù tín hiệu vẫn rất kém và không liền mạch nhưng Hoa Quốc Đống vẫn có thể thông báo cho cha mình về tình huống khẩn cấp ở phía bên này. Cha! Cha mau liên hệ với Phủ Phụng Thiên, bảo bọn họ phái người tới ứng cứu đi.
Sư phụ của con, sắp chết dưới tay Tọa Sơn Điêu rồi. Việc gấp lắm rồi, nhanh lên cha. Hoa Quốc Đống không biết lời nói của mình có truyền đi được hay không, chỉ có thể liên tục gào thét. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Văn Viễn không khỏi khám phục tinh thần hy sinh của Diệp Lâm, bỗng trở nên tốt bụng lạ thường. Lát nữa hãy chôn cất cất người này tử tế. Hộ tống hai người còn lại về Yến Kinh. Nói xong, Trương Văn Viễn lại trừng mắt nhìn Hoàng Tam gia, cố ý nói, không bao gồm ông đâu. Để xem lát nữa tôi xử lý ông như thế nào. Lòng trung thành nghiêng ngả liên tục của Hoàng Tam gia đã khiến Trương Văn Viễn hoàn toàn tức giận. Nể tình sự hy sinh của Diệp Lâm, ông ta có thể buông tha cho Hoàng Tiềm và Hoa Quốc Đống đi cùng. Nhưng ông ta sẽ không bao giờ tha cho Hoàng Tam gia và cả dòng tộc nhà họ Hoàng. Xong rồi, xong rồi. Lần này thì hết thật rồi. Hoàng Tam gia sợ đến mức ngồi thụp xuống mặt đất, ông ta không ngờ mình nhảy qua nhảy lại, cuối cùng lại nhảy vào vực sâu. Bây giờ đã không còn hy vọng trở lại, ông ta cũng đang cận kề cái chết. Cùng lúc đó, phải mất một nén hương, Tọa Sơn Điêu mới hút được tinh huyết của Diệp Lâm. Cứ tưởng đã gần như đã kết thúc. Nhưng ông ta không ngờ, Diệp Lâm trước mặt vẫn nhìn thẳng vào ông ta với nụ cười nửa miệng, trên mặt mang theo vẻ nhàm chán, như thế không có chuyện gì làm, cũng không hề có dấu hiệu suy sụp. Dù đã bị hút nhiều đến mức có thể thành một cái xác khô rồi nhưng thậm chí cơ thể của anh cũng không hề thay đổi. Hả? Tọa Sơn Điêu nhìn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Không ngờ, tinh huyết trong cơ thể tên nhóc này không chỉ nồng đậm mà còn giống như một dòng sông cuồn cuồn, không bao giờ cạn. Chẳng trách vừa rồi tên nhóc này lại dám mạnh miệng nói ông ta hút không nối. Ha ha, được lắm. Tọa Sơn Điêu lại lấy lại tinh thần, tăng lực hút lên gấp đôi. Cậu đã có nhiều tinh huyết như vậy thì càng tốt, tôi sẽ hút hết. Sau đó, lại thêm thời gian một chén trà nữa trôi qua. Bụng dưới của Tọa Sơn Điêu hơi phồng lên, có dấu hiệu đã no. Công phu tà ma mà ông ta tu luyện không thể hút mãi được, sức mạnh của nó đều có giới hạn, tùy theo sức mạnh của chủ nhân. Nhưng thấy sức mạnh tinh huyết sắp đạt tới giới hạn, cơ thể ông ta thực sự sắp không thể trụ được nữa. Nhưng Diệp Lâm trước mặt dường như vẫn không hề hấn gì, tinh huyết trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Như thế một nguồn nước vô tận, không bao giờ cạn vậy. Cái này. Cuối cùng, Tọa Sơn Điêu cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không biết tên nhóc trước mặt này có thể chất gì mà lại có nhiều tinh huyết như vậy, đến giờ mà vẫn có thể chịu đựng được. Đúng là điên rồ mà. Không biết Diệp Lâm có chịu nối hay không, Tọa Sơn Điêu đã sắp không chịu nổi rồi. Tên nhóc, xem như cậu giỏi. Tọa Sơn Điêu không thể không thừa nhận thất bại, rằng ông ta không thể hút hết trong cùng một lúc. Vậy lần sau lại tiếp tục nhé, ha ha. Vừa nói, Tọa Sơn Điêu không khỏi cười đắc ý, chuẩn bị bắt giam Diệp Lâm. Sau đó sẽ mang anh ra ngoài sử dụng trong lần tu luyện tiếp theo. Bằng cách này, ông ta sẽ có được nguồn cung cấp tinh huyết vô tận. Điều này tốt hơn nhiều so với việc hấp thụ từ người bình thường. Tọa Sơn Điêu muốn dừng lại. Nhưng, 10 ngón tay của Diệp Lâm giống như một chiếc kìm sắt, khóa chặt bàn tay của Tọa Sơn Điêu. Sức mạnh tinh huyết vẫn đang chảy vào cơ thể Tọa Sơn Điêu. Cậu định làm gì? Buông ra. Tọa Sơn Điêu có chút hoảng sợ. Ông ta muốn ngừng hấp thu, nhưng đối phương dường như không nghĩ vậy. Thậm chí sau Tọa Sơn Điêu đã ngừng hút thì vẫn có một luồng sức mạnh ổn định tràn vào cơ thể Tọa Sơn Điêu. Cái này, Tọa Sơn Điêu cả kinh. Hiển nhiên, Diệp Lâm đang chủ động truyền tinh huyết vào trong cơ thể Tọa Sơn Điêu. Cậu điên rồi à? Tọa Sơn Điêu vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Lâm. Sao nào, không hút được nữa à? Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Nếu không thể hút được nữa thì hãy trả lại gấp đòi đi. Dứt lời, lực lượng huyết khí mà Diệp Lâm đẩy vào trong cơ thể Tọa Sơn Điêu lập tức gây ra một làn sóng cực lớn trong cơ thể đối phương. Ngay sau đó, một sức hút còn đáng sợ hơn ban nãy ngưng tụ ở giữa lòng bàn tay Diệp Lâm. Tinh huyết trong cơ thể Tọa Sơn Điêu bị điên cuồng hút trở về. Trong khoảnh khắc, trên người Diệp Lâm xuất hiện một sức mạnh khổng lồ, như muốn nuốt trực cả người Tọa Sơn Điêu. Trong nháy mắt, công thủ thay đổi. Tinh huyết mà Tọa Sơn Điêu vừa hút ra khỏi cơ thể Diệp Lâm đã bị hút trở lại thành dòng đều đặn. Không chỉ vậy, ngay cả tinh huyết của chính Tọa Sơn Điêu cũng bị hút ra ngoài một cách không thể kiểm soát. Sao lại vậy được? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tọa Sơn Điêu vô cùng kinh hãi, cố gắng hết sức nhưng không thể đảo ngược được tình hình.
dòng chảy khí huyết trong cơ thể giống như một dòng sông vỡ bờ, không thể dừng lại. Trong phút chốc, Tọa Sơn Điêu không chỉ trả lại toàn bộ khí huyết vừa hấp thụ mà còn mất đi rất nhiều khí huyết của chính mình, có thể nói là một tổn thất nặng nề. Chết tiệt, tên nhóc này, cậu đang dùng yêu pháp gì vậy? Tọa Sơn Điêu nghiến răng nghiến lợi, vì mất quá nhiều tinh huyết nên sắc mặt ông ta dần trở nên tái nhợt. Ha ha, ông tưởng rằng chỉ có mình có thể hút tinh huyết của người khác, nhưng không ngờ có một ngày, ông cũng sẽ bị người khác hút lại. Đúng không? Diệp Lâm lạnh lùng mỉm cười, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Tọa Sơn Điêu vừa sợ hãi, vừa tức giận. Cùng lúc đó, đến lượt ông ta muốn thoát ra, nhưng lại bị Diệp Lâm siết chặt ngón tay, không cách nào thoát được. Buông ra! Tọa Sơn Điêu gầm lên giận dữ. Sao gấp quá vậy? Ha ha! Diệp Lâm lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bắt ông phải trả lại gấp đôi. Cùng lúc đó, tinh huyết trong cơ thể Tọa Sơn Điêu vẫn không ngừng tràn ra. Tên nhóc này, cậu muốn chết sao? Tọa Sơn Điêu gầm lên giận dữ, hai tay cánh tay phát huy sức lực. Muốn ném Diệp Lâm đi. Tuy nhiên, trọng tâm của Diệp Lâm lại dịch chuyển xuống phía dưới, như thể rễ cây ăn sâu vào lòng đất. Cho dù Tọa Sơn Điêu có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được Diệp Lâm. 3. Tọa Sơn Điêu lại kinh hãi, ông ta không ngờ sức mạnh cánh tay mình lại không thể lay chuyển được đối phương. Sau đó, Tọa Sơn Điêu dùng hết sức lực, tách hai tay ra, định xé Diệp Lâm thành hai nửa. Tuy nhiên, cánh tay của Diệp Lâm lại như nặng ngàn cân, không thể lay chuyển được. Ha ha, Diệp Lâm cười nhạo, ung dung bất động. Ioi, Tọa Sơn Điêu hoàn toàn hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta thua một cách triệt để như vậy. Ông ta đã cố gắng hết sức, nhưng không những không thể di chuyển một phân, mà đối phương thậm chí còn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như thế anh vẫn đang giữ sức. Chẳng lẽ, tên nhóc này có thần lực sao? Hơn nữa, điều khiến Tọa Sơn Điêu cảm thấy vô cùng sợ hãi chính là lượng tinh huyết mà ông ta hút vào đã vượt quá sức chịu đựng của người thường, thậm chí ngay cả ông ta cũng gần như bị nổ tung. Mà đối phương lại hút lại gấp đôi, không những hút vào cùng một lúc mà còn lại không tỏ vẻ khó chịu gì cả. Rốt cuộc thể chất của tên nhóc này là gì? Đây, hút nhiều bao nhiêu tinh huyết, sao còn có thế bình tĩnh như vậy? Điều này giống như một người ăn một bữa ăn cho 10 người vậy, lượng thức ăn lớn như vậy sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên cho được? Tọa Sơn Điêu đã tự cho mình là vua trong việc hút tinh huyết của con người rồi. Không nhờ núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay ông ta lại gặp được một người có sức hút kinh khủng hơn cả mình. Giống như một ác quỷ đầu thai đến thế giới này vậy. Ha ha! Diệp Lâm không hề sợ hãi, bình tĩnh mỉm cười. Anh đã hút vào gấp đôi lượng tinh huyết một cách dễ dàng. Ít ai biết rằng, anh có một thể chất vật chứa đặc biệt. Cũng chính nhờ thể chất đặc biệt có thể chứa được cả trăm dòng sông này mà Diệp Lâm đã học được tất cả các tuyệt kỹ của 100 tù nhân trong ngục. Với thể chất vật chứa như thế này, dù có học hành, chịu đựng hay hấp thụ thứ gì, anh cũng có thể tiếp nhận tất cả mà không cần tốn chút sức lực nào. Đối với người bình thường, có thể thành thạo một hai tuyệt kỹ sẽ cần vô số nỗ lực, nhưng đối với Diệp Lâm mà nói, chuyện đó chỉ đơn giản như uống nước mà thôi. Tại thời điểm này, mọi người xung quanh cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, đồng thời nhận thấy những thay đổi kỳ lạ giữa hai người. Từ một Tọa Sơn Điêu ngang ngược hấp thụ tinh huyết của Diệp Lâm, đến vẻ mặt kinh hãi, cuối cùng là tiếng hét tuyệt vọng của ông ta, cho thấy thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Ưu thế tuyệt đối của Tọa Sơn Điêu dần dần biến thành bất lợi. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng không khỏi ngạc nhiên. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trông Tọa Sơn Điêu lại giống như muốn thoát khỏi Diệp Lâm vậy? Không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tam gia hoảng loạn như vậy, thậm chí trong mắt còn có một tia sợ hãi. Không sai. Tọa Sơn Điêu được mệnh danh là người mạnh nhất ở Phụng Thiên, không ngờ lại lộ ra một tia sợ hãi. Mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Tọa Sơn Điêu đang sợ hãi ư? Ông ta sợ cái gì vậy? Tên nhóc họ Diệp đó sao? Tam gia, sẽ không thua chứ? Cuối cùng, có người lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi nói ra, ngay cả anh cũng bị sốc và cho rằng điều đó là không thế. Người mạnh nhất Phụng Thiên làm sao có thể bị đánh bại bởi một chàng trai trẻ vô danh được? Đúng là nực cười. Hút. Cuối cùng, Diệp Lâm đã hút đủ tinh huyết cho mình sử dụng. Không hổ là tinh huyết của cao thủ hàng đầu, sau khi dung nhập vào cơ thể, toàn thân anh dường như dâng lên một luồng sức mạnh vô tận. Tuy nhiên,
loại phương pháp tu luyện hút tinh huyết của người khác này dù sao cũng là tà môn ngoại đạo. Diệp Lâm không muốn sử dụng nhiều. Vậy cũng tạm ổn rồi. Diệp Lâm buông tay ra. Giờ đây, đối mặt với Diệp Lâm, ông ta có một cảm giác sợ hãi và tránh né như vừa bị rắn cắn vậy. Thấy vậy, mọi người xung quanh càng thêm ngạc nhiên và sửng sốt. Diệp Lâm chẳng những không bị hút vào xác ướp, mà tọa sơn điêu thậm chí còn bị cắn ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chết tiệt! Đồ khốn! Tôi sẽ giết cậu! Đây là lần đầu tiên tọa sơn điêu rơi vào tình huống thê thảm như vậy trước mặt mọi người. Hình ảnh bất khả chiến bại trong lòng họ dường như đã vỡ tần thành từng mảnh. Sau khi tọa sơn điêu hít một hơi và bình tĩnh trở lại, sự ngạc nhiên và sợ hãi trong mắt ông ta cũng dần dần tiêu tan. Một lần nữa lấy lại tinh thần, cặp lao lưỡi liềm chợt lóe sáng. Việc hút tinh huyết của người khác chỉ là một phương pháp tu luyện bằng đường tắt của tọa sơn điêu. Tuyệt kỹ thực sự nổi tiếng của ông ta nằm ở cặp dao lưỡi liềm trên tay. Tọa sơn điêu nổi tiếng giang hồ với ba đặc điểm độc đáo là đôi mắt, đôi chân độc đáo và vũ khí. Khả năng quan sát đối thủ, sức mạnh đôi chân có thể đi trên núi tuyết cũng như mặt đất bằng phẳng và cặp dao lưỡi liềm vô song. Không biết bao nhiêu cao thủ đã chết dưới cặp dao lưỡi liềm đó, trở thành vong hồn chôn trong núi Trường Bạch. Tọa sơn điêu để lộ ra cặp dao ra, có ý định chặt Diệp Lâm thành từng mảnh đế chút hận. Đối mặt với cặp pháp khí kia, Diệp Lâm không dám lơ là, lấy cự khuyết kiếm ra. Ngay khi hai người họ chuẩn bị đối đầu với nhau một lần nữa. Dừng lại. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Theo sau là hai đội quân xếp hàng tiến vào dinh thự nhà họ Trương. Quân Thanh Châu, Hàn Anh, nghe lệnh diệt cướp. Quân Doanh Châu, Đoạn Tử Du, nghe lệnh diệt cướp. Lúc nói chuyện, chiến tướng dưới trướng chiến thần Thanh Châu và chiến tướng dưới trướng chiến thần Doanh Châu chia ra hai đường bao vây toàn bộ đại sảnh. Thủ lĩnh của hai đội là con của hai đại chiến trần. Một nam phấn chấn oai hùng, một nữ không hề kém cạnh. Một trong hai người còn là người quen của Diệp Lâm, đó là Hàn Anh con gái chiến thần Hàn Sơn Hà ở Thanh Châu. Cô ấy cũng tới đây. Thấy vậy, Diệp Lâm hơi sửng sốt. Có điều, Thanh Châu giáp Doanh Châu, hai bên hợp tác diệt cướp ở Phụng Thiên cũng là chuyện bình thường. Lúc nãy anh cảm nhận được bên ngoài có vài đội người tụ tập, hóa ra là người của hai đại chiến khu đang tập họp. Tọa sơn điêu, anh giết người vô số, làm hại. Cả một vùng, tội ác ngập trời. Hôm nay, Doanh Châu và Thanh Châu cùng nhau hợp tác diệt cướp, trả lại cho Phụng Thiên một sự yên bình. Anh còn không mau giơ tay chịu trói. Con trai chiến thần Doanh Châu là Đoạn Tử Du lạnh giọng quát lớn, ra lệnh cho tọa sơn điêu buông vũ khí đầu hàng. Biến cổ xảy ra trong nháy mắt khiến mọi người chấn động. Có chuyện gì vậy, người của chiến thần Doanh Châu và Thanh Châu cũng nhúng tay vào công việc bên này hả? Hợp tác diệt cướp, xem ra là thật sự rồi. Chiến thần Doanh Châu phái cả con trai của ổng ta mà, chắc chắn là thế rồi. Người của Doanh Châu và Thanh Châu hợp tác, trận thế lớn thật đấy. Lần này tọa sơn điêu no đòn rồi. Mọi người xung quanh thấy vậy đều thầm cảm thán, bày ra trận thế lớn như thế, có thể thấy được mức độ coi trọng thế nào, và cũng chỉ có tọa sơn điêu mạnh nhất Phụng Thiên mới có cái đãi ngộ như vậy. Người của hai đại chiến thần đều tới hả? Hoa Quốc Đống thấy vậy cũng giật mình, ngay cả chị cả cũng tới nữa hả? Anh ta thầm nghĩ có khi nào là cuộc gọi vừa rồi cuộc mình đã làm cha mình đi gọi cứu binh hay không? Có điều, nghĩ lại thì không có khả năng lắm, dù có chắp cánh bay thì cũng không tới nhanh như vậy được. Xem ra là còn có điều gì khác mà anh ta không biết nữa. Hai vị tiểu chiến thần, cơn gió nối thối hai vị tới đây vậy. Thấy cái cảnh kia, Trương Văn Viễn cũng hoảng sợ. Dù cho ông ta là nhà giàu số một địa phương, nhưng người ta có câu tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ, khi đối mặt với con của hai đại chiến thần, ông ta không dám làm lơ một chút nào, vội vàng đi lên chào hỏi. Đồng thời, trong lòng ông ta nảy lên sự khó hiểu, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể mời hai con của hai đại chiến thần tới giúp đỡ vậy? Ai có mặt mũi lớn như thế? Là thằng nhãi họ Diệp kia hả? Sao có thế chứ? Ông Trương, Doanh Châu và Thanh Châu hợp tác diệt cướp, mời nhà họ Trương các ông đi. Sang một bên. Đừng có xen vào, Đoạn Tử Du cất, cao giọng nói. Không dám, không dám, nghe vậy, Trương Văn Viễn liên tục lùi ra sau. Thần tiên đánh nhau, làm gì có chỗ cho ông ta nhúng tay. Cho ông ta 10 cái lá gan, ông ta cũng không dám nhúng tay. Diệp tiên sinh, không ngờ chúng ta lại nhanh gặp mặt thế này. Thấy Diệp Lâm,
Hàn Anh chủ động cười chào hỏi, đã nói là sẽ đến Đại Doanh Thanh Châu tìm tôi mà, sao lại đi tới Phụng Thiên Doanh Châu trước vậy? Xin chào, Hàn tiểu thư. Diệp Lâm cười đáp lễ, tôi đến đây là vì xử lý một vài chuyện cá nhân. Là ân oán với Tọa Sơn Điêu hả? Hàn Anh nghiêm mặt nói, vậy thì đúng lúc lắm. Chúng ta có cùng kẻ địch, cùng nhau hợp tác giết địch đi. Thấy Diệp Lâm nói chuyện với con gái của chiến thần Thanh Châu, mọi người xung đều cảm thấy chấn động và ngạc nhiên. Bọn họ thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự là thằng nhãi họ Diệp gọi quân Thanh Châu đến giúp đó. Thảo nào anh ta dám xông vào nhà họ Trương, còn không hề sợ hãi trước Tọa Sơn Điêu. Hóa ra là anh ta có át chủ bài. Tuy rằng Tọa Sơn Điêu mạnh nhất Phụng Thiên là đại lão ngầm của Phụng Thiên, nhưng mà anh ta vẫn chưa đủ tư cách để đối đầu với chiến thần Thanh Châu hoặc là Doanh Châu, giống như là quân bất chính quy đối đầu với quân chính quy vậy. Lúc này, Tọa Sơn Điêu nhanh chóng đánh giá xung quanh, tạm thời yên lòng. Bởi vì chỉ có con của hai đại chiến thần, chứ không có hai đại chiến thần, vậy thì anh ta có thể yên tâm rồi. Ở trong mắt Tọa Sơn Điêu, cao thủ cấp bậc chiến thần mới đáng sợ, còn con của chiến thần thì còn quá non để đánh thắng mình. Tọa Sơn Điêu, anh hoành hành Phụng Thiên mấy chục năm, anh thật sự cho rằng không ai có thể quản được anh hay sao? Tuy rằng Hàn Anh ở Thanh Châu, nhưng mà cô cũng có nghe thấy các hành vi tàn ác của Tọa Sơn Điêu ở Phụng Thiên. Hôm nay cô tự mình đi diệt cướp với tâm trạng thích thú và ý chí chiến đấu tràn đầy. Còn không mau giơ tay chịu trói. Nghe vậy, Tọa Sơn Điêu cười lạnh lùng, chỉ bằng hai đứa nhóc bọn mày mà đòi đánh thắng tao hả? Nằm mơ đi cho nhanh. Trừ khi cha bọn mày tới thì tao còn có thể nghiêm túc đánh một chút. Nếu thêm chúng tôi nữa thì sao? Đúng lúc này, lại có thêm một đội quân đi vào. Thủ lĩnh vẫn là một người trẻ tuổi. Mọi người ở đây không hề xa lạ với anh ta, sôi nổi lên tiếng. Là con trai của thống đốc Phủ Phụng Thiên. Là Giang Đại Công Tử Giang Lãng. Trời ạ, Phủ Phụng Thiên của chúng ta cũng muốn nhúng tay nữa hả? Giang Lãng dẫn đầu đi lên, Phủ Phụng Thiên nây lênh đai ướt cướp. Giang Lãng được lệnh của cha mình là người nào thắng thì giúp người đó. Lúc nãy anh ta thấy Diệp Lâm đánh nhau với Tọa Sơn Điêu, đánh tới mức khó phân thắng bại, nên cũng không đi vào. Đến giờ phút này, thấy người của Doanh Châu và Thanh Châu cũng xông vào đảo loạn cục diện. Một khi bọn họ hợp tác với nhau, dù là kẻ mạnh như Tọa Sơn Điêu có chắp cánh thì cũng khó có thể thoát thân. Cùng lúc đó, cuộc gọi của Hoa Quốc Đống đúng lúc gọi đi. Phủ Thuận Thiên liên lạc với Phủ Phụng Thiên nhờ giúp đỡ. Lúc này, Giang Lãng nhận được điện thoại của cha mình. Cha đang phối hợp với Doanh Châu và Thanh Châu đi đánh hang ổ của Tọa Sơn Điêu. Lần này là đánh thật rồi. Thống đốc Phủ Phụng Thiên là Giang Hải Đào nghiêm túc nói. Sau đó, ông ta ra lệnh cho con trai Giang Lãng dốc sức phối hợp bao vây tiêu diệt Tọa Sơn Điêu. Vậy nên, Giang Lãng dẫn đội gia nhập, bày ra lập trường của mình. Ba thế lực lớn của triều đình là Doanh Châu, Thanh Châu và Phủ Phụng Thiên cùng nhau hợp tác diệt cướp. Trận thế lớn như vậy khiến mọi người ở đây đều rất chấn động. Trời ạ, Phủ Phụng Thiên cũng vào cuộc nữa. Xem ra lần này là làm thật rồi. Tọa Sơn Điêu hoành hành Phụng Thiên lâu rồi, chẳng lẽ hôm nay sẽ đố thật sao? Doanh Châu, Thanh Châu, Phủ Phụng Thiên hợp tác diệt cướp, cho dù là 10 tên Tọa Sơn Điêu thì cũng đủ diệt. Mọi người bàn tán xôn xao, đều cho rằng Tọa Sơn Điêu giữ nhiều lành ít. Đồng thời, bọn họ lại cảm thấy Diệp Lâm quá may mắn, được nhiều phe đến cứu giúp như vậy. Có điều, Diệp Lâm nhìn một màn trước mắt, có một chút không vui. Anh thầm nghĩ các người lại đây làm gì? Đợi mình đánh sắp xong rồi mới chạy ra đoạt đầu người. Tọa Sơn Điêu, anh tội ác chồng chất, Phủ Phụng Thiên chúng tôi muốn bắt ông từ lâu rồi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lần này chúng tôi may mắn hợp tác diệt cướp với Doanh Châu và Thanh Châu, nhất định phải làm anh hoàn toàn biến mất ở Phụng Thiên. Giang Lãng lạnh giọng nói. Mẹ nó, Tọa Sơn Điêu thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Thế lực ba vùng cùng nhau bao vây giết mình. Đúng là một trận thế lớn. Tọa Sơn Điêu không ngờ rằng có một ngày mình lại bị đối xử như thế. Có điều, chỉ dựa vào vài người bọn mày và một ít binh lực kia mà đòi bắt tao là không thể nào. Mặc dù Tọa Sơn Điêu đánh không lại mấy thế lực kia, nhưng mà anh ta có thể dựa vào mình để an toàn chạy thoát. Anh có thể chạy đi đâu? Giang Lãng hừ lạnh, nói, tôi nói cho anh biết, cha tôi đã phối hợp với quân chủ lực Doanh Châu và Thanh Châu đánh thẳng tới hang ố của anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện giờ hang ổ của anh đã bị đánh sập rồi. Tọa Sơn Điêu, hiện giờ anh chỉ còn có một.
mình thôi, dù có chạy thoát thì cũng như chó nhà có tang, Phụng Thiên không còn chỗ chứa chấp anh nữa. Cái gì? Nghe vậy, Tọa Sơn Điêu vừa tức giận vừa bất ngờ. Đánh sập hang ổ của mình. Nhà mình bị đánh rồi. Sao có thể nhịn được nữa? Tọa Sơn Điêu không quan trọng thứ gì khác, thậm chí có thể không chút nương tay giết ba đại kim cương dưới trướng của mình. Chỉ có hang ổ của anh ta là căn cứ của anh, là thành quả nhiều năm tích góp vất vả của anh ta. Nếu không có ba đại kim cương thì còn có thể tiếp tục bồi dưỡng 10 đại kim cương, 8 đại kim cương. Còn hang ổ một khi bị phá đố là hoàn toàn xong rồi. Nó tương đương với danh dự của Tọa Sơn Điêu hoàn toàn tan vỡ. Ở Phụng Thiên, thậm chí là toàn bộ đại hạ, đều sẽ không có chỗ đứng của anh ta. Nghiêm trọng hơn nữa là Tọa Sơn Điêu có lẽ sẽ vì vậy mà mất đi chỗ dựa núi Trường Bạch cổ võ. Không thể náo. Bọn mày đừng mong làm rối loạn tinh thần của tao. Tọa Sơn Điêu tuyệt đối không tin. Anh ta lấy điện thoại ra, bấm gọi liên tiếp vài số điện thoại, không một ai nghe máy. Ơ kìa. Càng lúc càng nhiều người không nghe máy, sắc mặt Tọa Sơn Điêu dần dần trở nên âm trầm. Nếu là lúc bình thường, có ai dám không nghe điện thoại của mình? Tam gia. Cho đến khi Tọa Sơn Điêu gọi đến sổ điện thoại thứ 10, mới có người nghe máy. Bên cậu sao rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn chưa nghe đối phương trả lời, nhưng thông qua điện thoại, anh ta đã nghe thấy tiếng chém giết ồn ào ở bên kia, trong lòng trở nên nặng trĩu, mơ hồ đã có đáp án. Bên kia điện thoại cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên là hang ổ của mình có người đánh vào. Tam gia. Có nhiều người tới lắm. Người của Phủ Phụng Thiên, người của Chiến Thần Doanh Châu. Tam gia, tuyệt đối đừng đi về. Bên này. A. Lời nói đứt quãng. Còn chưa nói xong, người nói dường như đang chạy trốn, theo một tiếng hét thảm thiết vang lên, cuộc gọi kết thúc. Cạch, Tọa Sơn Điêu bóp nát điện thoại. Đáng giận, mình và ba đại kim cương đều bị chặn ở bên đây, dù có chắp cánh cũng khó quay về. Nhờ vậy nên đối phương mới có cơ hội tấn công hang ổ của mình. Nếu mình còn ở hang ổ, thậm chí chỉ cần có một đại kim cương trông giữ, thì cũng không đến mức thua thê thảm như thế. Khốn kiếp! Bọn mày thế mà định làm thật với tao. Mẹ nó, có giỏi thì quyết đấu với tao này, nhân lúc tao không ở nhà rồi đi đánh lén là hay lắm hả? Tọa Sơn Điêu cực kỳ giận dữ, hoàn toàn bùng nổ, đánh đấm lung tung giống như chim ưng nối điên. Bọn mày dám phá nhà tao, giết cấp dưới. Của tao. Tao đây sẽ làm cho đám nhãi danh của bọn mày đền mang quy cho người của tao. Tọa Sơn Điêu gần như mất hết tất cả, đã bất chấp mọi thứ luôn rồi. Bọn mày bất nhân, thì cũng đừng trách tao bất nghĩa. Tọa Sơn Điêu dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Hàn Anh, Đoạn Tử Du và con trai thống đốc Phủ Phụng Thiên là Giang Lãng. Anh ta muốn giết hết đám con cái của các nhân vật lớn, khiến cho bọn họ phải trả giá đắt. Nếu là bình thường, Tọa Sơn Điêu tất nhiên không muốn làm kẻ địch với ba vùng thế lực. Nhưng mà bây giờ, hang ổ của mình đã bị bọn họ đánh sập luôn rồi, cần gì phải quan tâm mấy thứ kia nữa. Đừng nói là đám nhị đại ở đây. Cho dù là đám chiến thần ở đây, thì Tọa Sơn Điêu cũng muốn liều mạng với bọn họ. Hừ, phái mấy đứa nhỏ tới đây hả, coi tao là chiến công đây mà. Đừng tưởng rằng tao sẽ giơ tay chịu trói, tao sẽ làm cho bọn mày phải trả giá đắt. Sau đó, Tọa Sơn Điêu giận dữ gào lên một tiếng, lấy đôi dao lưỡi liềm của mình ra, lao lên đâm về phía đám người. Thấy vậy, Hàn Anh không hề hoảng loạn, lập tức rút mạ đao từ sau lưng ra. Mạ đao là đao của Ngự Lâm Quân. Dài khoảng 1m6, chỉ riêng cán đao thôi mà đã dài nửa mét. Bởi vì thân đao thon dài tương tự như cây mạ, cho nên mới gọi là mạ đao. Tiền thân của mạ đao là đường đao. Sau này, đường đao được Thích Chiến Thần đời Minh cải tiến, phát minh ra Thích Gia đao, đồng thời có được đặc điểm của hai loại vũ khí là đao và thương, là loại đao cả thế cầm bằng một tay hoặc hai tay, cũng là vũ khí phổ biến trong quân, uy lực cực mạnh. Hàn Anh tuy là phái nữ, nhưng mà khi cô vung mạ đao thon dài lên, đao đao rộng thoáng, ánh đao như lưới, che trời lấp đất. Nếu là người khác rơi dưới đao thì chắc là đã bị chém thành cái sàng. Hàn sư muội, đao pháp tốt lắm. Đoạn Tử Du khen một câu rồi rút ra trường đao của mình, tôi cũng lên giúp cô. Vũ khí mà Đoạn Tử Du dùng chính là hoàng thủ đao. Bởi vì chuôi đao khảm sát vào vỏ đao, để khi cưỡi ngựa không bị rơi ra, cho nên còn có tên là mai sao hoàn thủ đao. Nó được coi là tổ tiên của chiến đao, đã từng là vũ khí lạnh có lực sát thương mạnh nhất khi cận chiến.
Nghe nói bội đao của Hoắc Chiến Thần thời Hán chính là Mai Sao Hoàn Thủ Đao, từng chém giết vô số kẻ địch, khiến kẻ địch nghe tên là sợ vỡ mật. Hàn Anh và Đoạn Tử Du cùng dùng chiến đao đón đánh dao lưỡi liềm của Tọa Sơn Điêu. Giang Lãng rút bội đao ra, không chỉ không đi lên, mà còn đi lùi vài bước. Anh ta tự hiểu lấy mình, bảo anh ta đi đánh một vài tên lưu manh còn được, chứ anh ta chưa từng nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc thế này. Vậy nên, Giang Lãng vùng đao, chỉ huy đám thị vệ mặc đồ thường của Phủ Phụng Thiên, mau bao vây nơi này. Không được thả chạy bất cứ người nào. Keng! Ngay sau đó, đao và dao va chạm với nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Vốn tưởng rằng hai người hợp tác với nhau sẽ đánh ngang sức với Tọa Sơn Điêu. Nhưng mà, lách cách, có tiếng vỡ vụn vang lên. Dù là mạ đao trong tay Hàn Anh hay là hoàn thủ đao trong tay Đoạn Tử Du thì đều bị chém thành hai đoạn, không đỡ được sự sắc bén của dao lưỡi liềm trong tay Tọa Sơn Điêu. Tại sao lại như vậy? Đoạn Tử Du chấn động. Phải biết rằng vũ khí mà bọn họ dùng chính là vũ khí trong quân, và vũ khí trong quân là đế ra trận giết địch. Tất nhiên là dùng vật liệu tốt nhất và được rèn bởi các kỹ thuật cao nhất. Còn chưa đạt tới mức thần binh lợi khí, nhưng cũng có thể làm được chém sắt như chém bùn. Sao có thể dễ dàng bị đánh gãy thành hai đoạn trong một chiêu như vậy chứ? Chẳng lẽ là pháp khí? Thấy vậy, Hàn Anh lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ có pháp khí đặc thù hàng đầu mới có thể dễ dàng chém gãy vũ khí xuất từ trong quân. Ha ha, đúng vậy. Một đôi dao lưỡi liềm của tao chính là một đôi pháp khí. Vũ khí bình thường của bọn mày chỉ như sắt vụn đồng nát, không đỡ nổi một chiêu. Tọa Sơn Điêu thấy mình có thể dễ dàng chém gãy vũ khí trong tay hai người họ thì sĩ khí tăng lên, bật cười điên cuồng. Hai người bọn họ đều không có vũ khí đối đầu với mình, chẳng khác gì con cừu đợi làm thịt, mình muốn chém thế nào thì chém. Bắt đầu từ ai trước đây? Tọa Sơn Điêu lập tức nhìn về phía Hàn Anh, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn ác độc. Nếu chiến thần Thanh Châu biết con gái yêu dấu của mình chết thảm trong tay tao, thì ông ta sẽ có phản ứng gì đấy nhỉ? Thật sự là khiến người ta mong chờ. Vậy thì bắt đầu từ mày đi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Từ khoảnh khắc Tọa Sơn Điêu đánh gãy vũ khí của hai người họ, đôi dao lưỡi liềm trong tay anh ta vung vẩy ngang dọc, thuận thế bay thẳng về phía Hàn Anh. Trước sau chưa đến nửa giây, khiến người ta chưa kịp tự hỏi, huống chi là né tránh. Một đòn sát bên mình, trong khoảnh khắc sống chết, Hàn Anh cũng không nhịn được hét lên một tiếng, liên tục lùi ra sau. Có điều, thực lực của Tọa Sơn Điêu vốn dĩ liền mạnh hơn hai người họ. Bây giờ anh ta có thêm vũ khí lợi hại nữa, càng có thể thừa thắng xông lên, không cho đối thủ một chút cơ hội thở dốc nào. Hàn sư muội, cẩn thận, Đoạn Tử Du ở bên cạnh thấy vậy thì lớn tiếng hét lên. Anh ta có ý định giúp đỡ, nhưng mà song quyền không bằng pháp khí. Chỉ có thể dùng cách dương đông kích tây, chạy vọt lên bên cạnh Tọa Sơn Điêu để đánh bất ngờ, tranh thủ một đường sống cho Hàn Anh. Có điều, Tọa Sơn Điêu của lúc này đang trong thế liều mạng, không quan tâm tất cả mọi thứ quanh mình. Đối phương đấm bằng tay không, nhiều lắm là khiến mình bị vết thương nhẹ, không quan trọng chút nào. Ngay sau đó, song quyền của Đoạn Tử Du đấm thẳng vào giữa lưng Tọa Sơn Điêu. Tọa Sơn Điêu không tránh không né, chỉ rên đau một tiếng. Một thân luyện thể da dày thịt béo của anh ta, ngoại thương còn không có, huống chi là nội thương. Ngược lại là Đoạn Tử Du, hổ khẩu tê dại, liên tục lùi ra sau, đòi tay nặng nề như rót chì, không. Thể dơ lên nối. Không hố là Tọa Sơn Điêu, cao thủ mạnh nhất Phụng Thiên. Một đòn vừa rồi khiến cho Đoạn Tử Du nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Ngay lúc này, một lòng tin tưởng và khí phách hăng hái lúc mới đến đây đều tan biến sạch sẽ. Không xong rồi. Đoạn Tử Du thầm nói không xong rồi. Lần này hai người họ nhận lệnh đến đây, vốn dĩ là muốn lập công, bây giờ xem ra là ngay cả an toàn rút lui cũng khó. Ở trong mắt Đoạn Tử Du, Tọa Sơn Điêu có thực lực khủng bố như vậy, chắc là chỉ có cha mình hoặc chú Hàn tự mình đến đây mới có thể bắt được anh ta. Còn bây giờ, có lẽ mọi người cùng nhau tấn công Tọa Sơn Điêu thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cùng lúc đó, Tọa Sơn Điêu chỉ ra một chiêu là đủ đánh cho Hàn Anh đi đến bước đường cùng. Đôi dao lưỡi liềm trong tay, một trên một dưới, đồng thời đâm về phía cổ họng và trái tim Hàn Anh. Xong rồi. Thấy vậy, Hàn Anh không nhịn được mở to mắt ra nhìn, nín thở, trong lòng nặng trĩu, dường. Như đang chờ ngày chết buông xuống. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên chặn ngang trước mặt Hàn Anh.
Keng, một tiếng vang lớn vang lên, đôi dao lưỡi liềm của Tọa Sơn Điêu lập tức bị đẩy ra. Ai vậy? Tọa Sơn Điêu vốn cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, đang định thu đầu người, kết quả là giữa chừng nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, cứu người ngay trước mặt mình. Rốt cuộc là ai mà có năng lực này vậy? Tọa Sơn Điêu quay đầu lại nhìn, thấy người cầm kiếm chính là Diệp Lâm. Tọa Sơn Điêu, đối thủ của mày ở đây này. Diệp Lâm từ từ giơ ngang kiếm trước người, lạnh nhạt nói, chính là tao. Lại là mày nữa hả? Tọa Sơn Điêu nhìn thấy Diệp Lâm thì giận sôi máu. Vừa rồi Diệp Lâm hút ngược lại tinh huyết của mình còn chưa kịp tìm Diệp Lâm tính sổ. Bây giờ cậu ta lại phá hư chuyện tốt của mình. Thù mới hận cũ khiến Tọa Sơn Điêu cực kỳ giận dữ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sổng đối phương. Nếu mày muốn đi tìm chết thì tao đây sẽ làm thịt mày trước. Tọa Sơn Điêu rời mục tiêu sang Diệp Lâm, đôi dao lưỡi liềm đánh thẳng về phía Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm đứng trước người Hàn Anh, nói, cô tránh ra đi, để tôi đối phó với anh ta. Hàn Anh không cậy mạnh, biết mình không phải đối thủ của Tọa Sơn Điêu, đành phải thu tay lại, Diệp tiên sinh, anh cẩn thận một chút, pháp khí trong tay anh ta rất lợi hại. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, vừa lúc khắc chế thanh kiếm trong tay anh. Diệp Lâm cười hờ hững. Khắc chế chỉ có trong tình huống thế lực ngang nhau thôi. Dù anh ta có vũ khí gì, biến hóa thế nào, thì tôi cũng có thể chém hết trong một kiếm. Trong nhất thời, trên người Diệp Lâm tràn đầy khí phách, khiến Hàn Anh rất là kính nể. Chúc tiên sinh chiến thắng trở về, Hàn Anh vừa giật mình vừa khâm phục mà lùi ra sau. Hàn sư muội, cô không sao chứ? Ngay sau đó, Đoạn Tử Du đi tới bên cạnh Hàn Anh, hỏi Hàn ân cần, rất là quan tâm. Lúc nãy tên khốn kiếp kia có làm cô bị thương hay không? Tôi đánh anh ta từ sau lưng, đánh trúng anh ta luôn, vốn định rời đi sự chú ý của anh ta để tranh thủ thời cơ cho cô tránh ra, nào ngờ anh ta trốn cũng không trốn, thả ăn luôn một quyền của tôi. Ngược lại là tôi, còn bị bật ngược lại nữa, cảm giác một quyền kia như là đánh vào vách núi vậy. Đoạn Tử Du xoa xoa cổ tay, lòng mang sợ hãi mà nói. Tôi không sao, Hàn Anh lạnh nhạt đáp lại một câu. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía Diệp Lâm, trong mắt và trong giọng nói đều có chứa vẻ yêu thích. Đoạn Tử Du thấy vậy thì rất là ghen ghét. Hai người tuổi tác xấp xỉ, gia thế tương đương, cùng ra từ doanh trại huấn luyện tân binh quân bộ, gọi nhau là sư huynh muội. Ở trong quân phần nhiều là nam tính, Hàn Anh giống như là một đóa hoa sen không nhiễm mùi bùn, khiến vô số người mê muội. Đoạn Tử Du đã nảy sinh tình cảm với Hàn Anh từ lâu rồi. Thậm chí còn định nhờ cha thay mình đi cầu hôn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Đoạn Tử Du thấy Hàn Anh dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía một người đàn ông. Anh ta nhìn về phía Diệp Lâm, không nhịn được nhíu mày. Hừ, chẳng lẽ thanh kiếm trong tay thằng nhãi kia cũng là pháp khí, nên mới có thể đỡ được đôi dao lưỡi liềm của Tọa Sơn Điêu. Ai ra, tiếc là ta không mang theo chiến thần đao trong doanh trại của cha theo, vũ khí cấp bậc chiến thần chắc là có thể đỡ được pháp khí. Đoạn Tử Du cảm thấy nếu mình mang theo chiến thần đao thì dù có không phải là đối thủ của Tọa Sơn Điêu, ít nhất cũng sẽ cứu được Hàn Anh từ trong tay Tọa Sơn Điêu, không cho Diệp Lâm có cơ hội thể hiện. Hiện giờ, Diệp Lâm anh hùng cứu mỹ nhân thành công, dường như đã cướp đi trái tim của Hàn Anh. Đoạn Tử Du như gặp phải kẻ địch mạnh, coi Diệp Lâm là tình địch của mình. Hừ, coi như là anh may mắn. Có điều, dù anh có pháp khí, thì khi đối mặt với cao thủ tầm cỡ Tọa Sơn Điêu, cũng sẽ không ngăn cản được bao nhiêu chiêu. Lúc này, không chỉ có Đoạn Tử Du có suy nghĩ này, mà mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi thay cho Diệp Lâm, khi thấy Diệp Lâm và Tọa Sơn Điêu đánh nhau lần thứ hai. Rốt cuộc thì mới vừa rồi, Tọa Sơn Điêu chỉ dùng một chiêu là có thể nhẹ nhàng đánh thắng hai đứa con của chiến thần, thậm chí còn đánh gãy vũ khí của hai người, suýt nữa giết chết hai người. Với thực lực khủng bố của mình, Tọa Sơn Điêu lại một lần dùng sức của một người thay đổi cục diện bất lợi trước mắt. Kể cả khi hai đại chiến thần hợp tác với nhau phá đổ hang ổ của Tọa Sơn Điêu thì sao? Ngoài thành công chọc giận Tọa Sơn Điêu, khiến cho anh ta nối điên lên, chuẩn bị giết sạch. Sẽ ra, thì cũng không làm giảm được thực lực khủng bố của anh ta. Có vết xe đố của hai người rồi, bây giờ Diệp Lâm lại đánh nhau với Tọa Sơn Điêu nữa, chỉ có một chọi một thôi, thì làm sao có nhiều phần thắng được chứ? Ngay cả con của hai đại chiến thần cũng không phải là đối thủ của Tọa Sơn Điêu. Tôi thấy người trẻ tuổi họ Diệp kia chắc là không đỡ được mấy chiêu. Đúng vậy, tôi vốn cho rằng quân của hai đại chiến thần cộng thêm Phủ Phụng Thiên hợp tác bao vây Tọa Sơn Điêu với trận thế lớn như vậy là nắm chắc phần thắng,
không ngờ lại bị Tọa Sơn Điêu mạnh mẽ lật bàn. Không hổ là người mạnh nhất Phụng Thiên chúng ta, khủng bố quá đi, trừ khi là hai đại chiến thần tự mình đến, nếu không thì có ai là đối thủ của anh ta. Mọi người xung quanh đều bị khí thế khủng bố của Tọa Sơn Điêu dọa sợ. Tiếng bàn tán ồn ào, ai cũng không coi trọng Diệp Lâm. Sư phụ, cẩn thận. Hoa Quốc Đống nắm chặt song quyền, lo lắng để phòng thay Diệp Lâm. Đồng thời, anh ta quay sang nhờ Giang Lãng. Giúp đỡ, Giang Thiếu, mau cho người của Phủ Phụng Thiên các anh lên giúp đỡ đi. Hoa Thiếu, anh nói đùa cái gì vậy? Giang Lãng giật mình, anh bảo người của tôi đi lên chịu chết hả? Vậy các anh tới đây làm gì? Hoa Quốc Đống căng thẳng. Vốn định tới đây để giúp đỡ. Giang Lãng tằng hắng một tiếng, nói, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể cổ vũ ủng hộ thôi. Hoa Quốc Đống lập tức cạn lời. Xem ra là không thể trông chờ vào những người xung quanh, chỉ có thể dựa vào bản thân sư phụ thôi. Cùng lúc đó, đòi dao lưỡi liềm của Tọa Sơn Điêu đã lên tới trước mặt Diệp Lâm. Nhãi danh, dám làm kẻ địch với tao là tao phải giết chết. Giết mày lập uy trước, để xem còn ai dám ngăn cản tao. Tọa Sơn Điêu đã chuẩn bị chém giết tất cả lần nữa. Và Diệp Lâm chính là kẻ tế cờ đầu tiên. Diệp Lâm, chết đi. Đôi dao lưỡi liềm sắc bén giống như lưỡi hái tử thần đâm về phía cổ hong quy Diệp Lâm. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Tọa Sơn Điêu chuyến sang tấn công Diệp Lâm cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sấm rền gió cuốn khiến người khác không kịp phản ứng, huống chi là mục tiêu bị Tọa Sơn Điêu nhắm vào. Đối mặt với một đòn tấn công vô cùng nhanh mạnh như thế, đa số người đều chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lúc này, nhìn từ xa về phía Diệp Lâm như là bị dọa ngây người, không nhúc nhích một chút nào. Đôi dao lưỡi liềm gần như sắp chạm vào cổ họng Diệp Lâm. Chỉ cần một giây sau thôi, nó thậm chí có thể chém bay đầu Diệp Lâm. Sư phụ, giờ phút này, Hoa Quốc Đống chợt phản ứng lại, vội vàng hô to nhắc nhở. Long Vương, cẩn thận, Hoàng Tiềm hét lớn lên một tiếng, không nhịn được bước lên phía trước, định đi giúp đỡ. Nếu Long Vương bị thương nặng, anh ta dù có chết cũng muốn hộ tống Long Vương ra ngoài. Diệp tiên sinh, mau tránh ra, Hàn Anh sốt, ruột đến mức thay đổi sắc mặt. Vô thức đánh ra các loại chiêu thức ngăn địch, dường như mình đang trong thế đối đầu với địch, mau dùng kiếm đỡ chiêu đi. Nhưng mà, Diệp Lâm không tránh né, cũng không vung kiếm, giống như là bị phù phép đứng yên, không nhúc nhích chút nào. Ai ra, Đoạn Tử Du than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, có vẻ là thằng nhãi kia chấn động với uy thế của Tọa Sơn Điêu, bị dọa ngây người, không thể động đậy được. Không trách được bọn họ, với tuổi tác như bọn họ, khi gặp cao thủ mạnh hơn mình vài cấp bậc. Chắc chắn sẽ bị nghiền áp hoàn toàn về mặt khí thế, trong lòng sợ hãi, bị dọa ngây người cũng là chuyện bình thường. Xong rồi. Ngay trước mắt bao người, đôi dao lưỡi liềm đâm vào cổ họng Diệp Lâm ba phân. Mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy nặng nề, thầm mặc niệm vài giây cho Diệp Lâm. Không, Hàn Anh không nhịn được che đôi mắt mình lại, không nỡ nhìn cái cảnh thê thảm Diệp Lâm bị chém đầu sẽ xảy ra ngay sau đó. Còn Đoạn Tử Du thì lại nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Lâm, định tìm cơ hội đoạt lấy. Kiếm trong tay Diệp Lâm, có lẽ sẽ ngăn cản được Tọa Sơn Điêu đang phát điên, không đến mức tay không chém giết. Ha ha, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tổn công. Tọa Sơn Điêu không ngờ rằng chuyện lại thuận lợi như thế. Lúc nãy đối phương còn dõng dạc lắm mà, kết quả khi bắt đầu đánh thật thì lại bị khí thế của mình dọa ngây người. Không nhúc nhích được chút nào, nhận một chiêu chí mạng từ mình. Chờ lát nữa tao muốn lấy đầu của mày làm bóng đế đá. Sau khi đánh trúng một chiêu, Tọa Sơn Điêu vốn định thừa thẳng xông lên, quay sang lấy mạng của Hàn Anh và Đoạn Tử Du, để tránh hai người bọn họ bỏ chạy. Có điều, ngay giây tiếp theo, dao lưỡi liềm trên tay Tọa Sơn Điêu, đáng ra phải chém bay đầu Diệp Lâm, thì nó lại như là hụt tay, đâm thẳng vào không khí. Tọa Sơn Điêu nhìn về phía Diệp Lâm. Đối phương vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn, không nhúc nhích một chút nào. Có điều, đầu của đối phương vẫn không rơi. Xuống. Chẳng lẽ một chiêu của mình, thất bại. Tọa Sơn Điêu cảm thấy không thích hợp, rất không thích hợp. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra, thì thấy Diệp Lâm ngay trước mắt, dường như trở nên không chân thật, dần dần mơ hồ, sắp biến mất rồi. Đây là tàn ảnh. Tọa Sơn Điêu cảm thấy chấn động. Thảo nào một chiêu vừa rồi của mình, rõ ràng là đánh trúng đối thủ, kết quả là như không đánh trúng vậy. Hóa ra một đòn chí mạng của mình chỉ đánh trúng một tàn ảnh của đối phương.
Hít. Tọa Sơn Điêu chợt thay đổi sắc mặt, không nhịn được hít hà một hơi. Khi tàn ảnh của Diệp Lâm hoàn toàn trở nên mơ hồ, Tọa Sơn Điêu cảm thấy hoảng sợ. Thằng nhãi này vậy mà lại hiện ra tàn ảnh ngay trước mặt mình. Tốc độ mau cỡ nào mới làm được như vậy? Điều khiến Tọa Sơn Điêu cảm thấy khủng bố hơn là hiện giờ anh ta không thể tìm ra được vị trí chính xác của Diệp Lâm. Tọa Sơn Điêu thầm cầu nguyện Diệp Lâm biết khó mà lui, lợi dụng thân pháp cao siêu đế chạy trốn. Nếu không thì hôm nay chắc là mình phải gặp được kẻ địch mạnh nhất trong đời rồi. Đúng lúc này, Tọa Sơn Điêu cảm thấy sau lưng gió to gào thét, thổi mạnh vù vù. Lúc này, tàn ảnh của Diệp Lâm hoàn toàn biến mất. Theo sau là tiếng hô lên hết đợt này đến đợt khác. Không thấy, sao lại không thấy nữa rồi? Trong cơn nguy hiểm trùng trùng, Diệp Lâm đã thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở phía sau Tọa Sơn Điêu. Mau xem kìa, anh ta đang ở phía sau Tọa Sơn Điêu. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Bóng người mới biến mất là ai vậy? Mọi người không hiểu ra sao, cứ hô to cảm thán. Lúc này, Tọa Sơn Điêu chỉ cảm thấy lưng như kim chích, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Một bóng người chợt xuất hiện sau lưng, giống như là tử thần sắp tuyên án tử hình cho mình. Giờ phút này, Diệp Lâm vung cao thanh kiếm trong tay, lạnh lùng nói, mày nói. Lấy đầu ai làm bóng để đá? Đầu mày hả? Kiếm trong tay Diệp Lâm vung lên rồi rơi suốt ngay cổ Tọa Sơn Điêu, máu tươi tăn kêu tóe. Theo tiếng hò hét ở hiện trường, thanh kiếm của Diệp Lâm đã kề lên sau cổ Tọa Sơn Điêu. Lúc mọi người cho rằng Tọa Sơn Điêu sắp bị chém đầu. Tọa Sơn Điêu đâu phải là người thường, anh ta trở tay dùng đôi dao lưỡi liềm đỡ mũi kiếm, khó khăn mà tránh đi một đòn chí mạng. Dù là như thế thì trên vai Tọa Sơn Điêu vẫn bị rạch ra một đường kiếm sâu khoảng một tấc, máu tươi chảy ròng ròng. Hít! Tọa Sơn Điêu đau đến mức nhe răng nhếch miệng, không nhịn được hít hà một hơi. Anh ta không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi mình chậm hơn nửa nhịp, thì chắc là đầu mình phải rời nhà rồi. Cùng lúc đó, mọi người ở hiện trường nhìn thấy một màn khó tin kia, đều có dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm, sốc tới mức suýt rơi cả cằm. Là thằng nhãi họ Diệp kia thật hả? Anh ta chạy ra từ đâu vậy? Anh ta có thể phân thân hả? Thật sự là khó tin. Tôi bị hoa mắt hả? Sao người bị Tọa Sơn Điêu đâm trúng lại đột nhiên biến mất vậy? Tọa Sơn Điêu bị thương. Cao thủ mạnh nhất Phụng Thiên thế mà lại bị thương. Chẳng lẽ thế cục Phụng Thiên sắp thay đổi rồi sao? Mạnh mẽ như Tọa Sơn Điêu, thế mà cũng bị Diệp Lâm dùng một chiêu đánh cho bị thương nặng, thật sự khiến mọi người ở đây rất sốc. Thằng nhãi này, sao có thể chứ? Trương Văn Viễn cũng trợn tròn mắt, sao anh ta lại mạnh như thế chứ? Vốn tưởng rằng Tọa Sơn Điêu có thể làm chỗ dựa cho mình, ít nhất thì cũng có thể giúp nhà họ Trương bọn họ giải quyết cái thứ phiền phức là Diệp Lâm. Nào ngờ ngay cả Tọa Sơn Điêu cũng không phải là đối thủ của thằng nhãi kia. Chắc chắn là có chỗ nào không đúng rồi. Sư phụ, sắp thắng rồi. Thấy Diệp Lâm dùng kiếm áp chế Tọa Sơn Điêu, Hoa Quốc Đống vừa mừng vừa sợ. Anh ta biết sư phụ mình rất mạnh, chỉ là không ngờ lại mạnh đến mức như thế. Vậy là mình lo lắng không công một trận rồi. Thảo nào sư phụ, vẫn luôn bình tĩnh, hóa ra là anh ấy tự tin với thực lực của mình, chứ không phải là phò Trương Thanh thế. Hoàng Tiềm cũng bị sốc không kém, Tân Long Vương mạnh đến thế này sao? Ngay cả cao thủ đứng đầu một vùng cũng có thể làm cho bị thương nặng bằng một kiếm. Không hổ là truyền nhân của Lão Long Vương, đúng là trò giỏi hơn thầy. Sự sùng bái và kính sợ dành cho Diệp Lâm của Hoàng Tiềm đã từ nước sông cuồn cuộn biến thành đầu dạp xuống đất. Diệp tiên sinh, mạnh quá đi. Hàn Anh vốn dĩ đã quay đầu đi chỗ khác, không nỡ xem cảnh Diệp Lâm bị chém bay đầu, nào ngờ chỉ trong giây lát, hai bên tấn công phòng thủ đã thay đổi, Tọa Sơn Điêu suýt chút nữa bị Diệp Lâm một kiếm chém chết. Tốc độ của anh ta nhanh quá đi, cái tàn ảnh lúc nãy là sao vậy? Đoạn Tử Du cũng bị sốc tới mức không khép miệng lại được. Anh ta vốn tưởng rằng Diệp Lâm dựa vào vũ khí trong tay mới đỡ được vài chiêu của Tọa Sơn Điêu, nhưng mà hiện thực lại tát mạnh anh ta một cái. Đừng nói là đỡ mấy chiêu của Tọa Sơn Điêu, sự thật là chỉ cần một chiêu thôi đã đánh cho Tọa Sơn Điêu cực kỳ chật vật, máu chảy ròng ròng. Sao thằng nhãi này lại lợi hại như vậy? Đoạn Tử Du không thể tin nổi rằng người cùng thế hệ với mình lại có được thực lực khủng bố như thế. Một chiêu là có thể áp chế Tọa Sơn Điêu. Vậy chẳng phải là có được thực lực tầm cỡ chiến thần hay sao? Nhìn sang Hàn Anh đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Lâm. Nữ chiến sĩ lạnh lùng xinh đẹp ngày xưa, lúc này lại biến thành thiếu nữ mê trai.
Trong lòng Đoạn Tử Du cảm xúc lẫn lộn giống như là làm ngã bình giấm chua vậy. Bất đắc dĩ là đối phương có thực lực khủng bố, nghiền áp mình về mọi mặt, mình có cái gì để tranh với đối phương đây? Nhãi danh! Rốt cuộc là mày dùng yêu pháp gì mà lại đột nhiên chạy ra phía sau tao vậy? Bóng người trước mặt tao lúc nãy là sao hả? Có phải là mày dùng thủ đoạn đê tiện gì đó để chơi tao hay không? Tọa Sơn Điêu cực kỳ không phục. Rốt cuộc thì đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Chưa gì đã bị đánh cho không kịp trở tay, còn suýt nữa bỏ mạng. Vậy nên sao anh ta có thể chịu phục được? Nói đi, rốt cuộc mày dùng yêu pháp gì? Học được ở đâu hả? Nếu không biết rõ ràng mọi thứ, thì dù có chết, Tọa Sơn Điêu cũng sẽ không nhắm mắt được. Ha ha, Diệp Lâm cười nhạt, nói cho mày biết cũng không sao, để cho mày có thể rõ ràng trước khi chết. Tao dùng thân pháp đứng đầu của giới sát thủ, đó là thần hành bách biến. Vị sư phụ thứ 9 của Diệp Lâm đã từng là ông vua hàng đầu giới sát thủ. Đây là thân pháp mà ông ấy truyền cho anh, và đây cũng là lần đầu tiên anh dùng kế từ khi ra tù. Rốt cuộc thì đối mặt với cao thủ như Tọa Sơn Điêu, anh không thể không lấy một vài át chủ bài. Vừa rồi, khoảng cách giữa hai người rất gần, tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, nếu dùng thân pháp bình thường thì không thể nào tránh được, chỉ có thể khoanh tay chịu chết thôi. Vậy nên Diệp Lâm dùng thần hành bách. Biến ra một tàn ảnh ngay chỗ cũ, rồi thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau Tọa Sơn Điêu. Nhưng mà, thực lực của Tọa Sơn Điêu cũng không hề bình thường. Tuy rằng bị kiếm đâm cho bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng đã hóa giải được một kiếm chí mạng kia. Nhìn tình thế hiện giờ của hai bên, Diệp Lâm đang chiếm thế mạnh. Bởi vì Tọa Sơn Điêu đưa lưng về phía Diệp Lâm, hai tay vòng ra phía sau để tiếp chiêu, cho nên khó mà thi triển toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, vừa rồi anh ta bị hút một phần tinh huyết, cộng thêm vết thương trên vai đang chảy máu, tất cả đều khiến anh ta rơi vào thế yếu. Một lát sau, Tọa Sơn Điêu đã bị Diệp Lâm đánh cho quỳ một gối xuống đất, đau khổ dãy giụa. Lúc này, Tọa Sơn Điêu thầm than khổ trong lòng. Mày là người của giới sát thủ. Sau khi nghe Diệp Lâm giải thích đơn giản, Tọa Sơn Điêu cực kỳ chấn động. Anh ta chưa từng nghe nói về thần hành bách biến, nhưng mà anh ta có từng nghe nói về truyền thuyết trong giới sát thủ. Đó mới là một sự tồn tại phổ biến trên toàn thế giới, thật sự khiến người ta nghe tiếng là sợ vỡ mật. So ra thì Tọa Sơn Điêu xưng bá phụng thiên chẳng là cái gì cả. Tôi không phải là sát thủ. Diệp Lâm nói, tôi chỉ là trùng hợp có một vị sư phụ là sát thủ thôi. Nghe vậy, Tọa Sơn Điêu thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không phải người của giới sát thủ, nếu không thì mình khó mà ra tay được. Ai dám đi trêu chọc loại tố chức như sát thủ. Cho dù có thành công trong nhất thời, thì nửa đời sau cũng đừng mong sống yên ổn. Nhãi danh, tao thừa nhận thân pháp của mày rất lợi hại. Tọa Sơn Điêu hơi nghiêng đầu nói, nhưng nếu mày dùng cái loại thân pháp kia đánh bất ngờ tao, thì dù có thắng cũng thắng không đẹp. Mày dám thả tao ra, đánh ngay mặt với tao, một chiêu quyết định thắc thua hay khôn quy. Tọa Sơn Điêu không dám tiếp tục kéo dài nữa, bởi vì nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn là anh ta sẽ thua. Vậy nên anh ta định dùng phép khích tướng mặc cả với Diệp Lâm, mày có thắng tao thì tao cũng không phục, cho dù có thành quỷ cũng sẽ đi tìm mày để báo thù. Mày giỏi thì buông tao ra, mọi người công bằng mà đấu một trận, cho dù có ngang tay thì cũng có thế tính tao thua. Mày thấy sao? Nếu tao thua, không cần mày đánh nữa, tao sẽ tự mình giơ tay chịu trói. Thấy Tọa Sơn Điêu nói như vậy, mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên. Xem ra Tọa Sơn Điêu đã bị dồn đến đường cùng rồi, nếu không sẽ không nói ra những lời hạ thấp thân phận như thế. Hiển nhiên là anh ta không chịu nhận thua. Diệp tiên sinh. Đừng nghe anh ta nói hưu nói vượn, cũng đừng buông anh ta ra. Hàn Anh lập tức nhắc nhở, anh ta sắp chịu hết nối rồi. Chờ anh ta kiệt sức, chúng ta liền hợp tác đánh gục anh ta. Hoa Quốc Đống nói, đúng vậy, mặc kệ anh ta có phục hay không, dù sao anh ta chính là kẻ thua cuộc, mà kẻ thua cuộc là không có tư cách nói điều kiện. Không cần phải nói công bằng với loại người ác độc như anh ta. Hoàng Tiềm nói, dứt khoát chém chết anh ta đi. Để tránh sau này xảy ra biến cố. Đoạn Tử Du nói, không thế giết anh ta, cố gắng bắt sống anh ta đi. Người là do Diệp tiên sinh đánh thắng, muốn xử lý thế nào là do Diệp tiên sinh quyết định. Lúc này, Hoàng Tam gia lại đứng bên Diệp Lâm, nịnh nọt, Diệp tiên sinh quyết định đi. Tuy rằng khuyên nhủ như vậy, nhưng ai cũng biết rõ rằng chỉ cần đầu óc Diệp Lâm không thấm nước,
thì sẽ không dễ dàng tha cho Tọa Sơn Điêu. Giống như là thuần phục hổ vậy, ai dám tùy tiện gỡ dây thừng buộc hố mà khó lắm mới bắt được. Trừ khi là đầu óc bị thấm nước. Họ Diệp kia, mày sợ hả? Tọa Sơn Điêu cười lạnh, tiếp tục dùng phép khích tướng, mày không dám buông tao ra. Bởi vì mày biết khi đánh ngay mặt với tao, mày không có một chút phần thắng nào. Mày là cái đồ yếu đuối. Thanh danh một đời của Tọa Sơn Điêu tao thế mà lại thua trong tay. Một tên nhát gan như mày, dù tao có thành quỷ tao cũng sẽ không tha cho mày. Bên tai là tiếng mắng chửi của Tọa Sơn Điêu và tiếng khuyên nhủ của mọi người, Diệp Lâm đều coi như không nghe thấy. Mày cho rằng tao sẽ trúng phép khích tướng của mày hả? Diệp Lâm lạnh lùng đáp lại, không có tác dụng gì với tao đâu. Còn nữa, tao có thể đánh thắng mày một lần, là có thể đánh thắng lần thứ hai thứ ba. Cho dù đánh ngay mặt, thì mày cũng không phải là đối thủ của tao. Tọa Sơn Điêu giận dữ nói, mày có giỏi thì buông tao ra. Hai ta đánh một chiêu thử xem. Anh ta còn chưa nói xong đã cảm thấy sau lưng không còn lực kiềm chế. Anh lảo đảo ra trước, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Lúc này, Tọa Sơn Điêu mới nhận ra rằng mình đã thoát khỏi sự kiềm chế của Diệp Lâm. Sắc mặt của anh ta từ bất ngờ dần chuyển sang mừng như điên. Mày không phục đúng không? Diệp Lâm bình tĩnh nói, lại đây, chúng ta đấu ngay mặt, tao sẽ làm cho mày chết một cách rõ ràng. Ồ, mọi người nhìn thấy Diệp Lâm dám thả Tọa Sơn Điêu ra thì ai nấy đều ồ lên, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Vậy chẳng phải là thả hổ về rừng hay sao? Diệp tiên sinh, anh trúng kế rồi. Hàn Anh sốt ruột đến mức dậm chân. Lần này thả đối phương ra, nếu muốn bắt được lần nữa thì sẽ rất khó. Ây ra, thằng nhãi kia là đồ ngu hả? Đoạn Tử Du cũng la lên, sao lại đi tin lời ma quỷ của Tọa Sơn Điêu chứ? Còn thả anh ta ra nữa. Đối mặt với sự khó hiểu của mọi người, Hoàng Tam gia lại kiên quyết mà đứng về phía Diệp Lâm, tiếp tục nói, các người biết cái gì? Diệp tiên sinh vừa nói rồi, có thể đánh thắng anh ta lần đầu tiên, là có thể đánh thắng lần thứ hai thứ ba, thậm chí là vô số lần. Các người cứ nhìn xem là được, nói nhiều như vậy làm gì? Lúc này, Tọa Sơn Điêu từ từ quay người lại. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm cả buổi, dường như là muốn nhớ kỹ khuôn mặt của Diệp Lâm vào trong lòng, thù hận như biển, đời này không báo, thề không làm người. Ra tay đi, Diệp Lâm dục. Nhãi danh, tao nhớ kỹ mày rồi, dù mày có hóa thành cho thì tao cũng có thể nhận ra mày. Mày biết vì sao người ta gọi tao là Tọa Sơn Điêu hay không? Diệp Lâm tất nhiên là không biết rồi. Bởi vì ở Phụng Thiên và ở núi Trường Bạch, tao có thể qua lại như gió, tự do như chim ưng. Dứt lời, Tọa Sơn Điêu đột nhiên giang hai tay mình ra. Ngay sau đó, cả người anh ta thế mà lại bay ra hơn 10 mét. Có tiếng cười to đắc ý vang lên, Tọa Sơn Điêu nói, mày cho rằng chỉ có mày mới có thân pháp đỉnh cấp hay sao? Tọa Sơn Điêu tao có ba tuyệt, một trong số đó là cước lực tuyệt, không phải chỉ có danh tiếng thôi. Hôm nay tao sẽ cho bọn mày mở mang kiến thức với tốc độ của tao. Tao đi đây. Tọa Sơn Điêu còn chưa nói xong thì bóng dáng đã biến mất ở cửa đại sảnh. Ai ra, đám người Hàn Anh thấy vậy thì thở dài nặng nề, dường như không hề nằm ngoài dự đoán. Quả nhiên, Tọa Sơn Điêu đã trốn thoát rồi. Ây ra, anh dám thả tội phạm quan trọng. Anh cũng phải chịu trách nhiệm nữa đấy. Đoạn Tử Du tức muốn hộc máu, vội vàng dần người đuổi theo. Thấy vậy, Diệp Lâm không hề bất ngờ. Giữa Diệp Lâm và Tọa Sơn Điêu hiện giờ, giống như là mèo và chuột. Thả chuột không phải là vì mèo sợ chuột hoặc là vì mèo sơ sẩy, mà là vì mèo vẫn còn muốn chơi nữa. Lúc anh thả Tọa Sơn Điêu, Tọa Sơn Điêu chỉ có hai lựa chọn. Một là liều mạng đánh một trận. Hai là chạy trốn. Hiển nhiên là Tọa Sơn Điêu rất muốn sống, bất chấp mất hết mặt mũi, vừa ra là chạy trốn. Đáng tiếc, anh ta không biết là dù anh ta chọn thế nào, thì anh ta cũng chỉ có một đường chết thôi. Mày cho rằng mày có thể chạy thoát sao? Diệp Lâm bước lên, bóng dáng vút qua, cũng biến mất hoàn toàn khỏi đại sảnh. Wow, cả hai đều biến mất rồi. Nhanh quá. Đúng là cao thủ có khác, đuổi bắt nhau cũng thú vị như vậy. Không biết chàng trai họ Diệp kia có thể đuổi kịp Tọa Sơn Điêu hay không? Chúng ta nhanh đi ra ngoài xem đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều trở nên háo hức. Sau tiếng hô hoán, mọi người lũ lượt chạy ra ngoài. Tất cả theo tôi. Giang Lãng cũng lập tức ra lệnh cho các thuộc hạ mặc thường phục, toàn lực truy đuổi Tọa Sơn Điêu, một khi tìm được tung tích của anh ta thì lập tức báo cáo, đừng để anh ta trốn thoát. Hoa Quốc Đồng,
Hoàng Tiềm và những người khác nhanh chóng đi theo đế hỗ trợ Diệp Lâm. Ha, tên nhóc này dám thả hố về núi, trời giúp mình rồi. Thấy cảnh này, Trương Văn Viễn vô cùng vui sướng. Chỉ cần Tọa Sơn Điêu chưa bị bắt, ông ta cũng có thể yên tâm, lợi dụng lúc hỗn loạn đế chạy trốn. Lúc này, Hoàng Tam gia cũng đang đi ra ngoài xem. Nhưng vừa bước ra khỏi đại sảnh, ông ta chợt nhận ra một chuyện. Nhà họ Liễu và nhà họ Bạch vẫn đang bị giam lỏng, vừa hay nhân cơ hội này để giải cứu hai nhà, thể hiện trước mặt cậu Diệp, lấy công chuộc tội. Nghĩ đến đây, Hoàng Tam gia không chạy ra bên ngoài nữa mà lặng lẽ đi ra phía sau, dễ dàng đánh bại lính canh, thả hai nhà họ Liễu và họ Bạch ra. Sau khi biết tin Diệp Lâm đã đến và đang đuổi theo Tọa Sơn Điêu ở bên ngoài, người nhà họ Liễu và họ Bạch lại lần nữa ngạc nhiên. Mau lên, chúng ta cũng phải đi giúp cậu Diệp một tay. Nhà họ Liễu lập tức ra bên ngoài để tụ họp cùng Diệp Lâm. Cùng lúc đó, Tọa Sơn Điêu đang chạy trốn, thấy Diệp Lâm theo sát phía sau, chỉ cách nhau thời gian chưa đầy một chén trà. Cả hai người họ rời khỏi dinh thự nhà họ Trương và bắt đầu cuộc đấu ở trong thành phố Phụng Thiên. Một người chạy cực nhanh, dùng tất cả sức lực mà chạy. Người còn lại thì theo sau như một cái bóng, chắp tay sau lưng, có vẻ thoải mái. Chỉ sau thời gian một tách trà, Diệp Lâm đã cách Tọa Sơn Điêu đang chạy trốn chưa đầy 10 mét. Kha kha, bây giờ đã đến lúc cắt đuôi hoàn toàn tên nhóc đó rồi. Tọa Sơn Điêu hít một hơi, bước chậm lại rồi quay đầu nhìn về phía sau. Anh ta lập tức sững sờ như thể nhìn thấy một con ma. Mày, làm sao mày bắt kịp được? Tọa Sơn Điêu cho rằng với tốc độ nhanh như tên lửa của mình, Diệp Lâm đã sớm bị bỏ lại phía sau mới phải. Làm sao Diệp Lâm có thể dễ dàng đuổi kịp như vậy? Tôi vẫn luôn ở sau lưng anh. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tôi chỉ muốn nhìn xem ba tuyệt kỹ mà anh tự hào là gì thôi. Sao nào, tôi còn chưa bắt đầu mà anh đã không thể chạy được nữa rồi sao? Nghe xong lời này, Tọa Sơn Điêu đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, thầm nghĩ, tên nhóc này là ma quỷ sao? Làm sao có thể có một thanh niên mạnh đến vậy được? Nếu không chạy được thì hãy giơ tay, chịu, trói, đi. Diệp Lâm chậm rãi nói từng tứ, sau mỗi chữ nói ra, khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp lại ba phần. Vừa dứt lời, Diệp Lâm đã theo sát phía sau, cách Tọa Sơn Điêu chưa đầy một mét. Trông như một bóng ma. Thấy vậy, Tọa Sơn Điêu cả kinh kêu lên. Đừng tới đây. Tọa Sơn Điêu dường như bị Diệp Lâm làm cho phát điên, hét lên một cách tuyệt vọng, sau đó tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Ai có thể ngờ rằng nhân vật kiệt xuất một thời lại bị ép đến mức phát điên như vậy. Giờ phút này, Tọa Sơn Điêu thậm chí có thể cảm nhận được khí tức giống như thần chết của Diệp Lâm đã đến rất gần. Không thoát được rồi. Lòng Tọa Sơn Điêu thắt lại, biết rằng kế hoạch trốn thoát của mình đã thất bại. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể thoát khỏi Diệp Lâm ở phía sau. Không còn cách nào khác, Tọa Sơn Điêu chỉ đành liều mạng với Diệp Lâm. Cặp dao lưỡi liềm lại lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Vào lúc Tọa Sơn Điêu chuẩn bị quay lại giết chết Diệp Lâm. Trước khi hai con dao lưỡi liềm kịp vung lên, anh ta chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua phía sau. Phập, phập, phập. Ba tiếng cắt vào da thịt nối tiếp nhau. Hai vai và một bên đùi của Tọa Sơn Điêu ngay lập tức bị trúng đòn. Thì ra Diệp Lâm đã bắn ra ba thanh kiếm nhỏ, xuyên vào cơ thể đối phương. Trong khoảnh khắc, Tọa Sơn Điêu rơi xuống đất như bị vấp phải dây. Còn chưa kịp đứng dậy thì thanh cự khuyết kiếm đã dí sát vào cổ họng Tọa Sơn Điêu. Lần này, anh đã phục chưa? Diệp Lâm cầm thanh kiếm sắc bén, lạnh lùng hỏi. Phục, phục, tôi phục rồi. Khi cái chết đến gần, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tọa Sơn Điêu cũng không ngoại lệ, ngay lập tức đầu hàng xin tha. Nếu cậu thả tôi đi, mạng của Tọa Sơn Điêu tôi chính là của cậu. Tôi nguyện ý làm thuộc hạ của cậu, làm đàn em của cậu. Từ nay về sau tất cả những gì tôi có đều là của cậu. Diệp Lâm lười nghe anh ta nói nhảm, lạnh lùng nói, nếu đã phục rồi thì đi chết đi. Diệp Lâm đã từng nói phải cho anh ta làm một con ma biết điều. Dứt lời, thanh kiếm trong tay Diệp Lâm đột nhiên di chuyển, đâm về phía cổ họng của Tọa Sơn Điêu. Không, cậu không thể giết tôi được. Tọa Sơn Điêu cảm nhận được hơi thở của cái chết. Trước khi chết đến gần, anh ta gầm lên, đành phải rút ra con át chủ bài cuối cùng trong tay. Vốn dĩ anh ta không ngờ rằng tình thế lại trở nên như thế này,
có một ngày tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Con át chủ bài này không chỉ là bí mật không ai hay biết, mà còn là kim bài miễn tử của tọa Diệp Sơn. Tôi là đệ tử ngoại môn của võ cố núi Trường Bạch. Nếu cậu dám giết tôi thì cũng chính là bất kính với các võ cổ giả của núi Trường Bạch. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Tôi là người của núi Trường Bạch, cậu không thể giết tôi được. Võ cổ giả núi Trường Bạch. Một ngọn núi trong Tam Sơn, Ngũ Môn, Thất Thị. Dãy núi Trường Bạch. Theo truyền thuyết, sức mạnh tổng hợp của các võ cổ giả ở Tam Sơn là mạnh nhất trong giới võ cố. Các võ cố giả núi Trường Bạch đã tung hoành khắp nơi, không ai dám động đến họ. Sơn Điêu tiết lộ mối quan hệ quan trọng này vì cho rằng Diệp Lâm sẽ bất thấy khó mà rút lui, không dám giết mình nữa. Suy cho cùng, không ai có đủ khả năng xúc phạm đến võ cổ núi Trường Bạch hết. Trong thế giới trần tục, đó là sự tồn tại giống như thần thánh. Còn không mau thu kiếm. Tọa Sơn Điêu lạnh lùng thúc giục. Bây giờ, thân phận này đã được tiết lộ, khí thế của Tọa Sơn Điêu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Anh ta không còn cầu xin sự thương xót như vừa rồi mà trở nên hung hãn hơn rất nhiều. Bởi vì núi Trường Bạch đã cho anh ta đủ tự tin. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, anh ta sẽ không tiết lộ thân phận bí ẩn của mình. Không phải anh ta khiêm tốn, mà là anh ta không dám. Suy cho cùng, anh ta cũng có xuất thân hèn. Kém, lại hay làm những việc mờ ám. Trong mắt thế gian, các võ cố giả của núi Trường Bạch lại giống như những vị thần, không nhiễm bụi trần. Nhưng ai có thể ngờ rằng sau lưng họ lại nuôi những kẻ ác như Tọa Sơn Điêu để sử dụng và làm hại mọi người. Tọa Sơn Điêu cũng hiểu rằng mình không được làm mất uy tín của núi Trường Bạch. Nếu anh ta dám nhân danh núi Trường Bạch gây rắc rối, các võ cổ giả ở núi Trường Bạch sẽ không tha cho anh ta. Nhưng đồng thời, trong nhiều năm qua, anh ta cũng đã âm thầm làm rất nhiều việc cho núi Trường Bạch, không góp công thì cũng góp sức. Trong thời điểm nguy cấp, nếu anh ta để lộ thân phận này, võ cổ giả sẽ núi Trường Bạch đương nhiên sẽ không thể ngồi yên được. Đệ tử ngoại môn núi Trường Bạch, Diệp Lâm lạnh lùng hỏi, còn có bao nhiêu đệ tử ngoại môn như anh nữa? Khoảng, ít nhất, cũng phải có 7-8 người. Tọa Sơn Điêu không chắc chắn cho lắm. Dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài, không dám hỏi nhiều chuyện ở núi Trường Bạch. Tuy nhiên, nhìn thấy thanh kiếm đang định. Giết mình cuối cùng cũng do dự, Tọa Sơn Điêu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi. Nhưng vào lúc này, kiếm của Diệp Lâm bỗng nhiên tiến lên, đâm vào cổ họng của Tọa Sơn Điêu. Cậu, Tọa Sơn Điêu ngừng thở, ngạc nhiên đến tái nhợt, cậu dám. Tôi là người của núi Trường Bạch đấy. Cậu vẫn dám giết tôi. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói, đừng nói đệ tử ngoại môn như anh, cho dù võ cố giả núi Trường Bạch có ở đây, tôi cũng sẽ giết không tha. Tọa Sơn Điêu, anh đã làm nhiều điều ác, hôm nay là ngày chết của anh. Cho dù chúa có đến cũng không thể cứu được anh đâu. Tôi đã nói rồi. Tọa Sơn Điêu cả kinh, muốn nói thêm điều gì đó. Tuy nhiên, cổ họng của anh ta đã bị thương nặng, máu trào ngược lên, khi vừa mở miệng, máu đã chảy như suối. Lúc này, anh ta dường như đã bước một chân vào quỷ môn quan. Cùng lúc đó, mọi người trong nhà họ Trương và nhóm của Hoa Quốc Đống cũng lần lượt đến nơi. Nhìn thấy Diệp Lâm chĩa kiếm vào cổ họng Tọa Sơn Điêu. Tất cả đều kinh hãi, không ngờ Tọa Sơn Điêu vẫn không chạy thoát được, sắp bị giết chết. Không ngờ Tọa Sơn Điêu hùng mạnh một thời lại bị đánh bại hoàn toàn. Một khi giết được Tọa Sơn Điêu, cậu trai họ Diệp đó chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Đúng là tài không đợi tuổi. Ha ha, sư phụ tuyệt vời quá. Long Vương mạnh thật. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Anh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. Trong khoảnh khắc sinh tử này, cánh tay Diệp Lâm bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo từ bên cạnh truyền tới. Nếu Diệp Lâm không vận động năng lượng bẩm sinh trong cơ thể để chống lại cái lạnh khắc nghiệt thì có lẽ vừa rồi anh đã bị đông cứng thành que kem rồi. Lạnh quá! Nhìn Tọa Sơn Điêu trước mặt vốn đang hấp hối, máu chảy ra từ cổ họng lúc này đã đông cứng lại. Giây tiếp theo, cổ tay của Diệp Lâm bị người nào đó nắm lấy. Cùng với một cơn gió lạnh buốt xương, một bóng người bí ẩn xuất hiện bên cạnh anh. Anh bạn nhỏ, đủ rồi, xin hãy nước tay. Diệp Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc đồ trắng, khí chất lạnh lùng. Ông ta đưa một tay ra sau lưng và dùng tay kia kẹp cổ tay Diệp Lâm. Chỉ với một cú bóp nhẹ, sát ý vô tận đã bị loại bỏ và tính mạng của Tọa Sơn Điêu cũng được giải cứu kịp thời.
là, Liên Lạc Sử đại nhân sao? Nhìn thấy người này, Tọa Sơn Điêu kinh hãi, khó nhọc cất lời, miệng phun ra một ngụm máu. Đúng vậy, tôi là sứ giả liên lạc của núi Trường Bạch, chịu trách nhiệm liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngũ Phù Sinh, Tọa Sơn Điêu, cậu là đệ tử ngoại môn của núi Trường Bạch, hôm nay cậu gặp nạn, tôi tới đây để cứu cậu. Vừa nói, người đàn ông tên Ngũ Phù Sinh đã xoay một cú tuyệt đẹp, đẩy thanh kiếm ra khỏi tay Diệp Lâm, thản nhiên vỗ nhẹ vào cổ họng Tọa Sơn Điêu. Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể, khiến anh ta rùng mình, nhưng nó cũng làm đóng băng vết thương chí mạng của anh ta. Lớp băng mỏng trên cổ giống như một lớp vải trên vết thương, khiến Tọa Sơn Điêu có thể thở bình thường và được cứu sống. Thì ra là Liên Lạc Sử, Ngũ đại nhân, Tọa Sơn Điêu vội vàng nói lời cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi. Trong lòng Tọa Sơn Điêu không khỏi hưng phấn, quả thực đã được cứu rồi. Vừa rồi, lúc rời khỏi nhà họ Trương, anh ta phóng đi giống như một con ngựa hoang, nhìn như đang hoảng sợ, nhưng thực ra là có mục đích, cố tình chạy trốn về hướng này. Bởi vì anh ta biết, có võ cố giả núi Trường Bạch Trấn thì ở đây, cũng chính là Liên Lạc Sứ, người liên hệ giữa thế giới bên ngoài với võ cố. Chỉ cần có thể sập được Liên Lạc Sứ là có thể được giải cứu rồi. Cái gì? Sứ giả liên lạc của núi Trường Bạch. Một võ cố giả đến từ núi Trường Bạch. Sự xuất hiện của người này ngay lập tức khiến tất cả những người có mặt sững sờ. Đồng thời, không khí lạnh đột ngột tỏa ra cũng khiến mọi người nhận ra sự khủng bố của võ cổ giả, sự xuất hiện của họ thực sự có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ xung quanh. Không hổ danh là võ cố giả, thật đáng sợ. Lúc này, ngay cả Hàn Anh, Đoàn Tử Du và Giang Lãng đều không ngờ rằng chuyện của Thổ Phỉ lại có sự tham gia của các võ cố giả của núi Trường Bạch. Hóa ra đằng sau Tọa Sơn Điêu còn có núi Trường Bạch chống lưng. Xem ra lời đồn là sự thật, Tọa Sơn Điêu mạnh như vậy là do được nuôi dưỡng bởi núi Trường Bạch. Trong lòng Giang Lãng run lên, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Phủ Phụng Thiên bọn họ có cơ quan tình báo mạnh nhất, từ lâu họ đã phát hiện ra Tọa Sơn Điêu có quan hệ với núi Trường Bạch, nhưng lại không thể xác định chắc chắn mối quan hệ giữa họ. Cảnh tượng ngày hôm nay đã xác nhận tin tức đó là chính xác. Anh ta chính là đệ tử ngoại môn của núi Trường Bạch. Có võ cổ giả can thiệp. Chuyện này xem ra cũng khó nhằn đây. Đoàn Tử Du không khỏi cau mày, nhưng bây giờ sự việc đã kết thúc, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tọa Sơn Điêu bị võ cổ giả Trường Bạch mang đi. Dù sao đó cũng là võ cổ giả, không thể đụng chạm được. Hơn nữa, không ai dám xúc phạm đến các võ cổ giả của núi Trường Bạch, một trong ba ngọn núi mạnh nhất trong thế giới võ cổ. Lời họ nói giống như thánh chỉ của hoàng đế, ai dám trái lời cơ chứ? Hai, đáng tiếc. Chỉ một chút nữa thôi là xong rồi. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Quốc Đống không khỏi thầm kêu lên. Võ cổ giả này sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào lúc này, ra tay cứu Tọa Sơn Điêu, cảm giác như đang cố ý vậy. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của võ cổ giả, tình thế ngay lập tức bị đảo ngược. Mọi người chỉ có thể bất lực nhìn đối phương cứu Tọa Sơn Điêu chứ không dám tiến tới tranh cãi. Ngay cả Hàn Anh và những người đến bắt giữ Thố Phỉ, cũng chỉ có thể bỏ qua khi đối mặt với một võ cố giả. Đừng nói ba người trẻ bọn họ, ngay cả cha của họ, hai chiến thần và thống đốc Phủ Phụng Thiên cũng không dám vô lễ với võ cổ giả. Tọa Sơn Điêu, cậu lùi lại trước đi. Ngũ Phù Sinh xua tay, đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Lâm một cách tò mò. Không ngờ thế giới bên ngoài lại có người. Phi thường như vậy, ép Tọa Sơn Điêu vào ngõ cụt, quả là mạnh mẽ. Anh bạn nhỏ, Tọa Sơn Điêu là người núi Trường Bạch chúng tôi, lần này tôi sẽ đưa cậu ta về và trừng trị thật nặng. Nói xong, Ngũ Phù Sinh chắp tay nói, nể núi Trường Bạch chúng tôi, xin cậu hãy bỏ qua chuyện này. Ha ha, Tọa Sơn Điêu không khỏi bật cười, nhìn về phía Diệp Lâm. Bây giờ đã có võ cố giả núi Trường Bạch hỗ trợ, dù có 18 Diệp Lâm, anh ta cũng không cần phải sợ. Sau khi vết thương bình phục, anh ta sẽ trở lại, sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho ngày hôm nay. Ngay khi Ngũ Phù Sinh đang chuẩn bị đưa Tọa Sơn Điêu rời đi. Dừng lại. Cố tay Diệp Lâm đột nhiên run lên, phá vỡ khí lạnh mà đối phương áp chế trên cánh tay mình. Thanh kiếm trong tay vung lên trong không trung, tạo ra một nguồn nhiệt. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, hơi nóng ập đến, như thể mùa hè bỗng nhiên xuất. Hiện. Ngũ Phù Sinh cau mày, như thể bị khiêu khích, vẻ mặt hơi tối đi. Anh bạn nhỏ, cậu còn chuyện gì nữa sao? Ngũ Phù Sinh lạnh lùng nói. Tôi muốn hỏi một câu, ông mang về Tọa Sơn Điêu về rồi sẽ xử lý như thế nào?
Diệp Lâm nói. Việc này sẽ do lãnh đạo của núi Trường Bạch cùng nhau quyết định. Ngũ Phù Sinh nói, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ha ha, Diệp Lâm cười nhạo, tôi sợ cái gọi là trừng phạt nghiêm khắc chỉ là đưa tay lên rồi hạ xuống mà thôi. Sau đó thả hổ về núi, để người này thay ra đổi thịt, một lần nữa bước vào thế giới bên ngoài. Nghe vậy, vẻ mặt của Ngũ Phù Sinh lại thay đổi, như thể mặt tối của họ đã bị vạch trần ngay tại chỗ, điều này khiến ông ta càng khó chịu hơn. Cái này không cần cậu lo lắng. Ngũ Phù Sinh cũng lạnh lùng nói, xử lý như thế nào là do Trường Bạch chúng tôi quyết định. Diệp Lâm lại nói, nếu đây đã là người của núi Trường Bạch thì núi Trường Bạch các người có chịu trách nhiệm về vô số việc ác của người này ở Phụng Thiên không? Vừa hay hôm nay cảnh vệ của Phủ Phụng Thiên lại có mặt ở đây, các anh có thể công khai những tội ác mà Tọa Sơn Điêu đã gây ra trong những năm qua không? Đế các võ cổ giả của núi Trường Bạch nghe về những việc tốt mà người của họ đã làm ở bên ngoài. Cái này, nghe được lời này, Giang Lãng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Diệp Lâm lại nhắc đến Phủ Phụng Thiên. Nếu là người khác thì không nói. Nhưng người trước mặt lại là một võ cổ giả. Cho dù cha anh ta có ở đây thì cũng phải mắt nhắm mắt mở mà thôi. Ha ha, thấy Giang Lãng không dám lên tiếng, Diệp Lâm lại bật cười, nói tiếp, khi Tọa Sơn Điêu làm điều ác ở bên ngoài, núi Trường Bạch các ông ngoảnh mặt làm ngơ. Khi Tọa Sơn Điêu ra ngoài giết người, núi Trường Bạch các ông cũng mắt nhắm mắt mở. Hôm nay, tôi muốn giết Tọa Sơn Điêu, núi Trường Bạch các ông mới nhớ ra anh ta là người của mình nên tới đưa đi sao? Làm gì có cái lẽ đó? Nghe vậy, vẻ mặt của Ngũ Phù Sinh ngày càng trở nên u ám. Vậy cậu muốn làm thế nào? Kiếm trong tay Diệp Lâm đột nhiên vung lên, người thì ông có thể mang đi, nhưng mạng của anh ta thì phải giữ lại. Cái gì? Người thì có thể mang đi, nhưng mạng thì phải giữ lại. Vậy chẳng phải là bảo bọn họ mang một thi thể đi về hay sao? Chắc Diệp Lâm là người đầu tiên dám nói năng như thế với cổ võ giả. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất hoảng hốt. Có khi nào anh ta điên rồi không? Dám nói năng như thế với cổ võ giả núi Trường Bạch. Chẳng lẽ anh ta không biết cổ võ giả mang ý nghĩa gì hả? Cổ võ không thể chịu nhục, đừng nói anh ta chỉ là người thường, cho dù là thống độc Phủ Phụng Thiên còn ở đây thì cũng không dám làm càn với cổ võ như thế. Ha ha, anh ta cho rằng đánh thắng được Tọa Sơn Điêu là có tư cách lên mặt với cổ võ giả. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối trước sự kiêu ngạo và vô tri của Diệp Lâm. Vốn dĩ đánh thắng Tọa Sơn Điêu đã là được cả danh lẫn lợi rồi, cần gì phải gây chuyện với cố võ giả chứ? Chẳng phải là tự tìm điều không vui cho mình hay sao? Long Vương, thôi bỏ đi. Hoàng Tiềm vội vàng lên tiếng ngăn cản, sợ Diệp Lâm nói ra gì đó khó nghe hơn, rồi chọc giận cố võ giả núi Trường Bạch, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Đúng vậy, sư phụ. Hoa Quốc Đống nuốt nước bọt, nói, để bọn họ dẫn người đi đi. Dù sao lần này chúng ta tới đây là để tính sổ với nhà họ Trương, lại nói chúng ta và Tọa Sơn Điêu không có ân oán gì cả. Lúc này, ngay cả Hàn Anh cũng đi lên hòa giải, hành động diệt cướp dừng ở đây. Diệp tiên sinh, chúng ta thu tay lại đi, nếm mặt vị cố võ giả này một lần. Hàn Anh biết nếu tiếp tục tranh cãi thì bên chịu thiệt sẽ là bọn họ. Người bình thường có tư cách gì để nói đạo lý với cổ võ giả? Thức thời mới là thông minh, thôi bỏ đi. Đoạn Tử Du cũng nói. Thấy vậy, Tọa Sơn Điêu cười lạnh thành tiếng, nhãi danh, mày dám không nế mặt cổ võ giả núi Trường Bạch, đúng là tìm chết. Tao đứng ở ngay đây, xem mày có dám động đến tao không. Tọa Sơn Điêu chống nạnh, đứng ở một bên phía sau Ngũ Phù Sinh, dáng vẻ cáo mượn oai hùng. Anh ta chắc chắn rằng Diệp Lâm chỉ nói cho mạnh miệng thôi, chứ không dám thật sự ra tay. Cho Diệp Lâm 10 lá gan thì Diệp Lâm cũng không dám giết người ngay trước mặt cổ võ giả. Giờ phút này, Ngũ Phù Sinh lạnh lùng cười nói, mày chưa đủ bản lĩnh giết người ngay trước mặt tao đâu. Lúc này, cho dù người khác khuyên nhủ thế nào, uy hiếp ra sao, thì Diệp Lâm vẫn cứ giữ vững ý định của mình. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ lấy mạng của Tọa Sơn Điêu. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Diệp Lâm chợt bay thẳng về phía Tọa Sơn Điêu. Hít hà! Thấy vậy, mọi người đều giật nảy mình lên. Không ai dám tin rằng Diệp Lâm thế mà lại ra tay thật sự. Dám giết người ngay trước mặt cổ võ giả. Không muốn sống nữa hả? Sư phụ, Hoa Quốc Đống hô lên, mở to mắt ra nhìn. Đừng, đừng ra tay mà, Long Vương, Hoàng Tiềm cảm thấy không ổn rồi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.
Kiếm của Diệp Lâm vừa nhanh vừa sắc bén. Lúc người khác thấy rõ chiêu thức thì kiếm đã kề sát bên cổ họng Tọa Sơn Điêu rồi. A! À, thấy vậy, Tọa Sơn Điêu sợ tới mức ngây người ra, nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Anh ta thầm nghĩ thằng nhãi này điên rồi sao, dám ra tay thật hả? Không chịu dừng đúng không? Ngũ đại nhân, cứu tôi với. Tọa Sơn Điêu đang bị thương nặng, ị ải còn không đề phòng, tất nhiên là khó tránh được một kiếm kia. Thấy vậy, Ngũ Phù Sinh lạnh giọng quát, hay lắm, mày dám ra tay thật hả? Mày coi cổ võ giả núi Trường Bạch bọn tao là không khí hả? Bị Diệp Lâm ngó lơ, Ngũ Phù Sinh tức điên lên, quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra khí lạnh. Ngay sau đó, Ngũ Phù Sinh vung đôi tay lên, hàng vạn cơn gió tuyết chợt ngưng tụ, tạo thành một kết giới băng lạnh che trước mặt Tọa Sơn Điêu. Keng! Một tiếng nặng nề vang lên. Kiếm của Diệp Lâm dừng ở giữa không trung, một lớp xương lạnh mỏng phủ lên trên thân kiếm. Kiếm tốt, Ngũ Phù Sinh khen một tiếng. Bất cứ loại vũ khí nào khi đâm vào xương lạnh do mình tạo thành, đều sẽ giống như thủy tinh cứ rơi là vỡ. Vậy mà kiếm trong tay Diệp Lâm lại chỉ bị phủ một lớp xương lạnh mỏng, cứng rắn không vỡ. Cho dù là ở giới cổ võ của bọn họ, kiếm của Diệp Lâm cũng là vũ khí tốt khiến người ta thèm muốn. Đồng thời, Ngũ Phù Sinh cũng cảm thấy kiếm trong tay Diệp Lâm quen quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi. Ha ha, thấy vậy, Tọa Sơn Điêu lại trở nên đắc ý, lại đây, giết tao đi. Sao lại dừng kiếm giữa không trung, không tiếp tục đánh nữa? Hay là để tao đi lên một bước? Ha ha, để tao xem là mày lợi hại hay là vì cổ. Võ giả này lợi hại. Một kiếm bị chặn thì tiếp tục một kiếm khác. Kiếm ý vô tận, phá. Diệp Lâm hét to lên, vung kiếm trong tay lần nữa. Giờ phút này, một thanh kiếm khổng lồ lướt nhanh trong không trung, giống như là một con tàu chiến hạm, mênh mông cuồn cuộn, nghiền áp những nơi nó đi qua. Kiếm khí tung bay, thanh kiếm dường như xuyên thủng sông băng. Kết giới băng lạnh do Ngũ Phù Sinh chế tạo đột nhiên tan vỡ. Kiếm khí tiếp tục đâm thẳng về phía Tọa Sơn Điêu. Ngũ Phù Sinh cảm thấy kiếm khí nghiêm nghị, khiến hô hấp của mình có trong khoảnh khắc bị ngừng lại. Nguy hiểm. Một suy nghĩ chợt lướt qua. Nếu đế ông ta đỡ thì ông ta cũng không thể đỡ được uy lực một kiếm kia, nói gì đến Tọa Sơn Điêu. Chạy đi. Ngũ Phù Sinh không định đối đầu với một kiếm kia. Ông ta quay người đánh một chưởng về phía Tọa Sơn Điêu, rồi ra lệnh cho Tọa Sơn Điêu mau chạy đi. Ở trong mắt Ngũ Phù Sinh, có Tọa Sơn Điêu ở đây chẳng khác gì kéo chân sau, khiến ông ta có chút vướng chân vướng tay. Chờ ông ta đuổi Tọa Sơn Điêu đi rồi, ông ta sẽ tự mình lên đánh người trẻ tuổi không biết sống chết kia. A, à, Tọa Sơn Điêu hô lên một tiếng, người đã bị đẩy ra xa mấy thước, vâng vâng vâng. Anh ta không dám cãi lại lời nói của Ngũ Phù Sinh, quay đầu liền bỏ chạy, chỉ chớp mắt đã chạy ra hơn 100 mét. Muốn chạy hả? Thấy vậy, Diệp Lâm không có đuổi theo, bởi vì Ngũ Phù Sinh đang cản anh lại. Anh búng tay ra. Một viên Định Hải Châu bay thẳng về phía Tọa Sơn Điêu. Thấy vậy, Ngũ Phù Sinh giật mình, vội vàng vung tay lên đóng băng một viên. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, liên tục bay ra. Ngũ Phù Sinh không ngờ Diệp Lâm lại có nhiều pháp khí lợi hại như thế. Không ổn rồi. Lúc ông ta cảm thấy không ổn, định ra tay nữa thì đã không kịp rồi. Ngũ Phù Sinh quay đầu lại nhìn về phía Tọa Sơn Điêu. Tọa Sơn Điêu đang chạy như bay, không biết rằng tử vong đang lặng lẽ đến. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Mấy viên Định Hải Châu cùng nhau nổ tung, lập tức nổ Tọa Sơn Điêu tan tành thành mảnh, chết ngay tại chỗ. Một màn Tọa Sơn Điêu bị nổ tan tành hiện ra trước mắt mọi người, khiến mọi người đều ô lên. Rốt cuộc là sao thế này? Sao Tọa Sơn Điêu như là đột nhiên bị dẫm mìn rồi nổ tung vậy? Chẳng lẽ là do thằng nhãi họ Diệp kia làm, nhưng mà không thấy anh ta ném mìn. Tọa Sơn Điêu xui xẻo thật đấy. Chẳng lẽ đây là kiếp nạn vốn có trong đời của anh ta? Có điều cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Đáng đời lắm. Mọi người không thấy rõ Diệp Lâm ra tay như thế nào nên vừa giật mình vừa sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cho rằng cái chết thảm thiết của Tọa Sơn Điêu là trừng phạt đúng tội. Sư phụ, diệt Tọa Sơn Điêu thật rồi hả? Còn là giết ngay trước mặt vị cố võ giả núi Trường Bạch kia nữa. Đúng là không thể tin nổi. Đám người Hoa Quốc Đống xem đến sửng sốt. Có điều, bọn họ còn có chút lo lắng khi Diệp Lâm đã đắc tội với cổ võ giả núi Trường Bạch rồi. Bây giờ phải làm sao để kết thúc chuyện này đây? Cùng lúc đó,
Hoàng Tam gia đã thuận lợi đi cứu nhà họ Liễu và nhà họ Bạch. Hai nhà nghe tin nên chạy tới hiện trường xem chiến. Lúc vừa được cứu xong, hai nhà còn không dám tin chuyện Diệp Lâm đuổi giết Tọa Sơn Điêu. Bây giờ, sau khi tận mắt nhìn thấy, hai nhà đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Tên bị nổ kia, là Tọa Sơn Điêu hả? Diệp Lâm có thế dễ dàng giết chết Tọa Sơn Điêu. Thế mà lần trước chúng ta hợp tác đối phó Diệp Lâm, có thể tồn tại trở về, đúng là cực kỳ may mắn. Xem ra lần này, nhà họ Trương gây chuyện sai người rồi. Có điều, khi nhìn đến Ngũ Phù Sinh, Hoàng Tam gia lập tức thay đổi sắc mặt. Hoàng Tam gia nhận ra trang phục đặc biệt của Ngũ Phù Sinh đại biểu cho cố võ giả núi Trường Bạch. Lúc Hoàng Bì tử trong cơ thể Hoàng Tam gia chưa có linh trí, Hoàng Tam gia thường đi qua lại trên núi Trường Bạch, tất nhiên cũng biết cổ võ giả xuất quỷ nhập thần khu vực núi Trường Bạch. Là cổ võ giả núi Trường Bạch. Hoàng Tam gia chợt nhớ đến chuyện Tọa Sơn Điêu có liên quan đến cố võ giả núi Trường Bạch. Thế mà Diệp Lâm lại đánh chết Tọa Sơn Điêu. Ngay trước mặt tên cố võ giả kia. Lần này, Diệp tiên sinh gặp phiền phức lớn, oi ý 99. Rồi, quả nhiên, khi thấy Tọa Sơn Điêu bị đánh chết ngay trước mặt mình, mà mình không thể ngăn cản được, Ngũ Phù Sinh cực kỳ giận dữ. Ông ta giận dữ không phải vì Tọa Sơn Điêu chết, mà giận dữ vì mình không thể khống chế được sự sống chết của Tọa Sơn Điêu. Rõ ràng là ông ta đã nói sẽ giữ mạng của Tọa Sơn Điêu. Kết quả là ngay trước mặt mình, ngay trước mặt bao người, đối phương đánh chết Tọa Sơn Điêu. Làm vậy có khác gì vả mặt tại trận Ngũ Phù Sinh chứ? Vả mặt Ngũ Phù Sinh chính là khiêu khích thế lực cổ võ núi Trường Bạch. Không thể tha thứ được. Nhãi danh, mày tìm chết. Ngũ Phù Sinh giận tím mặt. Một luồng uy áp khủng bố khó diễn tả thành lời và một cơn gió lạnh thổi đến, khiến mọi người xung quanh không nhịn được rùng mình, run bần bật. Ngũ, đại nhân. Cứu, cứu tôi với. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.